Chương 1386, phụ nữ dựa vào lừa dối. Hơi căng đó, phòng cán bộ ba hình như là khảo sát cán bộ thành phố cấp 3, không phải là chuyện vừa. Lại thêm phòng cán bộ 4 khảo sát khối xí nghiệp, quyền hạn rất lớn. Triệu Sương Sơn châm điếu thuốc, điềm nhiên nói. Tôi hơi lo lắng vai hắn non vậy không gánh vác được, Cổ Hoài sao có thể đẩy trách nhiệm nặng như thế cho Diệp Phàm. Hôm đó thái độ mập mờ của anh trong hội nghị thường vụ có tác dụng nhất định rồi đấy. Tuy nhiên, đây có vẻ không giống phong cách của Cổ Hoài. Theo như lý thuyết có thể phân công cho Diệp Phàm quản lý phòng cán bộ 4 xem như đã nể mặt anh lắm rồi, sao có thể giao cả phòng cán bộ 3 cho Diệp Phàm? Chẳng lẽ Cổ Hoài thực sự đang hậu đãi cán bộ trẻ tuổi, muốn bồi dưỡng Diệp Phàm làm cán bộ cốt lõi ư? Hay là đồng chí Cổ Hoài muốn dựa vào anh? Lỗ Đông Lai không để ý cảm thán, lắc đầu, lời y nói ra chính y còn có chút không tin tưởng. Không không không, Cổ Hoài tên này luôn mạnh tay không thể khả năng y sẽ thỏa hiệp. Lúc nãy anh cũng đã nói rồi, xét trên bề mặt thì y đang bồi dưỡng cho Diệp Phàm trở thành cán bộ cốt lõi. Nhưng ông Lỗ ơi, anh không nghĩ trong ban tổ chức đã có cái cột trụ rất to rồi hay sao? Hai cái cột trụ mà để vào cùng một chỗ sẽ xảy ra chuyện gì? Triệu Sương Sơn điềm nhiên nói, đôi mắt thâm thúy kia dường như có thể nhìn thấu ý đồ của cả ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Một mũi tên trúng hai đích sao? Cổ Hoài tính toán hay lắm. Phượng Quốc Hưng chắc chắn trong lòng có chút bất mãn, y muốn chơi trò tọa sơn quan hổ đấu. Hai con hổ đánh nhau tất có một con bị thương, Diệp Phàm khi khảo sát cán bộ cấp dưới chắc chắn sẽ có thái độ xung đột với thái độ với Phượng Quốc Hưng, kẻ nào cũng muốn nắm quyền lực trong tay. Một khi Diệp Phàm và Phượng Quốc Hùng bất đồng quan điểm thì chắc chắn sẽ nảy sinh mâu thuẫn, nhìn ở góc độ khác, Cổ Hoài là muốn làm cho anh thấy. Lỗ Đông Lai suýt xoa về suy tính thâm sâu ấy của Cổ Hoài. Đúng là như vậy, cách tốt nhất để đánh hổ không phải mình làm võ tòng mà là phải nuôi được một võ tòng khác thay ta đánh hổ. Sư phụ của tên võ tòng này là phải đứng trong hàng ngũ tướng, hơn nữa còn phải làm thế nào để xử lý con hổ ấy để không tốn chút sức lực nào. Dù sao thì đào tạo ra võ tòng cũng không tốn sức, cuối cùng có bị hổ nó ăn thịt, đối với người bồi dưỡng mà nói nhiều nhất cũng chỉ mất đi sự cân bằng giữa hổ và võ tòng. Mà trong khi hổ chiến đấu với võ tòng nhất định phải tiêu hao rất nhiều sức lực. Huống chi võ tòng mà Cổ Hoài đào tạo ra lại không phải người Cổ Hoài tin tuyệt đối, mà thuần túy chỉ là giữ cân bằng với hổ mà đào tạo ra võ tòng. Triệu Sương Sơn nói, có lẽ, Diệp Phàm sau khi thành võ tòng có thể tiêu trừ được con hổ Phượng Quốc Hưng. Lỗ Đông Lai gật gật đầu nói, vậy thì phải xem Cổ Hoài có cung cấp cho võ tòng nhiều dinh dưỡng hay không. Tất cả chuyện này trên thực tế đều nằm trong tay Cổ Hoài. Triệu Sương Sơn nói, tướng ngồi chính giữa, không biết trong lòng Cổ Hoài nghĩ gì, nhưng chuyện này có nên nhắc nhở Diệp Phàm một chút không? Lỗ Đông Lai ngày một ấn tượng với Diệp Phàm. Không cần, nếu Diệp Phàm ngay cả việc này cũng không ngẫm ra thì hắn đúng là một tên võ tòng ngu ngốc, đáng bị hổ chén. Hắn hiện giờ trong ban tổ chức, sau này còn ngồi lên những vị trí cao hơn thế. Trưởng thành luôn đi kèm với vấp ngã, không có vấp ngã sao có thể trưởng thành. Nếu như nửa đường vấp ngã thì chỉ có thể tự trách mình mệnh số không tốt. Lời nói của Triệu Sương Sơn có chút ác nghiệt vô tình, nhưng Lỗ Đông Lai ngẫm nghĩ một lát cảm thấy trong đó ẩn chứa đạo lý lớn. Chẳng qua chỉ là vật cạnh thiên trạch, thích giả sinh tồn mà thôi. Thoáng cái đã tới Tết Nguyên đán 2001, gió xuân nhẹ nhẹ, cuối năm sắp đến. Trong ban tổ chức, công tác vẫn khá thuận lợi, mặc dù nói Phượng Quốc Hưng có lúc cũng tìm một số mánh khóe nhưng đều được Diệp Phàm tiếp chiêu được hết. Tên Cổ Hoài kỳ quái mấy tháng nay im hơi lặng tiếng, có vẻ trầm mặc, làm cho Diệp Phàm không hiểu ra làm sao cả, không đoán được trong lòng người cầm lái ban tổ chức cán bộ này đang nghĩ gì. Tất nhiên Diệp Phàm nên báo cáo thì vẫn báo cáo, đối với lãnh đạo, mặc dù nói trong lòng có chút khúc mắc, nhưng lễ nghĩa nên làm thì vẫn phải làm. Hơn nữa, Diệp Phàm cũng đang cố gắng sửa cái ấn tượng về mình trong mắt Cổ Hoài. Tư tưởng của con người cũng sẽ thay đổi, có thể trước đây Cổ Hoài dị ứng với hắn nhưng sau thì dị ứng với hắn cũng nên, dù sao cũng phải thử xem sao. Hơn nữa, mấy tháng nay thái độ các đồng nghiệp trong ban tổ chức cũng không tồi. Nhìn thấy hắn đều mỉm cười vui vẻ, gọi trưởng ban Diệp với vẻ mặt kính trọng, Diệp Phàm dần dần cũng hòa nhập với vòng tròn này. Kiều Viên Viên không phải hôm nào cũng quấn lấy Diệp Phàm. Một tuần hai người gặp nhau được một lần nhưng cũng chỉ cùng nhau đi dạo phố xá.
Diệp Phàm khổ sở đưa Kiều Viên Viên đi dạo khắp các chợ lớn đến phát điên, về sau chính thức thành người khuân vác kiêm vệ sĩ miễn phí. Mà sự thân mật của Kiều Viên Viên, nhiều nhất cũng chỉ là hôn môi nắm tay vài lần, vẫn chưa có lần nào thân mật quá mức. Kiều Viên Viên rất hiểu lý lẽ, cô nói khi nào làm cô dâu mới để Diệp Phàm động vào người cô. Có khi Diệp Phàm bị chọc đến mức không chịu nổi, không biết làm thế nào đành phải đi vụng trộm về chỗ Đồng Oanh Oanh ở Ngư Đồng, Xuân Phong một đêm, Mai Vàng mấy độ. Nếu Mai Phán Nhi tình cờ đến Việt Châu ở mấy ngày, cả hai người tất nhiên thể xác hai người cũng hòa vào nhau không ngừng nghỉ trong điệu nhạc ái ân. Tết âm lịch giã đến. Năm rồng đại cát, Diệp Phàm đang ngồi than thở về việc mình lại già đi một tuổi và cũng hài lòng về những gì mình đã đạt được, hắn lái xe chuẩn bị về Nam Phúc để ăn Tết. Năm nay bố mẹ có đưa ra thông điệp, yêu cầu con trai con gái về hết quê Cổ Xuyên để ăn Tết. Nếu như đứa nào mang cả người yêu về thì bố mẹ càng mừng. Nói từ góc độ đại sự của người, Diệp Phàm tuổi cũng không nhỏ, cũng 26 tuổi, đã đến lúc lấy vợ rồi. Viên Viên, năm này tới Cổ Xuyên ăn Tết cùng anh nhé. Diệp Phàm vẻ mặt cười nịnh đưa ra lời mời. Việc này, mặt Kiều Kiều trong chốc lát có chút đỏ lên. Đối với cô ấy mà nói nó có những ý nghĩa trong đại, là lần gặp đầu tiên gia đình người yêu, tất cả các cô dâu đều sợ cửa ải này, Viên Kiều Kiều cũng không phải ngoại lệ, cô ta tỏ ra đặc biệt ngượng ngùng. Sao, không vui thì thôi vậy. Mặt Diệp Phàm có chút trầm xuống, hừ nói. Em vui mà. Kiều Viên Viên quính lên mà thốt ra lời này, nói ra khỏi miệng mới cảm thấy cảm giác ấy thật rõ ràng, có chút xíu hạ mình. Trợn mắt nhìn Diệp Phàm một cái rồi nói. Không phải em không muốn đi chỉ là tại năm nay nhà em tổ chức mừng thọ cho bà nội, anh nói xem, em vắng mặt được sao? Tới lúc đó, tất cả con cháu Kiều gia đều phải tới chúc thọ bà, hay là em mời anh cùng đi? Kiều Viên Viên là người hiểu tâm lý người khác, nếu như nói đưa Diệp Phàm đi thì sợ hắn cảm thấy mất giá trị nên cố tình thêm một chữ mời vào câu nói. Không thể không nói, Kiều Viên Viên cô gái này rất biết cách giữ gìn sự tôn nghiêm cho đàn ông. Thôi vậy. Chuyện này bàn sau. Diệp Phàm phẩy phẩy tay, nhớ lại lời Kiều Viễn Sơn nói. Thằng nhãi này chắc là quyết không cúi đầu đây. Em biết anh đang ấm ức, cha em chẳng qua chỉ nói có vài câu, tương lai anh sẽ là rể của Kiều gia, ít tuổi thì chịu ít ấm ức thì có làm sao. Coi như vì em, chẳng nhẽ anh không thể nhẫn nhịn một chút sao. Hơn nữa, giờ chú quyền cao chức lớn, trong lớp nhân sĩ trẻ tuổi NH đã vượt qua cả anh trai em rồi. Sao anh lại không dám bước vào đại viện Kiều gia? Kiều Viên Viên hình như nghĩ đến lời cha mình, nụ cười trên mặt cô bỗng nhiên vụt tắt, đổi lại là vẻ mặt u sầu. Chuyện này không phải là việc anh dám hay không dám, đầm rồng hang hổ anh đều đã đi qua. Đại viện Kiều gia đáng sợ nhưng có đáng sợ bằng văn phòng thủ tướng không? Mắc cười. Diệp Phàm hừ nói. Biết anh sẽ lấy chuyện này ra nói. Kiều Viên Viên lườm hắn một cái. Bố em khi đó nhất định không nói giỡn chơi mà là rất nghiêm túc. Viên Viên, em cũng không muốn sau này anh không ngẩng nổi mặt với Kiều gia sao. Thái độ Diệp Phàm cương quyết. Vậy được, em chờ anh. Kiều Viên Viên thất vọng cực điểm, giọt lệ nơi khóe mắt rưng rưng, cuối cùng cũng chảy xuống hai bên má. Đừng nóng vội bảo bối của anh, chúng ta vẫn còn trẻ, vẫn kịp mà, chỉ cần chờ thêm vài năm nữa thôi. Theo lời ông chồng em thì với tốc độ thăng quan của anh chắc chỉ tầm 30 tuổi là anh có thể lên tới chức phó bộ rồi. Diệp Phàm cười nói. Sao có thể, anh giờ vẫn chỉ là phó giám đốc cấp sở, muốn làm chức phó bộ ở tuổi 30, hay ít. Kiều Viên Viên lắc lắc đầu. Em xem, anh không phải là còn một thân phận nữa sao? Theo như cấp bậc thiếu tướng quân đội của anh trong chính phủ đã có thể hơn cái cấp phó bộ rồi. Tới khi đó nếu như không vào được vị trí đó thì lấy thân phận này ra, cho nhà em chấn động một chút. Diệp Phàm cười nói. Anh dám lấy thân phận đó ra sao? Kiều Viên Viên nét mặt lóe lên một tia hy vọng bất ngờ. Được rồi, tới lúc ấy rồi nói, có thể không lộ ra thì tốt nhất là đừng để lộ ra. Diệp Phàm chuyển giọng nói. Hừ, biết thừa cái kiểu đầu voi đuôi chuột của anh. Kiều Viên Viên hừ nói. Liếc Diệp Phàm một cái rồi nói. Được rồi, em biết chuyện đó không thể lộ ra được, lộ ra lại đem đến cho anh không ít rắc rối. Cũng chẳng sợ cái gì, việc này, đi đường thẳng được rồi thì việc gì phải đi đường ngang ngõ tắt kia. Diệp Phàm cười lên một tiếng,
biến cái quân hàm thiếu tướng đội đặc nhiệm A thành đường ngang ngõ tắt, không biết là đồng chí Trấn Đông Hải nghe xong sẽ có cảm tưởng gì. Nghi 21 tháng 1 năm 2001, ngày mốt là Tết rồi. Diệp Phàm về với Thủy Châu Sở Thiên Các. Diệp Phủ, vội vàng tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc gọn gàng lại, trước tiên là đến chỗ Tề Trấn Đào Tề ra. Thấy Tề Trấn Đào và Phong Nhã Mai vợ hắn đều ở nhà, chỉ có điều không thấy tên nhãi Tề Thiên đâu. Hắn hỏi, chú Tề, dì Phượng, thằng nhãi Tề Thiên đâu? Không phải cuối năm rồi mà vẫn có nhiệm vụ đấy chứ? Nhiệm vụ cái giám. Tề Trấn Đào bỏ tờ báo đang cầm trên tay xuống, vẻ mặt khó chịu hừ nói. Xem kìa, con trai anh yêu đương đưa người yêu đi chơi rồi, anh còn lại nhảy cái gì thế? Tề Thiên cũng đã 28 tuổi rồi, nếu không tìm được người muôn đăng hậu đối, chờ tới khi 30 tuổi thì thành thanh niên già rồi. Anh muốn em ôm thằng con trai mà chết sao? Phong Nhã Mai tức giận hừ một tiếng, nhìn Diệp Phàm một cái rồi nói. Mau ngồi xuống đi, Diệp Phàm giờ là trưởng ban rồi ít khi có thời gian rảnh đến nhà Tề ra chơi, đợi chút Tề Thiên đưa bạn gái về. Phong Nhã Mai vẻ mặt vui vẻ, hơn nữa còn lộ vẻ đắc ý, cái mặt ấy thiếu chút nữa thì cười nở ra hoa, Diệp Phàm rất tò mò, không kìm nổi liền hỏi. Dì Phong không biết là cô gái nào mà có diễm phúc khiến đại công tử Tề Thiên say đắm thế ạ? Chương 1387, muốn chơi phải không? Công tử cái rắm, giống y như con khỉ ấy. Tề Trấn Đào giống như vừa ăn phải đạn, giọng lạnh lùng nói. Diệp từ trong mắt ông ấy Phàm cảm thấy hình như có vẻ không vừa lòng với cô con dâu này. Hôm nay anh làm sao thế? Ăn phải đạn à? Cố gia là người thành phố, chẳng lẽ lại không bằng cái gia đình nói được vài câu tỉnh Nam Phúc này sao? Hơn nữa con bé ấy lại là do chị dâu em giới thiệu, sao có thể không muôn đăng hậu đối? Phượng Nhã Mai hừ nói. Cố gia, chẳng nhẽ lại là người nhà Cố Thiên Long? Diệp Phàm giật mình hỏi. Không phải. Mà là em gái của Cố Nhất Võ ở khu kinh tế mới Hồng Liên, tên là Cố Phượng Minh gì đó. Tề Trấn Đào hừ nói. Tiểu Diệp này, chuyện này cháu đừng trách dì Phong. Năm đó nghe nói cháu và Cố Nhất Võ vì cái chức ở khu kinh tế mới Hồng Liên mà hình như có đọ sức với nhau hả? Nhưng chuyện này đã hơn 2 năm rồi, cháu là người đại lượng chấp gì kẻ tiểu nhân, chuyện này coi như cho qua nhé, thế nào? Cháu có thấy không, Trấn Đào đúng là lão già cố chấp. Nói là không thích Cố Nhất Võ. Tôi biết thừa trong đầu lão có u mủ, chuyện năm đó chắc vẫn chưa thể quên được. Cố Nhất Võ không thích nó là đúng, nhưng mà cái cô Cố Phượng Minh ấy cũng chẳng có gì sai, nhẹ nhàng e ấp thế ai mà chẳng có ấn tượng khó phai, Phượng Nhã Mai thật ra muốn xin ý kiến Diệp Phàm. Ha ha, chuyện này, cháu với Cố Nhất Võ không có thù hận gì, sớm đã tan thành mây khói rồi. Dì Phượng, chú Tề hai người xem cháu sống ở Việt Đông không phải là đang rất tốt sao? Diệp Phàm cười hơi miễn cưỡng, không ngờ bạn gái Tề Thiên lại là cô em gái kẻ đối đầu với mình. Trái đất thật là nhỏ, quay đi quay lại rồi lại quay về một chỗ. Thằng nhóc cậu đừng có giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, cậu xem nụ cười của cậu kìa còn khó coi hơn khóc. Cậu không ấm ức gì với Cổ Nhất Võ sao, chỉ có quỷ mới tin thôi. Nói cậu lăn lộn ở Việt Đông cũng chẳng tệ. Tôi thấy cái tên Triệu Sương Sơn đó không có tử tệ thật lòng đối đãi với cậu đâu. Kể ra mới thấy Nam Phúc chúng ta là tốt nhất. Nhìn vợ một cái Tề Trấn Đào thở dài nói. Thật ra, chuyện này là do dì Phong của cậu bày ra. Nói một cách cứng rắn thì Tề Thiên đã trưởng thành rồi, trưởng thành ở đây là muốn tìm cho mình một cô vợ môn đăng hậu đối. Chuyện này Phong gia ở thủ đô đã để bụng rồi. Mà Cố Nhất Võ thực sự sẽ coi trọng Tề Thiên sao? Không thể. Khi thấy được sức ảnh hưởng của Tề gia ở Nam Phúc, thằng đó làm ăn không ra gì ở khu kinh tế mới Hồng Liên, tí nữa làm Đoàn Hải Thiên tức chết. Chuyện này cũng có cái tốt, gây sự chú ý cho Tề gia chúng tôi. Tôi chỉ sợ tới lúc đó làm gã mê muội, hối hận thì cũng đã muộn. Chú Tề, chuyện này chỉ cần Tề Thiên vừa ý thì chẳng sao. Cổ Nhất Võ là Cổ Nhất Võ, em gái y là em gái y có đúng không ạ? Diệp Phàm điềm nhiên nói, thật ra trong lòng sớm đã ấm ức. Trong đầu hắn chỉ muốn chửi tên Tề Thiên đó 100.000 lần. Chuyện này nhìn một cái đã hiểu được vấn đề, hình như là Tề Trấn Đào vẫn ngắm cái chức chủ tịch tỉnh Nam Phúc. Mà chỗ dựa vững chắc sau lưng Phượng gia lại không kịp rút tay, lần này chẳng có cách nào cứu được ông. Vì vậy Phong gia đơn giản chỉ muốn qua được cái cầu này, để cho Tề gia và Cố gia kết thông ra. Có lẽ nhờ vào sự giúp đỡ của Cố gia,
lại thêm năng lượng của Tề gia, sức ảnh hưởng của Phượng gia, Tề Chấn Đảo sẽ có một đường hy vọng. Lát sau không ngờ nhận được điện thoại của Tề Thiên, tên nhãi này vừa mở mồm đã hô. Lão đại, nghe nói anh về Thủy Châu rồi, nhanh đến cứu anh em đi chứ. Là sao, không phải là chú em đang dẫn người đẹp chim sa cá lặn, như hoa như ngọc của Cố gia kia đi chơi sao? Hay là lại gặp phải tên háo sắc nào à? Việc này anh không giúp được chú đâu, đi báo cảnh sát đi. Diệp Phàm lạnh lùng hừ nói. Không phải đâu đại ca, Cố Phong Minh ấy chẳng là gì trong mắt em, chim sa cá lặn cái gì chứ, vốn dĩ là một cô nàng chua ngoa đanh đá. Người phụ nữ này lúc nói chuyện quả thật là phiền phức. Mẹ em và mợ đường muốn xúc tiến hôn sự cho nhanh, không đi gặp mặt thì bọn họ sẽ rút gân em mất. Mấy năm trước gặp Triệu Tứ đã chơi trò tự mình hại mình rồi, lần này cái trò đó linh nữa. Cứu em đi, em thực sự gặp xui xẻo lớn rồi. Tề Thiên kêu lên, sợ làm cho Diệp Phàm mất hứng. Chú có phải đang giả tâm giả ý gì không thế, nếu thực sự thích cái cô Cố Phong Minh đó đại ca anh sẽ tặng chú một đôi nhẫn kim cương vào ngày cưới, 100 carat, thấy sao? Tốt xấu gì chúng ta cũng là anh em. Diệp Phàm nói châm chọc. Em thật sự không thích, bị buộc phải lên thuyền. Giờ em đang phải làm bộ mặt cười nói để tiếp rượu lũ bạn mà Cố Nhất Võ gọi đến đây. Mẹ nó, chẳng có đứa đếch nào có bản lĩnh, toàn nhờ Cố gia ở Bắc Kinh nâng lên, ông đây sớm biết rằng bọn họ ở thành phố này cũng chẳng có cái bản lĩnh đếch gì. Cố gia thì sao? Không phải chỉ là gia tộc thượng lưu hạng ba cũng chưa sờ vào được cánh cửa hạng hai sao? Còn lớn giọng có thể giúp Tề gia em lên chức ở tỉnh Nam Phúc cái rắm. Tề Thiên nổi giận thực sự. Không giống như đang đóng kịch, dừng tại một lát lại nói tiếp. Đại ca nếu như không đến, chờ lát nữa em đánh nhau cho coi. Ai cần để ý Cố hay không phải Cố, đánh đã rồi nói. Cùng lắm cái thằng em này không quay về nữa, cùng đại ca đến Cổ Xuyên sống. Chú có người trong mộng rồi hả? Diệp Phàm giật mình, hắn cảm thấy tên nhóc này có chút khác thường, phản kháng kịch liệt như vậy, chắc chắn là có rồi. He he, anh vẫn là anh, đoán là đúng. Thần đoán rồi. Tề Thiên nói thôi thúc. Thiên Kim tiểu thư nhà nào mà được đại công tử Tề để ý vậy, chắc chắn là danh môn chi hậu hả? Chú chắc chắn không thể thích loại em gái quê như Tiểu Phương, anh biết thói xấu đó của chú. Diệp Phàm trêu chọc nói. Kể ra anh cũng quen đấy, thậm chí còn rất thân quen. Tề Thiên tự nhiên nhăn nhó nói. Nói đi, kẻ lề mề đáng phiền phức, không phải cậu đi Thái Lan một chuyến thì thành nhân yêu rồi chứ? Diệp Phàm hừ nói, trong lòng hắn cũng có chút hiếu kỳ thật sự. Mai Diệp Thu. Tề Thiên vừa nói ra cái tên đó, thì kít một cái, Diệp Phàm đang lái xe suýt chút nữa đâm vào cột điện. Miệng hắn lẩm bẩm nói. Cô ấy mày cũng dám yêu sao, nghe nói cô này ngay cả lông chỗ đó của đàn ông cũng bảo là muốn cạo đi mà đúng không? Lúc ấy chỉ là tức giận thôi, chứ có cạo lông người ta thật đâu. Anh không biết đâu, khi cô ấy dịu dàng nhìn giống con mèo bé nhỏ lắm. Tề Thiên ngụy biện, Diệp Phàm dùng mình một cái, Mai Diệp Thu có thể dịu dàng đáng yêu như một con mèo nhỏ sao, trừ khi là mặt trời lặn đằng Tây thì chắc đúng như thế. Ôi, xem ra ông em tôi rơi vào lưới tình rồi, amen, chú tự cầu phúc đi. Diệp Phàm thở dài, có chút tò mò hắn hỏi. Quái, ngày trước chú bị cô ta làm cho rất thảm, chẳng lẽ lại không sợ? Nhưng rốt cuộc khi nào thành một cặp thế, nói thật anh xem nào. Ha ha. Từ sau khi trở về từ Hàn Quốc, chúng em đã sống chết có nhau. Tề Thiên em là loại người gì, một người đàn bà cũng làm cho đổ gục sao? Giờ em chỉ đông cô ấy quyết không dám đi về phía Tây. Tề Thiên khí thế ngang tàn, Diệp Phàm suýt chút nữa phun nước miếng. Lợi hại, nhưng thiên kim của Mai gia chắc chắn càng được lão Tề gia thích hơn chứ đúng không? Nói sao thì Mai gia ở Bắc Kinh cũng ở hạng 2, còn mạnh hơn cả Cố gia. Chú trực tiếp nói với hai ông bà già là được rồi. Diệp Phàm có vẻ không hiểu vấn đề. Việc này em chưa kịp nói đã bị mẹ và mợ đường ép xuyên rồi. Vốn dĩ muốn đưa cô ấy về nhà giới thiệu, ai ngờ lại sai giả chuyện ấy, thật là xui xẻo quá mức. Nếu không như thế này đi, đại ca, anh giúp em nói vài câu được không, nhưng trước tiên anh đến cứu em ra trước đã. Tề Thiên nói. Như thế hả? Diệp Phàm trầm ngâm một lát rồi nói. Cứ cho là anh giúp chú, không phải chú đã nói Mai Diệp Thu đó khi dịu dàng thì như một chú mèo con sao, chú chỉ đông không dám đi Tây sao,
nếu như để cô ấy biết chú đang ở câu lạc bộ hoàng thị thân mật với người nhà Cố gia, nghĩ xem, cô ấy sẽ nghĩ như thế nào, cho nên, căn bản là không cần anh phải ra tay. Diệp Phàm vẫn chưa nói hết thì Tề Thiên hét lớn. Ngừng lại lão đại, anh định để em vứt lại mạng mình ở đây hả? Cậu nói thế là thế nào, anh không hiểu. Diệp Phàm điềm nhiên nói, chỉ muốn bật cười. Anh à, nếu mà để cô ấy biết em đang ở đây thân mật với người khác, anh nghĩ xem, em sẽ thê thảm như thế nào, không chừng tới khi đó còn thảm hơn cả chết. Tề Thiên cuối cùng cũng nhỡ mồm. Quái, không phải chú nói cô ấy dịu dàng như mèo con sao, bị chú hàng phục rồi cơ mà. Thì cũng phải xem là chuyện gì đã đúng không, chuyện này phụ nữ ai chịu được. Tề Thiên nói. Sau khi nghe xong điện thoại Diệp Phàm đi thẳng tới chỗ câu lạc bộ Hoàng Thị. Bởi vì lần trước chủ của câu lạc bộ có đưa hắn một cái thẻ hội viên nên hắn cứ thể đi thẳng vào. Vừa vào đến phòng riêng, Diệp Phàm làm như thật, căn bản vì không muốn để ý đến người khác, chỉ tay vào Tề Thiên quát. Mày làm cái gì thế hả? Diệp Thu và Mai Gia đang chờ ở nhà mà mày lại chạy tới đây thưởng thức hoa tửu à? Ông là ai? Hoa tửu cái gì? Ông nói rõ ra cho tôi xem, nếu không, hừ. Lúc ấy hình như là một thanh niên trẻ người nhà Cố gia vẻ mặt rất bực tức đứng dậy, chỉ vào mặt Diệp Phàm rồi quát, cái tư thế đó không để ai nói gì đã muốn xông vào đánh người luôn. Tôi là ai không phải việc của anh, Tề Thiên là em trai tôi. Diệp Phàm hừ nói. Thằng danh. Người thanh niên chỉ thẳng vào mặt Diệp Phàm quát, thịch một tiếng, người thanh niên đã bị Tề Thiên cho một cái tát trời giáng làm hắn ngã lăn ra đất. Cả nhà Cố gia đứng hết dậy, tức giận muốn xông vào động thủ với Diệp Phàm và Tề Thiên. Làm gì thế hả? Đột nhiên đằng sau có tiếng người quát lớn, quay lại nhìn, không phải là quận ủy khu kinh tế mới Hồng Liên Cố Nhất Võ thì còn ai vào đây nữa? Tên này vừa vào nhà vệ sinh nghe thấy bên ngoài ồn ào nên vội kéo quần chạy ra, suýt chút nữa thì tè cả ra quần. Là anh? Cố Nhất Võ bắt gặp khuôn mặt Diệp Phàm, như gặp phải kẻ thù, mắt đỏ ngầu lên giận dữ. Là tôi nhận sự ủy thác của Tề gia, tới gọi cậu ấy về. Bạn gái cậu ấy đang ở nhà đợi cậu ấy về ăn cơm. Diệp Phàm hừ nói. Mày dựa vào cái gì mà đại diện cho Tề Thiên? Người thanh niên kia của Cố gia quát. Anh ấy tất nhiên có quyền đại diện. Tề Thiên lạnh lùng hừ nói, giờ tới mức này rồi, cũng đành phải đắc tội với Cố gia. Tề Thiên, ý đồ của Tề gia các người là gì, định biến Cố gia chúng ta thành cái gì hả? Cổ Nhất Võ cảm thấy vô cùng mất mặt, nhìn cô em gái vẻ mặt đầy uất ức nước mắt đang chuẩn bị trào ra, người càng giận sôi lên. Làm bạn với các người giờ chắc cũng không được rồi, vậy chúng ta chào tạm biệt nhau nhé, anh. Chúng ta đi thôi. Tề Thiên đứng lên một cách quyết đoán, đầu ngẩng cao. Định đi hả, không đời nào. Người thanh niên trên mặt in hẳn năm ngón tay kia tức giận quát, choang một tiếng, một bình rượu hồng đã bị y đập vỡ làm đôi. Rồi y cầm một nửa chai ngắm thẳng về hướng Tề Thiên. Muốn chơi phải không chú em, biết anh ở đơn vị bộ đội nào không? Tề Thiên cười ha hả hết cỡ, mặt đắc ý. Việt, chương 1387, muốn chơi phải không? Công tử cái rắm, giống y như con khỉ ấy. Tề Chấn Đào giống như vừa ăn phải đạn, giọng lạnh lùng nói. Diệp từ trong mắt ông ấy phàm cảm thấy hình như có vẻ không vừa lòng với cô con dâu này. Hôm nay anh làm sao thế? Ăn phải đạn à? Cố gia là người thành phố, chẳng lẽ lại không bằng cái gia đình nói được vài câu tỉnh Nam Phúc này sao? Hơn nữa con bé ấy lại là do chị dâu em giới thiệu, sao có thể không muôn đăng hậu đối? Phượng Nhã Mai hừ nói. Cố gia, chẳng nhẽ lại là người nhà Cố Thiên Long? Diệp Phàm giật mình hỏi. Không phải, mà là em gái của Cố Nhất Võ ở khu kinh tế mới Hồng Liên, tên là Cố Phượng Minh gì đó. Tề Chấn Đào hừ nói. Tiểu Diệp này, chuyện này cháu đừng trách gì Phong. Năm đó nghe nói cháu và Cố Nhất Võ vì cái chức ở khu kinh tế mới Hồng Liên mà hình như có đọ sức với nhau hả? Nhưng chuyện này đã hơn 2 năm rồi, cháu là người đại lượng chấp gì kẻ tiểu nhân, chuyện này coi như cho qua nhé, thế nào? Cháu có thấy không, Chấn Đào đúng là lão già cố chấp, nói là không thích Cố Nhất Võ. Tôi biết thừa trong đầu lão có u mủ, chuyện năm đó chắc vẫn chưa thể quên được. Cố Nhất Võ không thích nó là đúng, nhưng mà cái cô Cố Phượng Minh ấy cũng chẳng có gì sai, nhẹ nhàng e ấp thế ai mà chẳng có ấn tượng khó phai, Phượng Nhã Mai thật ra muốn xin ý kiến Diệp Phàm. Ha ha, chuyện này,
cháu với Cố Nhất Võ không có thù hận gì, sớm đã tan thành mây khói rồi. Di Phượng, chú Tề hai người xem cháu sống ở Việt Đông không phải là đang rất tốt sao? Diệp Phàm cười hơi miễn cưỡng, không ngờ bạn gái Tề Thiên lại là cô em gái kẻ đối đầu với mình. Trái đất thật là nhỏ, quay đi quay lại rồi lại quay về một chỗ. Thằng nhóc cậu đừng có giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, cậu xem nụ cười của cậu kìa còn khó coi hơn khóc. Cậu không ấm ức gì với Cổ Nhất Võ sao, chỉ có quỷ mới tin thôi. Nói cậu lăn lộn ở Việt Đông cũng chẳng tệ, tôi thấy cái tên Triệu Sương Sơn đó không có tử tệ thật lòng đối đãi với cậu đâu. Kể ra mới thấy Nam Phúc chúng ta là tốt nhất. Nhìn vợ một cái Tề Chấn Đào thở dài nói. Thật ra, chuyện này là do dì Phong của cậu bày ra. Nói một cách cứng rắn thì Tề Thiên đã trưởng thành rồi, trưởng thành ở đây là muốn tìm cho mình một cô vợ môn đăng hậu đối. Chuyện này Phong gia ở thủ đô đã để bụng rồi. Mà Cố Nhất Võ thực sự sẽ coi trọng Tề Thiên sao? Không thể, khi thấy được sức ảnh hưởng của Tề gia ở Nam Phúc, thằng đó làm ăn không ra gì ở khu kinh tế mới Hồng Liên tí nữa làm Đoàn Hải Thiên tức chết. Chuyện này cũng có cái tốt, gây sự chú ý cho Tề gia chúng tôi. Tôi chỉ sợ tới lúc đó làm gã mê muội, hối hận thì cũng đã muộn. Chú Tề, chuyện này chỉ cần Tề Thiên vừa ý thì chẳng sao. Cổ Nhất Võ là Cổ Nhất Võ, em gái y là em gái y có đúng không ạ? Diệp Phàm điềm nhiên nói, thật ra trong lòng sớm đã ấm ức, trong đầu hắn chỉ muốn chửi tên Tề Thiên đó trăm nghìn lần. Chuyện này nhìn một cái đã hiểu được vấn đề, hình như là Tề Chấn Đào vẫn ngắm cái chức chủ tịch tỉnh Nam Phúc. Mà chỗ dựa vững chắc sau lưng Phượng gia lại không kịp rút tay, lần này chẳng có cách nào cứu được ông. Vì vậy Phong gia đơn giản chỉ muốn qua được cái cầu này, để cho Tề gia và Cố gia kết thông ra. Có lẽ nhờ vào sự giúp đỡ của Cố gia, lại thêm năng lượng của Tề gia, sức ảnh hưởng của Phượng gia, Tề Chấn Đào sẽ có một đường hy vọng. Lát sau không ngờ nhận được điện thoại của Tề Thiên, tên nhãi này vừa mở mồm đã hô. Lão đại, nghe nói anh về Thủy Châu rồi. Nhanh đến cứu anh em đi chứ. Là sao, không phải là chú em đang dẫn người đẹp chim sa cá lặn, như hoa như ngọc của Cố gia kia đi chơi sao? Hay là lại gặp phải tên háo sắc nào à? Việc này anh không giúp được chú đâu, đi báo cảnh sát đi. Diệp Phàm lạnh lùng hừ nói. Không phải đâu đại ca, Cố Phong Minh ấy chẳng là gì trong mắt em, chim sa cá lặn cái gì chứ, vốn dĩ là một cô nàng chua ngoa đanh đá. Người phụ nữ này lúc nói chuyện quả thật là phiền phức. Mẹ em và mợ đường muốn xúc tiến hôn sự cho nhanh, không đi gặp mặt thì bọn họ sẽ rút gân em mất. Mấy năm trước gặp Triệu Tứ đã chơi trò tự mình hại mình rồi, lần này cái trò đó linh nữa. Cứu em đi, em thực sự gặp xui xẻo lớn rồi. Tề Thiên kêu lên, sợ làm cho Diệp Phàm mất hứng. Chú có phải đang giả tâm giả ý gì không thế? Nếu thực sự thích cái cô Cố Phong Minh đó đại ca anh sẽ tặng chú một đôi nhẫn kim cương vào ngày cưới, 100 carat, thấy sao? Tốt xấu gì chúng ta cũng là anh em. Diệp Phàm nói châm chọc. Em thật sự không thích, bị buộc phải lên thuyền. Giờ em đang phải làm bộ mặt cười nói để tiếp rượu lũ bạn mà Cố Nhất Võ gọi đến đây. Mẹ nó, chẳng có đứa đếch nào có bản lĩnh, toàn nhờ Cố gia ở Bắc Kinh nâng lên. Ông đây sớm biết rằng bọn họ ở thành phố này cũng chẳng có cái bản lĩnh đếch gì. Cố gia thì sao? Không phải chỉ là gia tộc thượng lưu hạng ba cũng chưa sờ vào được cánh cửa hạng hai sao? Còn lớn giọng có thể giúp Tề gia em lên chức ở tỉnh Nam Phúc cái rắm. Tề Thiên nổi giận thực sự, không giống như đang đóng kịch, dừng tại một lát lại nói tiếp. Đại ca nếu như không đến, chờ lát nữa em đánh nhau cho coi. Ai cần để ý Cố hay không phải Cố, đánh đã rồi nói. Cùng lắm cái thằng em này không quay về nữa, cùng đại ca đến Cổ Xuyên sống. Chú có người trong mộng rồi hả? Diệp Phàm giật mình, hắn cảm thấy tên nhóc này có chút khác thường, phản kháng kịch liệt như vậy, chắc chắn là có rồi. He he, anh vẫn là anh, đoán là đúng, thần đoán rồi. Tề Thiên nói thôi thúc. Thiên Kim tiểu thư nhà nào mà được đại công tử Tề để ý vậy? Chắc chắn là danh môn chi hậu hả? Chú chắc chắn không thể thích loại em gái quê như Tiểu Phương, anh biết thói xấu đó của chú. Diệp Phàm trêu chọc nói. Kể ra anh cũng quen đấy, thậm chí còn rất thân quen. Tề Thiên tự nhiên nhăn nhó nói. Nói đi, kẻ lề mề đáng phiền phức, không phải cậu đi Thái Lan một chuyến thì thành nhân yêu rồi chứ? Diệp Phàm hừ nói, trong lòng hắn cũng có chút hiếu kỳ thật sự. Mai Diệp Thu. Tề Thiên vừa nói ra cái tên đó, thì kít một cái,
Diệp Phàm đang lái xe suýt chút nữa đâm vào cột điện. Miệng hắn lẩm bẩm nói. Cô ấy mày cũng dám yêu sao, nghe nói cô này ngay cả lông chỗ đó của đàn ông cũng bảo là muốn cạo đi mà đúng không? Lúc ấy chỉ là tức giận thôi, chứ có cạo lông người ta thật đâu. Anh không biết đâu, khi cô ấy dịu dàng nhìn giống con mèo bé nhỏ lắm. Tề Thiên Ngụy biện, Diệp Phàm dùng mình một cái, Mai Diệp Thu có thể dịu dàng đáng yêu như một con mèo nhỏ sao, trừ khi là mặt trời lặn đằng Tây thì chắc đúng như thế. Ôi, xem ra ông em tôi rơi vào lưới tình rồi, amen, chú tự cầu phúc đi. Diệp Phàm thở dài, có chút tò mò hắn hỏi. Quái, ngày trước chú bị cô ta làm cho rất thảm, chẳng lẽ lại không sợ? Nhưng rốt cuộc khi nào thành một cặp thế, nói thật anh xem nào. Ha ha, từ sau khi trở về từ Hàn Quốc, chúng em đã sống chết có nhau. Tề Thiên em là loại người gì, một người đàn bà cũng làm cho đổ gục sao? Giờ em chỉ đông cô ấy quyết không dám đi về phía Tây. Tề Thiên khí thế ngang tàn, Diệp Phàm suýt chút nữa phun nước miếng. Lợi hại, nhưng thiên kim của Mai gia chắc chắn càng được lão Tề gia thích hơn chứ đúng không? Nói sao thì Mai gia ở Bắc Kinh cũng ở hạng 2, còn mạnh hơn cả Cố gia. Chú trực tiếp nói với hai ông bà già là được rồi. Diệp Phàm có vẻ không hiểu vấn đề. Việc này em chưa kịp nói đã bị mẹ và mợ Đường ép xuyên rồi. Vốn dĩ muốn đưa cô ấy về nhà giới thiệu, ai ngờ lại say giả chuyện ấy, thật là xui xẻo quá mức. Nếu không như thế này đi, đại ca, anh giúp em nói vài câu được không, nhưng trước tiên anh đến cứu em ra trước đã. Tề Thiên nói. Như thế hả? Diệp Phàm trầm ngâm một lát rồi nói. Cứ cho là anh giúp chú, không phải chú đã nói Mai Diệp Thu đó khi dịu dàng thì như một chú mèo con sao, chú chỉ đông không dám đi Tây sao, nếu như để cô ấy biết chú đang ở câu lạc bộ Hoàng thị thân mật với người nhà Cố gia, nghĩ xem, cô ấy sẽ nghĩ như thế nào, cho nên, căn bản là không cần anh phải ra tay. Diệp Phàm vẫn chưa nói hết thì Tề Thiên hét lớn. Ngừng lại lão đại, anh định để em vứt lại mạng mình ở đây hả? Cậu nói thế là thế nào, anh không hiểu. Diệp Phàm điềm nhiên nói, chỉ muốn bật cười. Anh à, nếu mà để cô ấy biết em đang ở đây thân mật với người khác, anh nghĩ xem, em sẽ thê thảm như thế nào, không chừng tới khi đó còn thảm hơn cả chết. Tề Thiên cuối cùng cũng nhỡ mồm. Quái, không phải chú nói cô ấy dịu dàng như mèo con sao, bị chú hàng phục rồi cơ mà. Thì cũng phải xem là chuyện gì đã đúng không, chuyện này phụ nữ ai chịu được. Tề Thiên nói. Sau khi nghe xong điện thoại Diệp Phàm đi thẳng tới chỗ câu lạc bộ Hoàng Thị. Bởi vì lần trước chủ của câu lạc bộ có đưa hắn một cái thẻ hội viên nên hắn cứ thể đi thẳng vào. Vừa vào đến phòng riêng, Diệp Phàm làm như thật, căn bản vì không muốn để ý đến người khác, chỉ tay vào Tề Thiên quát. Mày làm cái gì thế hả? Diệp Thu và Mai gia đang chờ ở nhà mà mày lại chạy tới đây thưởng thức hoa tửu à? Ông là ai? Hoa tửu cái gì? Ông nói rõ ra cho tôi xem, nếu không, hừ. Lúc ấy hình như là một thanh niên trẻ người nhà Cố gia vẻ mặt rất bực tức đứng dậy, chỉ vào mặt Diệp Phàm rồi quát, cái tư thế đó không để ai nói gì đã muốn xông vào đánh người luôn. Tôi là ai không phải việc của anh, Tề Thiên là em trai tôi. Diệp Phàm hừ nói. Thằng danh. Người thanh niên chỉ thẳng vào mặt Diệp Phàm quát, thịch một tiếng, người thanh niên đã bị Tề Thiên cho một cái tát trời giáng làm hắn ngã lăn ra đất. Cả nhà Cố gia đứng hết dậy, tức giận muốn xông vào động thủ với Diệp Phàm và Tề Thiên. Làm gì thế hả? Đột nhiên đằng sau có tiếng người quát lớn, quay lại nhìn, không phải là quận ủy khu kinh tế mới Hồng Liên Cố Nhất Võ thì còn ai vào đây nữa? Tên này vừa vào nhà vệ sinh nghe thấy bên ngoài ồn ào nên vội kéo quần chạy ra, suýt chút nữa thì tè cả ra quần. Là anh! Cố Nhất Võ bắt gặp khuôn mặt Diệp Phàm, như gặp phải kẻ thù, mắt đỏ ngầu lên giận dữ. Là tôi nhận sự ủy thác của Tề gia, tới gọi cậu ấy về. Bạn gái cậu ấy đang ở nhà đợi cậu ấy về ăn cơm. Diệp Phàm hừ nói. Mày dựa vào cái gì mà đại diện cho Tề Thiên? Người thanh niên kia của Cố gia quát. Anh ấy tất nhiên có quyền đại diện. Tề Thiên lạnh lùng hừ nói, giờ tới mức này rồi, cũng đành phải đắc tội với Cố gia. Tề Thiên, ý đồ của Tề gia các người là gì, định biến Cố gia chúng ta thành cái gì hả? Cổ Nhất Võ cảm thấy vô cùng mất mặt, nhìn cô em gái vẻ mặt đầy uất ức nước mắt đang chuẩn bị trào ra, người càng giận sôi lên. Làm bạn với các người giờ chắc cũng không được rồi, vậy chúng ta chào tạm biệt nhau nhé, anh. Chúng ta đi thôi.
Tề Thiên đứng lên một cách quyết đoán, đầu ngẩng cao. Định đi hả? Không đời nào. Người thanh niên trên mặt in hẳn năm ngón tay kia tức giận quát, choang một tiếng, một bình rượu hồng đã bị y đập vỡ làm đôi, rồi y cầm một nửa chai ngắm thẳng về hướng Tề Thiên. Muốn chơi phải không chú em, biết anh ở đơn vị bộ đội nào không? Tề Thiên cười ha hả hết cỡ, mặt đắc ý. Chương 1388, tao nhớ mặt mày rồi đó. Anh đi đi. Cô gái đeo mắt kính Cố Phượng Minh lèo nhèo một tiếng, rồi thét lên rất to. Biết Tề Thiên đi ra từ báo săn, muốn chơi y ư, trừ khi người nhà họ Cố muốn biến mình thành những bao cát. Diệp Phàm, tao nhớ mặt mày rồi đấy. Cố Nhất Vũ đột nhiên mở lời, mặt lạnh tanh nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Ha ha, lần trước ngồi lì ở cục mà vẫn chưa đủ đúng không Cố đại không vậy? Diệp Phàm nhếch mép cười một cách bí ẩn, câu nói đó đã chạm trúng nỗi hận thù của Cố Nhất Vũ. Lần trước, vì chuyện của Mai Phán Nhi mà đã ẩu đả ngay hội sở Hoàng Thị, kết quả là một mình Cố Nhất Vũ đã bị Lô Vĩ bắt giam vào cục Thủy Châu mấy tiếng liền, đúng là mất mặt vô cùng. Diệp Phàm đúng là bình nào chưa mở thì nâng bình đó. Mặt Cố Nhất Vũ khi ấy từ màu gan lợn nướng chuyển thành màu khoai lang nướng. Núi không chuyển thì nước chuyển, rồi có một ngày sẽ lại chạm mặt nhau, mày sẽ phải nếm quả của Cố gia chúng tao. Cố Nhất Vũ nhếch mép, hằn giọng nói. Của Cố gia chắc chắn sẽ đắng chát, tao không có hứng thú mấy đâu. Diệp Phàm cười nhạt, hắn ta nhỉnh vai, ưỡn người ra vẻ ta đây đi lại một lượt, hằn giọng mà nói. Đương nhiên là nếu bọn bay thích, thì tao sẵn sàng chuẩn bị hái quả cho. Đừng nói là hái quả, tới hái cả quả đào trong vườn Cố gia cũng được tất, cáo từ. Các vị, hãy từ từ mà thưởng thức quả nhé. Sau khi nói xong hắn mở rầm cửa một phát rồi bỏ đi, Tề Thiên đương nhiên là cũng bỏ đi theo. Anh à, tại sao không hạ tên kiêu ngạo, ngông cuồng kia đi cơ chứ? Một thanh niên hô lớn. Hò hét cái khỉ gì ở đây? Sau này tao ắt sẽ tự có cách trừng trị hắn. Trước mắt, việc điều chỉnh cấp cao ở Nam Phúc đang trong thời kỳ then chốt, chúng ta không thể để xảy ra bất cứ chuyện gì. Nếu Tề Chấn Đào mà xía vào thì rắc rối to đó, tất nhiên là trong vụ này Tề Chấn Đào chẳng có vai trò lớn lao gì cả đâu. Nếu như trên đó có người của chúng ta xuống thì tới khi ấy tao sẽ để chúng biết uy lực của Cố gia chúng ta ở phía Nam Kinh Thành. Khi Cố Nhất Vũ thốt ra những lời vừa, tay siết lại kêu lên răng rắc. Cậu muốn tôi đi làm thuyết khách à? Diệp Phàm lườm ngược Tề Thiên một phát rồi hỏi. Ha ha, cũng không phải là thuyết khách gì cả. Anh đi làm mối có khi lại hay. Tề Thiên cười phá lên một tiếng. Em Mai với cậu sao rồi? Nói thật với tôi đi xem nào. Diệp Phàm hỏi. Cũng ổn. Tề Thiên gật đầu, đưa mắt nhìn Diệp Phàm, rồi nói tiếp. Lần trước sau khi từ Hàn Quốc trở về bọn em cũng có chút cảm tình với nhau, lâu dần, bọn em cũng nhiều lần cùng đi dạo phố cùng nhau. Anh phải biết rằng là cô ấy chưa bao giờ đi dạo phố với ai cả, hơn nữa cô ấy cũng không muốn làm báo săn nữa. Được, nếu cô ấy đã quyết định đi lấy chồng, thì cũng đành phải thôi làm báo săn. Đàn bà con gái làm những việc như vậy có vẻ không thích hợp cho lắm. Diệp Phàm gật gù tỏ vẻ đồng ý, liếc nhìn Tề Thiên rồi cười nói. Thằng danh này được phết đó, tôi nghe Thiên Kiệt nói rằng trước đây cô nàng Mai này sống chết cũng phải làm báo săn, thế mà bây giờ lại quay phát đòi rút lui, cậu quả là có sức hút không nhỏ đâu thằng em. Hi hi, anh cũng nên xem lại xem thằng em này là người như thế nào chứ. Tề Thiên cao ngạo ngẩng mặt lên trời. Diệp Phàm lúc này lại toát mồ hôi hột vì xấu hổ, trong lòng luôn cảm thấy có lỗi với người anh em, lúc đầu vì chữa trị cho Mai Diệp Thu mà hắn đã chót ngắm qua thân thể của cô gái đó mấy lần. Nhưng khi đó cả người hắn cứ mơ màng, may mà hắn chưa làm chuyện gì đáng hối hận. Thôi coi như là hắn làm bác sĩ một lần đi. Không có Mai Diệp Thu phiền phức nữa, trong lòng Diệp Phàm cũng thoải mái hơn nhiều. Đương nhiên là chuyện này tuyệt đối không thể cho Tề Thiên biết, nếu không cho dù là anh em ruột. Thì trong lòng y cũng sẽ rất căm tức. Sự thực trong báo săn khi bị thương do tấn công, thì chỉ chú tâm chữa trị vết thương, chứ cũng không để ý tới đó là ai cả, chỉ cần đầu óc không nghĩ bậy bạ thì cho dù nhìn tới mấy lần cũng có sao đâu. Không lâu sau, Mai Diệp Thu đã hẹn Tề Thiên ra ngoài. Khi vừa nhìn thấy Diệp Phàm, ánh mắt Mai Diệp Thu bỗng để lộ tâm trạng ngại ngùng khó tả, nhưng rồi cười trừ nói. Không ngờ là trưởng ban Diệp cũng tới đây cơ à. Sao, tôi làm bà Mai cho hai người được chứ? Diệp Phàm cười gượng nói. Anh,
làm bà mối. Mai Diệp Thu suýt chút nữa thì bị nghẹn tới cổ, mắt chăm chăm nhìn Diệp Phàm một hồi lâu. Quay ngoắt đi rồi cười lớn. Tề Thiên à, hình như em vẫn đồng ý lấy anh cơ mà. Anh xem đấy, việc vẫn chưa đâu vào đâu, thế mà anh đã đi giao khắp nơi rồi, có phải anh muốn em không lấy được chồng, rồi sau đó anh chờ sẵn để nhặt lấy đúng không? Diệp Thu à, anh nào dám cơ chứ, chẳng phải là đã bàn xong rồi hay sao? Cuối năm nay, em sẽ tới ra mắt nhà anh mà. Hơn nữa, cái kia anh cũng là rồi, em thấy đó. Tề Thiên mang bộ mặt đáng thương, con người lập tức cũng nhu nhược hẳn. Diệp Phàm thấy vậy muốn phì cười, vụ này thật đúng là quả quýt dày có móng tay nhọn. Tề thiếu gia ở cái tỉnh Nam Phúc này hò hét thế nào giờ lại như thế. Xem ra thì đàn ông cũng có lúc cũng rất đáng thương. Ngay sau đó, hắn bèn liếc mắt một cái, trêu ghẹo. Thằng em à, cậu đã làm cái quái gì vậy? Chắc không phải cậu đã bê nước rửa chân cho cô nàng Mai rồi đấy chứ? Em, việc này, hai. Tề Thiên bỗng dưng bẽn lẽn ấp úng y như một cô gái. Người anh em, chắc cậu sẽ không bê nước rửa chân đâu nhỉ? Diệp Phàm trừng mắt, liếc nhìn Tề Thiên, không ngờ rằng những lời nói đùa của mình lại làm Tề Thiên thành ra như vậy, có lẽ Tề Thiên đúng là đã làm chuyện đó thì phải. Mai Diệp Thu chẳng nói chẳng rằng, nhưng có vẻ hơi chú ý tới hai tên đó. Cuối cùng thì cô cũng lên tiếng. Tề Thiên à, anh nên thú thật đi, Diệp Phàm dù gì cũng là anh của anh, là người một nhà, có gì phải mất mặt cơ chứ? Bê rồi. Tề Thiên gằn hai chữ, giống như nặng ngàn cân. Diệp Phàm đang vô cùng bất ngờ thì y kịp thời lên tiếng giải thích rằng. Khi đó là do Diệp Thu bị thương nên em mới làm việc đó vài lần mà thôi, cũng chỉ là vì muốn an ủi cho cô ấy bớt đau mà thôi. Ha ha, chỉ vài lần ư, đủ rồi đó. Diệp Phàm cố cười gượng gạo, liếc sang nhìn Mai Diệp Thu, và nói. Thế nào, để thằng anh làm mối như tôi, cô đồng ý chứ? Thằng em tôi tới cái việc bê nước rửa chân cho cô cũng đã làm rồi. Chả nhẽ đó lại không phải là thành ý của nó. Và lại, Tề Thiên cũng không còn trẻ trung gì nữa rồi, sắp 30 rồi còn đâu, làm cái thằng đàn ông, đúng là sống thật không dễ dàng gì, hôm nay, tôi nhất định phải tới thăm Tề gia một chuyến. Không đi được, quá sớm đó. Mai Diệp Thu quyết không nể mặt hắn, kiên quyết lắc đầu không đồng ý. Ôi bà cô của anh ơi, anh phải làm thế nào thì em mới chịu đi, chả có nhẽ em còn muốn thằng Tề Thiên phải quỳ trước phố. Tề Thiên suýt chút nữa thì kêu lên. Như vậy đi, thế cũng được, em thích thế. Mai Diệp Thu liếc mắt nhìn Tề Thiên, vênh mặt lên giống như một cô công chúa nổi loạn. À đúng rồi, đừng có mà quên mua 999 bông hoa hồng đấy nhé. Những lời này của Mai Diệp Thu khiến ngay cả Diệp Phàm cũng bị choáng, hai tên đứng ngây ra đó như sắp hóa đá, trong lòng không ngớt rủa thầm, bà cô này khó chịu quá. Diệp Phàm đột nhiên dần ngưng cười, và nói rằng. Không đi thì thôi, tôi không làm được mối cho nhà họ Mai, thì làm mối cho nhà họ Cố vậy. Tên họ Diệp kia, anh có ý gì thế? Mai Diệp Thu bỗng trở nên dữ dằn. Có ý gì, có biết là vừa nãy tôi và Tề Thiên từ đâu tới không? Diệp Phàm cười nhạt. Từ đâu tới ư, chả nhẽ Tề Thiên còn dám đi xem mắt. Mai Diệp Thu cười nhạt mà nói, anh Tề Thiên đang vã cả mồ hôi hột, có vẻ như chả dám lên tiếng nhỉ. Đôi chân kia sao cứ run lên như vậy kìa. Đứng vững vào người anh em, hoa thơm cỏ lạ thiếu gì cơ chứ. Ban nãy mẹ cậu chả phải muốn cậu đi tới xem mắt em Phượng Minh nhà họ Cố ở Sở Hoàng Thị hay sao? Sợ cái quái gì cơ chứ? Là một thằng đàn ông, dám làm thì phải dám chịu. Diệp Phàm vỗ ngực ra oai, kích cho Tề Thiên. Điều đó có đúng không anh Tề Thiên? Mai Diệp Thu liếc nhìn Tề Thiên với vẻ mặt thắng sợ, bộ mặt ấy làm Tề Thiên lo nhất. Vì y biết rằng, Mai Diệp Thu lúc đó đã nổi cơn tam bành. Anh đừng nhắc tới nữa, thằng em này cầu xin anh đấy. Tề Thiên tí nữa thì hét lên. Đừng có mà sợ, có anh ở đây, cô em họ Mai kia không làm được gì đâu. Diệp Phàm lên tiếng một cách quả quyết, trong lòng không chút đắn đo. Đi xem mặt thì có làm sao cơ chứ? Anh lúc nào cũng cầu xin em tới thăm nhà anh, nhưng em đâu có chịu, chả nhẽ em không muốn cho mẹ anh được xem mặt em. Mẹ đã già rồi, rất mong sớm có cháu bế. Anh cũng không còn trẻ nữa, tận hiếu với mẹ là việc anh phải làm. Hơn nữa, anh nhờ đại ca làm mối cho mình, là vì coi trọng nhà họ Mai. Và lại, Thiên Kiệt lại còn là đồ đệ của anh ấy,
điều này chứng tỏ đã thân nay còn thân hơn sao. Nhờ ánh mắt cổ vũ hết lòng của Diệp Phàm, cuối cùng thì Tề Thiên cũng lấy lại được tinh thần, ngẩng đầu lên vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Mai Diệp Thu. Có điều là, sau khi nói xong, Tề Thiên có vẻ vẫn chưa đứng vững hẳn, vẫn phải dựa nhờ vào Diệp Phàm. Mục đích chủ yếu là muốn ngăn không cho con sư tử Hà Đông kia sôi máu vì tức giận. Ha ha ha! Mai Diệp Thu đột nhiên phá lên cười khanh khách, cười ngả cười nghiêng, tới nỗi mà chiếc lưng nhỏ của ả như sắp gãy gập. Cô nàng cười tới nỗi chảy ra cả nước mắt, khiến cho Diệp Phàm cùng Tề Thiên cảm thấy trong lòng có chút bất an. Hai tên này đã cố trấn tĩnh lại bản thân, quay ra chau mày nhìn lẫn nhau, luôn trong tư thế chuẩn bị chạy thoát. Đấu với Mai Diệp Thu có gì hay ho cơ chứ, chỉ có mất mặt hơn thôi. Vợ của anh em mình mà lại, tuyệt đối không thể đánh được. Cái chuyện làm mọi người phải rơi mắt kính đã xảy đến rồi. Mai Diệp Thu đột nhiên giống như là thay đổi tính cách vậy. Bỗng dưng cười nói đon đả, ưỡn hẹo bước ra chỗ Tề Thiên. Lúc này, Mai Diệp Thu trong chiếc váy dài trông thật giống một thục nữ xuất thân nơi kinh thành. Có ai dám nói rằng cô nàng này đã từng mồm ngoác đòi cạo lông chỗ đó của Chư Ca chứ? Làm gì? Tề Thiên ấp úng hỏi, rồi lại nép người về phía sau Diệp Phàm. Tề Thiên, anh cuối cùng cũng đã mạnh mẽ hơn một chút rồi. Anh sợ gì cơ chứ? Em là bạn gái của anh, hãy thể hiện sức mạnh khí chất của một thằng đàn ông ra đi nào. Mai Diệp Thu này luôn thích những người đàn ông ra dáng như vậy. Nếu anh vẫn bực tức thì thậm chí có thể ra tay tát em vài cái để nguôi giận. Hãy thể hiện mình đi, em sẽ không giận anh đâu. Mai Diệp Thu đưa tay giữ lấy Tề Thiên, dịu dàng nói với y những điều này. Cô nàng này chả nhẽ lại không biết tự trọng, tự dưng lại bảo Tề Thiên tát cô. Diệp Phàm lúc này bỗng run lẩy bẩy, lẩm bẩm nói liệu có phải Mai Diệp Thu sinh ra đã thích bị ngược đãi. Đi thôi, chúng ta về nhà thôi. Tề Thiên nói lớn một tiếng, liếc nhìn Diệp Phàm rồi nói tiếp. Bà mối này không định dẫn đường sao? À đúng. Diệp Phàm trả lời dứt khoát rồi ra mở cửa xe. Nhưng, Mai Diệp Thu lại chạy tới thẩm mỹ viện rất lâu, khiến cho Diệp Phàm và Tề Thiên giống như những con ngỗng hút tới 7-8 điếu thuốc lá mới chờ được tới lúc cô Mai trang điểm xong. Lúc cô nàng bước ra đã khiến hai gã mắt sáng bừng lên, Diệp Phàm khi đó không ngớt khen ngợi. Bàn tay của thiên nhiên thật khéo khi làm nên cảnh tượng thanh thủy xuất phù dung này. Thật không ngờ. Vẽ qua loa vài đường mà lại có thể vẽ nên một vẻ đẹp hoàn toàn khác thế này. Vợ em mà, đương nhiên rồi, ha ha. Tề Thiên khoe khoảng và cười một cách đầy sung sướng. Nhìn thấy Mai Diệp Thu như vậy, hắn chỉ muốn nuốt chửng ngay lập tức thôi. Chưa phải là vợ, chỉ là bạn gái thôi, anh phải rõ ràng chứ, đừng có đi rêu rao khắp nơi đó. Mai Diệp Thu trợn trừng đôi mắt dữ tợn lên, hằn giọng nói. Chương 1389 Tề Chấn Đào ném chiếc dép lê. Vừa bước vào sảnh lớn nhà họ Tề, Tề Thiên vừa mới thò đầu ra hứng lấy một thứ gì đó dài dài như những chiếc lá xanh đột nhiên rơi sống. Tề Thiên phản ứng mau lẹ, dùng tay bắt lấy nó, hóa ra là một chiếc dép lê. Y chỉ nghe thấy tiếng gào thét giận dữ của Tề Chấn Đào cùng chiếc dép vọng lại. Cái đồ thỏ đế kia, đủ lông đủ cánh rồi hả? Xem mắt thì xem mắt, không xem thì thôi, sao lại chơi người khác một vố như vậy? Lại còn đánh người nữa chứ. Tề Thiên mau chóng nấp sau lưng Diệp Phàm, y biết rõ là nhà họ Cố đã đi tố cáo mình. Y cũng thấy vẻ mặt mẹ Phong Nhã Mai lúc này rất lạnh lùng, và đang trừng mắt nhìn y, lần này cho dù mang tiếng là rùa rụt cổ thì cũng phải để anh Diệp Phàm làm tấm bia chắn vậy. Diệp Phàm, sao cháu lại dắt nó đi làm càn thế? Cháu là anh nó mà, ảnh hưởng của chuyện này thật không ra sao cả. Phong Nhã Mai có vẻ vẫn rất phẫn nộ. Người phụ nữ lúc nào cũng đoan trang như bà ta không ngờ lại có ngày giống sư tử Hà Đông tới vậy. Chú Tề, dì Phong xin bớt giận, có phải là Cố Nhất Vũ đi tố cáo không ạ? Cái tên này không ngờ lại dám đi ra ngoài rêu rao những chuyện mất mặt như vậy. Diệp Phàm vừa nói vừa cười. Không phải anh ta, đó là do anh họ gọi báo cho dì biết. Phong Nhã Mai vẫn chưa nguôi giận, nên cũng chẳng buồn để ý tới lời nói của Diệp Phàm. Là vụ trưởng Phong. Việc này, thật ngại quá. Diệp Phàm gãi đầu, rồi quay sang nhìn hai vợ chồng Tề Chấn Đào, rồi cười nói. Chú Tề, dì Phong, mọi người bớt giận đi mà, cháu sẽ tìm một cô con dâu tốt hơn gấp vạn lần khiến hai người vừa lòng, hai người thấy thế nào? Hắn lúc này như muốn vỗ ngực dương dương tự đắc, Mai Diệp Thu vẫn đứng ngoài cửa chưa ló mặt ra.
Khi chuyện ban nãy vừa xảy ra, Tề Thiên liền nhanh chóng lùi về phía sau quan sát rồi dùng cử chỉ thể hiện sự tiếp lễ. Rất tốt, thằng nhãi này bán thuốc gì ở trong bình hồ lô đó? Có phải Tề Thiên có được người rồi, nên thằng nhãi đó trước giờ vẫn chẳng để lộ chân tướng? Tề Chấn Đào gật gù tỏ vẻ hiểu ra mọi việc, lúc này thì lão cũng dần nguôi giận, lão nhìn Diệp Phàm rồi nói. Chú Tề có trách gì mấy đứa đâu, một khi đã không ưng con gái nhà họ Cố thì thôi vậy, hà tất phải ra tay đánh người. Cậu xem đấy, tới ông cụ nhà họ Cố cũng tức giận rồi kìa, lôi nhau tới cả chỗ anh họ tôi rồi kia. Thế cô gái nhà nào tốt hơn đây, cháu nói thử xem nào. Phong Nhã Mai bỗng dưng lại tỏ ra hứng thú, quay sang nhìn Diệp Phàm nói. Nếu không bằng với Cố Phượng Minh nhà họ Cố thì người làm anh như cháu phải chịu trách nhiệm nhé. Dì biết là cháu ất tài giỏi, nên việc này dì sẽ giao cho cháu. Diệp Phàm thiếu chút nữa thì toát cả mồ hôi hột, lúc này đây hắn biết mình đã trúng kế của người đàn bà đó. Dường như, Phong Nhã Mai còn đáng sợ hơn cả Tề Chấn Đào, không ngờ bà ta lại sử dụng cái tuyệt chiêu đàn bà này, quả xứng tầm với hai chữ vô lại. Cháu chào bác trai, bác gái, cháu là Mai Diệp Thu, làm báo săn cùng với Tề Thiên ạ. Vào lúc này đây, Mai Diệp Thu thong thả bước lên phía trước, lễ phép chào hỏi. Là cháu Mai à, cháu ngồi đi. Tề Chấn Đào lặng người đi, nhìn Tề Thiên và thấy y đang rất đắc ý, rồi lại nhìn Diệp Phàm thì thấy bộ mặt tỏ vẻ trang trọng của hắn khẽ gật đầu. Ôi, cháu chính là con gái rượu nhà họ Mai, Mai Diệp Thu đấy ư, Tề Thiên ngày nào cũng nhắc tới cháu. Mau ngồi xuống đi cháu. Phong Nhã Mai bắt đầu cười tươi roi rói, thì đột nhiên tự mình chuyển ghế ngồi. Bác gái, bác để cháu tự làm, nếu không thì anh Tề Thiên sẽ mắng cháu mất. Mai Diệp Thu lúc này tỏ ra thật hiền thục, trông cô ta giống như một đứa con dâu đoan trang lễ phép, nhanh chân bước lên trước kéo ghế cho Tề Chấn Đào và Phong Nhã Mai. Nó mà dám, bác lại chả rút gân nó ấy chứ. Bố Tề Chấn Đào ra uy, đứng ra bảo vệ cho con dâu. Ha ha, con nào dám, thật sự là không dám. Diệp Thu à, anh bê ghế cho em ngồi nhé. Tề Thiên ân cần như một người làm chạy vào phòng để bê ghế ra. Nhưng Mai Diệp Thu lại dìu Tề Chấn Đào và Phong Nhã Mai ngồi xuống, thành thử ra Diệp Phàm lúc này lại trở thành người thừa. Bộ mặt hắn tỏ vẻ đau khổ nhìn mọi người rồi lên tiếng. Xem ra, thì bà mối này là thừa rồi, chú Tề, dì Phong, cháu đi trước đây à. Bà mối à, ha ha ha, sao lại gọi mình là thừa. Tiểu Diệp tới thật đúng lúc, chúng ta cùng ngồi đi. Tâm trạng Tề Chấn Đào đang rất tốt. Không thể ngờ Tề Thiên có thể đem được Thiên Kim tiểu thư nhà họ Mai về. Đây chính là tin vui nhất hôm nay. Mai gia ở Bắc Kinh là tai to mặt lớn trong quân giới, bên giới chính trị thực lực cũng tương đối dũng mãnh. Hai nhà Mai Tề kết thành thông gia, thì sau này nhà họ Tề càng được nở mày nở mặt, cũng không thể trách Tề Chấn Đào là người thực dụng. Cái xã hội này phải thực tế như thế đấy. Tiểu Diệp à, người làm mối như cháu gì nào dám khinh thường, chiếc ghế này để cháu ngồi. Mai à, chúng ta vào trong nhà nói chuyện nhé, đừng để ý tới bọn người thô lỗ này, chúng ta không nói chuyện được với bọn họ đâu. Phong Nhã Mai cười lớn rồi bật dậy, dắt Mai Diệp Thu vào trong phòng. Diệp Phàm cũng không khách khí nữa, lập tức ngồi xuống ung dung bàn chuyện với Tề Chấn Đào. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì rồi? Tề Chấn Đào đưa mắt nhìn vào gian nhà chính rồi hỏi. Chuyện là thế này, lần trước sau khi từ Hàn Quốc trở về, em Mai đã có cảm tình với Tề Thiên. Chuyện này cháu cũng chỉ vừa mới biết thôi, vì thế mới giả danh là bà mối. Diệp Phàm cười nói, quay ra nhìn Tề Chấn Đào rồi nói tiếp. Chú Tề ạ, cháu đã phải gãy lưỡi mới thuyết phục em Mai đích thân tới đây, hì hì. Thấy chưa, việc đã đi tới đâu đâu mà đã khoe khoang. Chỉ có điều là, cậu làm bà mối hợp phết đấy. Việc này, tôi thấy nên tranh thủ cưới nhanh cho xong đi. Tề Thiên cũng không trẻ gì nữa, cháu Mai cũng đã 25, 26 rồi còn gì. Cũng đúng tuổi nên lấy chồng rồi. Hay là, ngày mai anh tới nhà họ Mai một chuyến xem ý của họ ra sao. Nếu họ đồng ý, thì định luôn ngày vậy. Nếu tổ chức được vào mùa xuân này thì càng tốt xong nghỉ lâm môn mà. Tề Chấn Đào bỗng nhiên tỏ vẻ vội vàng. Diệp Phàm biết rằng, vị trí cấp cao tỉnh Nam Phúc đang được điều chỉnh. Nếu mấu chốt là hắn có thể loan tin hai họ Mai Tề kết thành thông gia thì rất có thể, Tề Chấn Đào sẽ có cơ hội giành lấy các chức chủ tịch tỉnh. Làm quan ư, nếu nói không muốn thăng chức thì là nói dối. Chú Tề à,
vội làm gì cơ chứ? Chuyện này, chú cũng vừa nhắc tới rồi đó, đã ra đâu vào đâu đâu, cứ từ từ chú ạ. Hơn nữa, tới Tết cháu phải về nhà ăn Tết. Diệp Phàm bèn chối ngay. Trong lòng hắn nghĩ ai mà biết nhà họ Mai sẽ nghĩ ra sao cơ chứ, mình lần này đi mà đụng phải Đinh thì mất mặt lắm. Những thế gia kinh thành nà ầm chuyện hôn nhân đại sự đâu có dễ bàn. Cậu lại định chối đẩy cho ai hả? Tề Thiên là thế nào với cậu? Tề Chấn Đào nghiêm mặt, lên giọng quát lớn. Cháu có chối đẩy đâu, chỉ là thấy chuyện này hơi vội vàng tí thôi. Diệp Phàm bèn mong chóng giải thích. Tề Chấn Đào, tôi coi như nhìn lầm người rồi, thôi được rồi, tôi sẽ đi mời Lão Thiết đi làm mối vậy. Tề Chấn Đào vẻ mặt rất nghiêm nghị, có vẻ như đã giận thật rồi. Chú Tề à, việc này vẫn nên thăm hỏi ý kiến của em Mai chứ nhỉ? Chúng ta gánh vác hết cũng không được, cháu nghĩ nên thuyết phục được Mai Phán Nhi, nghe nói Mai Phán Nhi ở nhà họ Mai rất được quý trọng. Sau đó thuyết phục tiếp thằng đồ đệ của cháu là Mai Thiên Kiệt. Việc này, nếu đánh giáp từ hai phía, gọi hai bọn họ tới thám thính, thì chúng ta có phải dễ đối phó hơn không nào? Nếu đột nhiên tới nhà họ Mai, không được như ý thì làm sao đây? Có những chuyện phải bàn cho kỹ thì tốt hơn, cháu đảm bảo, trước khi hết Tết, sẽ tới bằng được nhà họ Mai, chú thấy thế nào? Diệp Phàm cười đáp, coi như cậu là kẻ thức thời. Tề Chấn Đào cười một cách bí ẩn, Diệp Phàm cuối cùng cũng đã hiểu ra, hắn lại mắc bẫy rồi. Hai vợ chồng nhà này suy nghĩ chẳng khác nhau là mấy. Hắn lầm rầm và tỏ vẻ bất mãn. Một cặp giỏi dở trò đó. Cậu nói ai thế? Tề Chấn Đào cười hỏi. Ai thì vẫn là người đấy thôi ạ. Diệp Phàm trả lời. Ha ha, việc này nếu cậu làm tốt thì ta sẽ có hậu tạ xứng đáng cho cậu, hơn nữa, sẽ vô cùng hậu hĩnh. Tề Chấn Đào nhìn Diệp Phàm rồi cười một cách đầy ẩn ý. Đền đáp gì cơ chứ? Chú đừng nói là chú lì xì lớn cho cháu nhé, cái thứ ấy cháu không thích lắm đâu. Diệp Phàm lắc đầu, giả vờ không biết. Cậu nghĩ tôi thô thiển thế thôi sao? Tề Chấn Đào hừ lên một tiếng nói. Cố Nhất Vũ đã bỏ cuộc, rất có thể không bao lâu nữa y sẽ quay trở lại kinh thành. Y quay trở lại thì có liên quan quái gì tới cháu đâu? Diệp Phàm trả lời một cách bực bội. Nhìn sang Tề Chấn Đào rồi nói. Hơn nữa, y đã làm loạn cả cái khu kinh tế mới Hồng Liên rồi, làm khổ cả người kế nhiệm sau. Cái cậu này, cậu bảo tôi phải nói cậu thế nào mới được. Chả nhẽ cậu không muốn tiếp quản cái cục diện rồi dám này. Tề Chấn Đào hừ giọng nói. Cháu chả muốn, có thằng điên mới đâm đầu vào cái mớ rối rắm đó. Và lại, hiện tại cháu làm ở Việt Đông cũng rất tốt, bí thư Triệu coi cháu như người một nhà. Diệp Phàm nói. Không muốn thì thôi vậy. Rồi sẽ có người muốn tiếp quản, lần trước Hải Thiên đã nói với tôi là muốn thay người. Còn dù tôi liên kết với Thiết Thác tạo áp lực cho tỉnh ủy, không thể để cho khu kinh tế mới Hồng Liên bị hủy hoại được. Có vẻ như khi bí thư Quách vừa đi một cái, nếu chủ tịch tỉnh Phí lên nhậm chức, thì có lẽ chủ tịch tỉnh Phí cũng có ý này đấy, vậy chuyện này cứ thế nhé. Tề Chấn Đào thản nhiên nói. Ha ha, một phó chủ tịch thành phố kiêm bí thư khu kinh tế mới Hồng Liên, có gì kỳ lạ đâu. Chẳng qua chỉ là một chức phó cấp tỉnh mà thôi, còn chả bằng cái chức phó trưởng ban của cháu ấy chứ. Diệp Phàm nhếch mép nói ra những lời trái với lòng mình, thực sự thì hắn đã sớm lung lay rồi. Mặc dù cấp bậc thì giống nhau, nhưng nếu có thể đích thân tiếp quản một khu vực rộng lớn có 40.000 dân, thậm chí lại có thể đạt được kết quả tốt, thì cả đời này cũng coi là đã quá hạnh phúc mỹ mãn rồi. Trong lòng hắn vẫn còn vấn vương nuối tiếc. Vẫn còn canh cánh trong lòng vụ không thể đảm nhận chức bí thư huyện ủy. Nhưng lần này lại không như thế, lão Đoàn đã bàn bạc với tôi. Nếu cậu chịu quay lại, thêm cả lão Thiết nữa thì có lẽ lần này trưởng ban Lô Minh Châu đều sẽ ủng hộ chúng ta. Bốn bọn họ tiến cử một người, số lượng đương nhiên sẽ nhiều rồi. Nếu tôi có thể bước lên thêm một bước nữa, thì mọi chuyện sẽ chắc như đinh đóng cột rồi. Đến lúc đó... Sẽ không còn là phó chủ tịch thành phố Thủy Châu kiêm bí thư khu kinh tế mới Hồng Liên rồi, mà sẽ là phó bí thư thành phố Thủy Châu kiêm bí thư khu kinh tế mới Hồng Liên. Cậu nên biết rằng, mặc dù Thủy Châu là thành phố cấp phó tỉnh, nhưng phó bí thư thành phố Thủy Châu để là quan chức cấp cao cả, đó cũng là những chức vị cấp sở đó. Ha ha! Tề Chấn Đào sớm đã nắm rõ cái tâm tư của hắn, nên vừa nói xong bèn liếc nhìn y một cái, thì thấy mí mắt của y chớp chớp liên tục, trong lòng nghĩ. Để xem còn tỏ vẻ ổn được tới lúc nào,
không động lòng ư, xem như cậu giỏi đó. Nếu là như vậy thì, cháu cũng có thể thử xem, mặc dù cục diện rối rắm, nhưng lại được nâng lên một bậc giám đốc sở. Diệp Phàm giả vờ bình tĩnh, trầm ngâm một hồi rồi nói, dường như hắn đang ấm ức điều gì đó, hắn nhìn sang Tề Chấn Đảo rồi nói tiếp. Có điều, cháu liệu có trẻ quá không, tới lúc đó lại uổng công thì toi. Chấm, tương đương. Chương 1390, giám đốc sở. Tuổi tác không phải là vấn đề, chỉ cần bốn chúng tôi đề xuất, thì chắc thắng 50%. Quan trọng là thành tích mà cậu có, chúng tôi có thể dùng việc này để bàn chuyện. Hiệu chí ưởng đi ơn không phải thiểm danh cậu là gì, cái cớ này cũng được lắm. Tề Chấn Đào trông có vẻ rất vững tin, nhìn Diệp Phàm rồi nói tiếp. Có điều là, nếu cậu không thể gánh vác nổi cái cục diện hỗn loạn đó, thì bốn chúng ta sẽ chẳng còn mặt mũi nào để đi gặp lão Giang Đông nữa đâu. Hai, cậu phải nghĩ cho kỹ đấy. Khu kinh tế mới Hồng Liên rất có thể giống như bãi đầm lầy. Cháu không sợ, cháu không xuống địa ngục thì ai sẽ xuống đây? Diệp Phàm bỗng nhiên tuyên bố một cách rất hùng hổ, nhưng vẻ mặt đầy bi thương. Đấy, cậu quả thật đã coi cái khu kinh tế mới Hồng Liên ấy như địa ngục rồi còn gì. Sẽ có hai kết cục, một là nó vẫn là địa ngục không hơn không kém, hai là cậu đã kéo nó thoát ra khỏi cái địa ngục tối tăm đó, từ đó tặng thêm một điểm cộng lớn trong bảng thành tích chính trị của cậu. Cậu nghĩ thử xem, có bốn chúng ta giúp đỡ, cho dù là phải dùng tiền thì cũng phải làm thay đổi bộ mặt mới cho khu kinh tế Hồng Liên này đúng không? Tất nhiên là nỗ lực từ chính bản thân cậu mới là quan trọng nhất. Tề Chấn Đào mặt nghiêm túc nói. Cháu xin cảm ơn, chuyện của em mai cháu sẽ lập tức đi làm. Cháu dự định tối nay sẽ về nhà, vừa qua mồng 1 thì mồng 2 cháu sẽ quay lại để lo liệu mọi chuyện. Cháu có thể điện thoại liên lạc với Mai Phán Nhi trước. Diệp Phàm gật đầu, đưa mắt nhìn Tề Chấn Đào rồi cười rất tươi, như thể trong lòng họ đã ngầm hiểu ý nhau rồi. Hai người họ chỉ cần lấy được những thứ mình cần mà thôi, chứ chưa thể nói là ai đã giúp đỡ cho ai được. Tề Chấn Đào tâm trạng rất tốt, gọi cả Đoàn Hải Thiên và Thiết Thác tới cùng một lúc. Phong Nhã Mai thì tự nhiên trở nên bận rộn hơn hẳn. Nhà họ Tề có vẻ như rất coi trọng cô con dâu này. Trước khi tới bữa tối, Phụ trưởng Phong đột nhiên chạy vội từ thủ đô tới đây. Anh ta vừa nghe thấy tin này liền vô cùng xúc động. Cả Vu Kiến Thần, Phạm Cương, Lô Vĩ, Hạ Hải Vĩ đều bị Diệp Phàm gọi tới. Tiện thể giới thiệu bọn cho họ biết vài vị quan chức cấp cao của tỉnh ủy, sau khi ba người vào trong sân thấy ba ủy viên thường vụ tỉnh ủy đang ngồi, vẻ mặt xúc động ấy thật không có từ ngữ nào có thể diễn tả được. Thật sự là ở trong sân chỉ có mấy vị lãnh đạo đang nói chuyện với nhau, còn những người khác ngồi dỏng tai lên nghe. Chỉ có Diệp Phàm thỉnh thoảng chêm thêm vài câu, Phu Kiến Thần, Phạm Cương và Lô Vĩ ba bọn họ trông giống như những đứa trẻ mẫu giáo đang ngồi chăm chú nghe cô giáo giảng bài vậy. Mai Diệc Thu đang ở trong bếp nấu nướng, cái này, Phong Nhã Mai và người làm có khuyên cô ấy mấy cũng không được. Mai Diệc Thu có chút xấu hổ, nên mới tránh xuống bếp, nếu mà ngồi ở phòng chính nơi mà mọi người hay đi qua đi lại thì cũng khá ngại. Buổi tối, Diệp Phàm, Tề Thiên, Lô Vĩ và Hạ Hải Vi, Ngư Thái Nam người bọn họ do Tề Thiên dẫn đầu đi tới một nơi vui chơi cao cấp nào đó để giải trí một chút. Dĩ nhiên là bọn họ đều phải tiễn Mai Diệc Thu xong rồi mới tổ chức bữa tiệc chia tay cuộc sống đơn thân cho Tề Thiên. Bọn họ đều tỏ vẻ hiểu ý, nên đều đi cùng anh ta. Ngư Thái hiện đang được điều về văn phòng ở tỉnh ủy Nam Phúc làm việc, nghe nói anh ta sắp được lên chức phó giám đốc sở rồi. Tuy nhiên, cũng có vài chuyện phức tạp. Cha của Ngư Thái Ngư Bối Phong là chủ nhiệm phát triển kế hoạch của tỉnh, gọi tắt là Ủy ban Kế hoạch. Quyền thực trong tay tương đối to. Nên nhớ là Ủy ban Kế hoạch giám sát nhiều đơn vị lắm, Ủy ban Kế hoạch chính đứng đằng sau Ủy ban Kế hoạch và Phát triển. Như cái tình hình giá dầu lên xuống thất thường cũng có liên quan tới nó. Nghe nói có một kẻ đối đầu rất mạnh đang tranh giành chức phó chủ nhiệm ở văn phòng sở. Hậu thuẫn đứng đằng sau kẻ đó rất có thế lực. Thậm chí là còn hơn cả Ngư Bối Phong. Vì thế, việc này vẫn bị trì trệ chưa tiến hành tiếp được. Vừa nãy, trên bàn ăn, Ngư Thái đã nhìn thấy sức mạnh của Diệp Phàm. Hơn nữa, trước đây, khi còn học ở trường đảng của tỉnh ủy thì hai bọn họ đã rất thân thiết rồi. Ý của Ngư Thái Diệp Phàm đương nhiên hiểu rồi. Ngư Thái có ý ám chỉ hắn nếu có cơ hội thì hãy cùng Tề Chấn Đào và vài người khác giúp y đạt được cái chức đấy. Ngư Thái tất nhiên sẽ ghi nhớ trong lòng công ơn đó. Mặc dù không nói lời cảm ơn, nhưng hai từ anh Diệp được nói ra một cách đầy thành ý.
Kỳ thực thì Ngư Thái hơn 30 từ lâu rồi, hơn Diệp Phàm khá nhiều tuổi. Tề Thiên à, cậu làm ăn lạ lùng vậy, thế rốt cuộc cái sơn trang đào nguyên kia nó nằm ở chỗ nào hả? Ngư Thái một trong bốn vị thiếu gia của Thủy Châu tỏ vẻ sốt sắng, khi thấy chiếc xe vòng vo cả nửa ngày rời trên đường cao tốc Bàn Sơn mà vẫn chưa tới nơi, nên anh ta vừa cười vừa nói vậy. Anh nhìn thấy chưa anh Ngư, anh cùng bọn Lô Vĩ tự nhận bừa là Thủy Châu tứ tú, vậy mà tới sơn trang đào nguyên cũng không biết phải đi đường nào tới, há chẳng phải sống thật uổng sao? Tề Thiên đắc ý cười một cách giễu cợt, y còn lắc lắc cái đầu tỏ vẻ kinh bỉ những kẻ thiển cận như bọn họ. Vừa nghe danh đã biết thừa là chẳng phải nơi tử tế gì rồi. Lỗ Vĩ tức giận lên tiếng nói móc. Tử tế, chắc chắn 100% tử tế. Anh cần phục vụ gì đều có tất, chắc chỉ có những thứ anh không ngờ tới thôi. Không có thứ gì là bọn họ không làm được cả. Tề Thiên đắc ý cười lớn. Chiếc xe chuyển bánh đi tới con đường nhỏ dài đầy những đá vụn, chiều rộng chỉ tầm 50 mét, ngồi trong xe mà cứ như ngồi trong kiệu vậy, cứ lắc lư mãi không thôi. Chiếc xe vẫn cứ tiếp tục đi vào rừng sâu, không lâu sau thì bị chắn ở trước một cái sào trúc màu xanh lục. Vài tiếng cạch cạch vang lên, chiếc sào lập tức lật ra khỏi bốn vị quân nhân mặc bộ quân trang đầy uy vũ. Diệp Phàm và Lô Vĩ đều rất kinh ngạc, thầm nghĩ, chả nhẽ sơn trang đào nguyên lại không phải là nơi vui chơi giải trí của quân đội. Lẽ nào là của nội bộ báo săn làm sao? Bọn họ không phải là quân nhân thật đâu, tất cả đều đã xuất ngũ rồi. Tề Thiên cười nhạt rồi nói, mọi người cuối cùng cũng đã hiểu ra. Tề Thiên lại cười nói tiếp. Đừng xem thường những quân nhân đã về hưu đó, bọn họ đều được tuyển chọn từ những cao thủ quân nhân đã xuất ngũ, ít nhất thì cũng có tài nghệ tới bậc hai đấy, không thua kém bất kỳ ai trong đội ngũ lính báo săn bình thường đâu. Ai thế, ai lại có cái bút lông to như vậy? Bạch Thái lúc đó không thể không lắc đầu thở dài ca cầm. Tất nhiên phải là cao nhân rồi. Chủ nhân của sơn trang này được người trong giới gọi là bát gia đó. Nghe nói có chỗ dựa rất vững chãi, tổng bộ đặt ở thủ đô. Vùng Thủy Châu của chúng ta chẳng qua là một phần nhỏ thôi. Bọn họ chia sơn trang thành bốn phần theo bốn hướng đông tây nam bắc, bốn nơi đó đều đặt ở những vùng hẻo lánh xa xôi. Lần trước, tôi cũng đã được một người bạn dẫn tới đây làm thẻ hội viên. Tề Thiên vừa cười vừa lắp bắp nói nhỏ. Làm thẻ hội viên thì mất bao nhiêu tiền? Ngư Thái bèn hỏi. Không đắt đâu, chi tiêu ở sơn trang, bình thường một ngày một người tiêu 100.000, hạng trung thì là 50.000 đồng, hạng sang thì tôi cũng không biết là bao nhiêu nữa, tôi chưa thử qua bao giờ. Có điều là, làm thẻ hội viên phải mất 200.000. Nếu anh muốn chọn gói cả năm, thì một năm nộp 300.000 là có thể chơi xả láng rồi. Kiểu này thì có vẻ kinh tế hơn. Tề Thiên cười nói một cách đều cáng. Giết người à, thế mà bảo là rẻ. Bình thường một ngày đã 100.000 đồng, gần bằng tiền lương một năm của tôi đấy. Ngư Thái lên tiếng, bốn tên gác cổng đang lườm y một cách đầy khinh bỉ. Trong số đó, có một kẻ hừ giọng nói. Thế mà còn đắt hả? Mấy em sinh tươi của bọn này đều là hàng xịn, tạm không nói cái khác, tới mấy em cõng mấy người lên núi tiền lương một tháng cũng phải 7-8.000 rồi đó. Cõng ư, tới chúng ta mà bọn họ cũng cõng nổi á. Lô Vĩ vô cùng kinh ngạc nên bèn hỏi luôn. Tới hai người như anh cũng khiêng nổi, chứ đừng nói gì là một người. Một lão trung tuổi hằn giọng nói. Anh Ngư à, buổi tối nay em mời, anh hãy tận tưởng vui vẻ đi nhé rồi hẵng đi. Tề Thiên cười nói, tay rút ra một cái thẻ hội viên để xuất trình. Sau khi lão trung tuổi đứng đầu kiểm tra một cách nghiêm ngặt người y, còn xem cả chứng minh thư, không lâu sau thì vung tay lên. Lúc này... Từ trong rừng vọng lại một tiếng hát vô cùng du dương, trong cái khung cảnh trời đêm mênh mông này thật khiến cho người ta có cảm giác sao động. Đỉnh núi có hoa, khiến chân núi tỏa mùi thơm, dưới cầu là nước khiến mặt cầu mát lạnh, trong lòng có chuyện phải ưu tư, sơn ca như một ngọn lửa bùng cháy cả tấm lòng. Sơn ca như dòng nước suối chảy đều, rừng sâu núi thẳm nơi nào cũng có, nếu có người tới ngăn cản, thì hãy phá tan con đê ngầm dưới Cửu Châu. Không ngờ lại có cả Lưu Tam tỷ hát. Tiếng hát rất hay, lấp ló trong vùng núi rừng này, mang một vẻ hoang dã của Lưu Tam tỷ xuống núi. Một đám người đang mải mê nghe tiếng hát, thì phát hiện ra một cô gái choang mặc chiếc áo hoa trắng nổi bật trên nền xanh da trời, không có cổ và vạt áo phải, rộng gần thước, dài tới đầu gối, mảnh vải lót vai được may lộ ra bên ngoài, đính kèm những chiếc cúc đồng, trên người cô đeo đầy những trang sức bạc.
Cô gái ấy chậm chậm tiến tới và cất lên giọng hát dịu êm của mình. Khi đó, bên cạnh cũng có thêm vài cô tay cầm những chiếc đèn lồng. Nhưng trong chúng không phải là nến mà lại là ánh sáng phát ra của các loại đèn pin. Cứ y như Lưu Tam Tỷ sống lại ấy. Diệp Phàm bất giác kêu lên, và hắn ngày càng thấy hiếu kỳ với cái sơn trang này. Bên Diệp Phàm có 5 người, bên kia có 5 cô gái. Có điều là cô nào cô nấy trông rất cao to vạm vỡ, chiều cao không dưới 1m8. Điều kỳ lạ là mặt mũi họ không hề thô ráp mà lại rất trắng mịn. Chỉ có điều là vóc dáng này thật chả dám khen ngợi tí nào. Nhưng, nếu theo quan niệm thẩm mỹ đời nhà Đường thì mỗi người có một nét đẹp riêng, dù thế nào thì béo hay gầy đều có nét gợi cảm riêng của mình. Các vị khách quý, hãy để 5 chị em hầu hạ các anh nhé. 5 cô gái cúi người chào, bộ ngực khoét sâu khiến con người ta nghiêng ngả bỗng nhiên hiện ra trước mắt họ. Hơn nữa, hai cặp tuyết lê lại rất chi là rõ mồn một, vì thế mà hóc môn giới tính nam của 5 người bọn họ bỗng dâng cao. 5 cô gái đó đột nhiên ngồi xuống, ý muốn Diệp Phàm 5 bọn họ cưỡi lên. Để tôi lên trước. Tề Thiên đắc ý cười, liền leo lên, thật là vô liêm sỉ khi trèo lên lưng của một người phụ nữ. Cái tên này, thật là không biết thương hoa tiếc ngọc. Một thằng đàn ông, lại không biết ngại ư. Cô gái đó tay rụt lại, trông giống như là đang cõng đứa con lớn tướng, từ từ đứng dậy, từng bước đi chắc chắn đầy sức mạnh, không ngờ rằng cô ta lại có thể cõng nổi Tề Thiên. Nhập gia thì phải tùy tục thôi, tôi cũng thử xem cảm giác thế nào vậy. Làm như này lại nhớ về tuổi thơ khi xưa, cũng được lắm đó. Ngư Thái đột nhiên muốn thử, y cũng bắt trước leo lên. Diệp Phàm và Lô Vĩ thấy vậy bèn lắc đầu, tỏ vẻ muốn tự đi. Đồng chí Hạ Hải Vĩ phó bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh ủy không ngờ cũng dày mặt mang cả thân hình vạm vỡ đè lên đôi vai rắn chắc của các cô gái. Hai chân áp chặt vào bộ mông to lớn của các cô, ra vẻ tự đắc. Thấy Diệp Phàm và Lô Vĩ không động đậy gì, hai cô gái đang ngồi bệt xuống đất bèn nói. Các anh mà không cho chúng em cõng, thì chúng em sẽ bị phạt đuổi ra ngoài đó ạ. Chúng em chỉ có thể dựa vào công việc này để kiếm tiền. Nếu các anh thật lòng thương cho bọn em thì mong các anh hãy ngồi lên đi ạ. Chúng em nguyện làm kiếp trâu bò. Diệp Phàm và Lô Vĩ thấy vậy, đành phải trèo lên. Nó gì thì nói chứ để các cô gái cõng đàn ông cũng thú vị phết. Cặp mông to béo của các cô chốc chốc lại đỡ lấy cái ấy ở dưới háng bọn họ, mới đi được vài bước thì nó đã liền cứng đơ lại. Cái ấy cứ cọ sát với lưng của cô gái, và lại mồm miệng của các cô trơn tuồn tuột, chốc chốc lại giỡn hoài. Thi thoảng lại thò tay cấu nhẹ mông của bọn họ, thậm chí còn cố ý dùng mông đỡ lấy cái chỗ nhạy cảm ấy của Diệp Phàm và mấy người còn lại. Sơn thế phập phồng, lật đi lật lại, đúng là cảm giác thú vị thật, khiến cho bọn họ nếm đủ mùi ngọt ngào. Chương 1391, Tứ Đại Danh Viện. Trong một khu rừng rậm rạp, có một cái hang. Bên trong không ngờ có tiếng nước chảy róc rách. Ngồi trên một chiếc thuyền gỗ đi vào mới phát hiện bên trong là một thung lũng núi vây quanh bốn phía. Thảm thực vật trong đó rất đẹp, mảnh đất trong đó khá trống trải, rốt cuộc lớn bao nhiêu buổi tối nên không rõ lắm. Toàn bộ giống như một thiên hố. Hơn nữa hình như lạc vào một thôn nhỏ, mơ hồ nghe như có tiếng chó tiếng gà từ trong thôn truyền ra. Mấy người đi theo hai cô nàng thanh lịch đón khách vào trong, sau khi đến gần, dưới ánh đèn mờ ảo, mới phát hiện đúng là một thôn thưa thớt người. Cả thôn thưa thớt chừng 10 ngôi nhà, mỗi tòa nhà đều thấp thoáng giữa những rặng trúc. Hơi giống với Thái gia tiểu trúc lầu. Nơi này chẳng lẽ là nơi phát hiện đào công, đào nguyên thôn? Diệp Phàm thản nhiên cười trêu chọc. Ngài nói chính là, đằng trước một người khuôn mặt khác xinh đẹp, một cô gái mặc trang phục cổ trang ngoái đầu lại cười, trên má lộ ra hai lúm đồng tiền, khiến người ta có cảm giác lạc vào phong cảnh hoang đường ngày xưa. Cô tên gì? Lô Vĩ thản nhiên hỏi. Bọn họ gọi tôi là Đồng Uyển Uyển, cô ấy là Tài Nhi. Chúng tôi đều là người phục vụ của Đào Nguyên, các anh có thể lựa chọn cho chính mình một người phục vụ vừa ý. Nơi này, chính là nhà của các anh đêm nay. Đồng Uyển Uyển cười, thực sự có hình ảnh một cô thôn nữ khác. Khiến cho tinh thần của mấy người Diệp Phàm và Tề Thiên một trận hoảng hốt, dường như cảm thấy như đang mơ. Mà chính bọn mình thực hành kiếm tiền bên ngoài giờ lại thành những cậu học trò. Sơn trang của chúng tôi chính là muốn các vị cảm nhận được hương vị cổ xưa. Các vị có thể chọn một cô nàng để tạo thành một gia đình. Qua một phen làm học trò, giờ lại đến cảm giác mình làm công việc quản gia. Ở trong này, không có hiện đại, chỉ hoàn toàn là cổ xưa.
thùng phân thay thế bồn cầu, ngọn đèn thay điện, giường gỗ thô ráp thay thế chiếu tơ, các vị tú tài buổi tối dùng bô, chúng tôi nơi này đều đủ. Đương nhiên, nếu muốn trải nghiệm làm ông chủ nhà giàu, còn có thể chọn người giúp việc, gia đình, phu nhân và có phòng lớn, vợ bé 3-4 phòng đều được. Còn con cái thì cần gì đều có. Người kia quảng cáo làm Diệp Phàm có chút sao lòng, trong lòng thầm khen người này thật thông minh, cái gì kiếm được tiền thì không thể không quảng cáo. Xem ra ví của chúng tôi sẽ nhanh chóng bị vét sạch đúng không? Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Đây là một loại văn hóa, nói tiền là thô tục đúng không? Làm người hưởng thụ văn hóa này, sau khi rời khỏi đây nghĩ lại các vị sẽ hiểu ý đồ của Sơn Trang chúng tôi. Đô thị hiện đại, phòng ở xi măng sắt thép, vì sao không hưởng thụ một cuộc sống nằm ngoài quy luật? Ở trong này, các vị có thể muốn làm gì thì làm. Tuy nói ngắn ngủi nhưng khoảng khắc mới là mãi mãi có phải không tú tài Diệp. Tài Nhi không ngờ nhớ họ của Diệp Phàm, bắt đầu đưa vào nhân vật, gọi là tú tài Diệp. Muốn làm gì thì làm, nói rất tốt, tuy nhiên, tôi không muốn làm tú tài, tôi muốn làm ông chủ buôn bán giàu có, các cô có không? Lô Vĩ Hử nói, ha ha, chúng tôi ở đây cũng có mấy cửa hàng, nếu ông chủ Lô muốn chọn cái phục vụ này, thì tuyệt đối là vật siêu giá trị. Tài Nhi cười nói, có kỹ viện không? Tề Thiên cười gượng một tiếng. Tú tài Tề, sao lại nói khó nghe như vậy? Ở đây chúng tôi không gọi là kỹ viện, gọi là di hương viện. Tuy nhiên, nói như vậy không phải di hương viện hoạt động giống kỹ viện, chỉ tiến hành mỗi tháng 3 lượt. Đêm nay các vị tú tài may mắn lắm, vừa lúc gặp lên núi trang di hương viện tuyển tú. Uyển Uyển trước tiên đưa các vị đi trước chọn một người vừa ý, sau đó lên đường tham gia đại hội tuyển tú. Đồng Uyển Uyển cười khanh khách. Chọn tú là thế nào? Hạ Hải Vĩ không nhịn được hỏi. Rất đơn giản, vừa rồi các vị tú tài không phải đã nói rồi sao? Anh muốn làm chủ thì đêm nay anh chính là chủ. Anh muốn làm thương nhân ngày xưa thì anh chính là thương nhân rồi. Anh muốn làm huyện quan thất phẩm thì anh chính là quan thất phẩm. Anh muốn làm một vị tú tài thì anh là tú tài. Tất cả việc này, giống như nô bộc, trang phục, đều do các anh chuẩn bị có phải không? Tài Nhi nói. Giá cả mỗi người thế nào? Tề Thiên sờ sờ vào ví mình, có chút đau lòng. Giá cả cơ bản của chúng tôi là tú tài, nếu chọn cái khác thì giá cả sẽ tăng. Để đến phòng khách các anh có thể xem bảng giá cả. Đồng Uyển Uyển nói, không lâu sau đến một tòa nhà gỗ lớn. Toàn bộ kết cấu bằng gỗ, thật sự giống với phong cách hoàng cung. Đồ bày biện bên trong đều là đồ cổ, ví dụ như bóng đèn, giá đỡ đèn, ngọn nến, ghế gỗ, bàn bát tiên. Ghế tựa, không có một đồ gì hiện đại. Xem ra, chủ nhân Sơn Trang thật sự phải mất công sức, là những người sùng đồ cổ. Tôi chọn tú tài thôi vậy. Tề Thiên Hừ nói, y thật đúng là keo kiệt, nghe nói cái khác phải tăng giá không ngờ chọn cái không tăng giá. Hạ Hải Vĩ không kìm nổi cười. Tú tài Tề, cậu ngày ngày kiếm tiền, sao muốn chọn cái giá thấp nhất? Lần trước đi Thái Lan cậu kiếm không ít, tối nay cậu mời khách, cậu làm chủ như thế. Có phải ám chỉ chúng tôi đều diễn tú tài? Ha ha, cái kia, các anh tự xử lý đi cũng không thể khiến anh em tôi phá nhà như vậy. Tề Thiên cười khan vài tiếng, không biết xấu hổ nói. Tôi không thích tú tài, đêm nay bố muốn điên cuồng một hồi. Dù sao không phải mình bỏ tiền, làm quan huyện thất phẩm xem như thế nào. Ha ha ha, Ngư Thái tôi không có cơ hội làm chủ tịch huyện, hiện tại cuối cùng được đền bù mong muốn. Ngư Thái căn bản không để ý đến khóe miệng giật giật của Tề Thiên, chọn chi huyện. Tuy nhiên, y chọn sai rồi, từ chi huyện chọn thành chi phủ, làm hại Tề Thiên bất mãn reo lên. Tôi nói chi huyện Ngư, anh chọn là chi phủ, ngũ phẩm, so với chi huyện giá cả cao hơn nhiều lắm. Tiếp cận và dùng là được, cậu nghĩ lại xem, công việc hiện tại của tôi có phải hơi giống với tư thế của chi phủ. Chi phủ Thủy Châu đại nhân, ha ha. Ngư Thái cười vào phòng thay đồ. Tề Thiên chỉ biết trợn mắt, không kìm nổi sờ vào túi tiền. Lão Hạ, bốn anh em chúng ta rõ ràng chọn cử nhân thôi vậy, gọi là tứ đại tài tử thế nào? Diệp Phàm cười nói. Đại ca, chú ý này tốt, tứ đại tài tử. Lô Vĩ mỉm cười, Lão Hạ cũng gật gật đầu, cảm thấy tứ đại tài tử cũng tốt. Đầu tiên là xem xét giá cả, mỗi người tăng 5.000 nhân dân tệ. Bốn người cộng lại trả giá 20.000, Tề Thiên thiếu chút nữa chửi bậy. Nói thầm, ăn thịt người có phải không?
Tứ đại tài tử chỉ là thân phận cử nhân, không ngờ so với tri phủ giá còn cao hơn. Tri phủ mới tăng giá 3.000, Uyển Uyển có phải là nhầm không? Đúng vậy, tài tử Tề, anh nghĩ lại xem. Tứ đại tài tử Đường Bá Hổ, Trúc Chi Sơn, Văn Trương Minh và Từ Trinh Khanh ở nước ta có nhiều áng văn chương, chính người nước ngoài cũng biết. Hơn nữa, có mấy tri phủ mà người trong nước biết tên. Huống chi, may mắn các anh xuống đúng lúc, nếu không, người khác đã nhận rồi. Tứ đại tài tử, danh tiếng từ xưa đến nay. Đồng Uyển Uyển cười giải thích. Cũng có lý, giá cả này không đắt. Lô Vĩ nhìn vẻ mặt thiếu chút nữa phun huyết của Tề Thiên một cái cười nói. Khách đến chọn không ít, vì che giấu, còn chuyên hóa trang, khi hóa trang rồi, bề ngoài thay đổi không ít, trừ phi hai người rất quen thuộc, nếu không, rất khó nhận ra. Việc này cũng là một nghệ thuật che giấu khách của Sơn Trang. Chỗ này của các cô khách thật sự không ít. Diệp Phàm cười nói. Đương nhiên, khách 7-8 tỉnh xung quanh đều đến đây. Dù sao phục vụ chu đáo như thế này, chỉ có nhà chúng tôi. Tài tử Diệp, ngài đừng xem Sơn Trang giản dị như vậy, đầu tư ban đầu không dưới 1 tỷ. Tài Nhi nói. Sau khi thay trang phục mọi người đều vui vẻ, chắp tay ân cần thăm hỏi một phen, cái gì tài tử Diệp, tri phủ ngư, cử nhận hạ, dù sao là rất thú vị. Không lâu vào Di Hương Viện, một tòa nhà gỗ rất lớn. Bên trong trang hoàng giống nhà thổ ngày xưa. Khi năm người Diệp Phàm đi vào, phát hiện ở giữa có sân khấu rất lớn, trước sân khấu mọi người đã quây thành nửa hình tròn. Ước chừng có 20 người, xem ra, kẻ có tiền thật đúng là không ít. Tới chỗ này, tất cả đều là người mỗi ngày kiếm được mấy chục ngàn hoặc là cán bộ dắt lưng mấy triệu bạc. Tuy nhiên nói như vậy, cán bộ đến đây vui chơi cũng có người thanh toán, bọn họ chỉ mang thân đến hưởng thụ. Quy trình diễn ở kỹ viện không khác phim là mấy. Đầu tiên là mụ mụ xuất hiện, nói vào lời dạo đầu. Tiếp đó nói, các vị quan khách, hôm nay có 4 cô nàng tú màu, là Đình Hồng, Yêu Nguyệt, Tình Vũ và Phong Diễm. Giá cả rất được. Làm. Một tiếng chuông đồng vang lên, một giọng thái giám nô tài nói. Hiện giờ là vai chính cô nàng Thưởng Xuân lên sân khấu. Mấy người Diệp Phàm tất nhiên là uông trà và mở to hai con mắt. Ngược lại muốn nhìn xin cái gọi là vai chính Thưởng Sâu có gì tuyệt diệu. Đi ra là một người mặt trái xoan, giả dạng công chúa cung đình, hai mã nõn nà. Tuy nhiên Diệp Phàm càng nhìn càng nghi ngờ, đôi mắt ưng nhìn cẩn thận một lần, lập tức vừa động, thầm nói trong lòng Thưởng Xuân này sao giống ca sĩ Nhật Bản bị mình giết Saudi Clara. Lúc đó chính mình nhớ rất rõ, Saudi Clara bị giết không thể sống lại, phải biết ngay lúc đó Saudi Clara bị Diệp Phàm bắn 8 cái. Chẳng lẽ thần đạo tổ Nhật Bản có bản lĩnh cải tử hoàn sinh? Trên đời này người giống người cũng có nhưng giống như thế này quá kỳ lạ, không phải là song sinh chứ? Vừa nghe giọng của Thưởng Sớ, không nghe ra giọng Nhật Bản, Diệp Phàm nghĩ không biết có phải mình đa nghi không? Thưởng Xuân chơi đàn nhị một lúc sau Diệp Phàm lại hoài nghi, tiếng đàn giống với Saudi Clara. Diệp Phàm tự nhiên chú ý. Không lâu, tứ đại tú nữ Đình Hồng, Yêu Nguyệt, Tình Vũ Phong Diễm lên sân khấu. Làm người ta kinh ngạc chính là tứ đại tú nữ này không phải là người Trung Quốc. Chương 1392, đập tiền. Mặt Đình Hồng hình như người Ấn Độ, mũi có đeo trang sức. Yêu Nguyệt cũng giống như là người Anh, tóc màu nâu nhạt. Ngược lại Tình Vũ giống như người Hàn Quốc, dịu dàng, nho nhã và thanh lịch. Phong Diễm chắc chắn là người Nga, nhìn dáng người là biết ngay. Tuy nhiên, dáng ai cũng cao gầy, sắc mặt thông minh, bộ ngực tuyệt đối hạng nhất. Không thua 36B. Có phải long hay không không ai biết. Hai bầu ngực lớn làm bên dưới của đa số tú tài, tri phủ hay thương nhân dục dịch ngóc đầu dậy, đoán chừng cái đàn ông bên dưới hẳn có 8 phần đều đang cử động. Bởi vì, gã bất nhã kia đều vểnh, cho nên, được ấn xuống để không bị người ta nhìn thấy ngượng ngùng. Tuy nói đều hóa trang, nhưng có thể đến đây đều là nhân vật giàu có nổi tiếng, mặt mũi dù sao cũng phải giữ gìn. Hơn nữa, đóng giả cái gì cũng có đến người đồ tể bán thịt cũng có người chọn. Thói đời là như vậy. Diệp Phàm cũng đè, đột nhiên nghe một giọng quen thuộc, nói, ngài cũng tới rồi. Diệp Phàm nghiêng đầu vừa thấy, phát hiện là con trai lớn của chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Nam Cung Hồng Công Cung Hồng Sách, Nam Cung Cẩm Thần. Cứ cho bọn họ hóa trang, nhưng đôi mắt ưng của Diệp Phàm hóa trang cái gì cũng có thể thoát được. Nhớ rõ lúc ấy mình đã cứu mạng y. Hơn nữa, sau vẫn chính mình đã ra tay dùng thuật châm cứu cứu y.
không thể tưởng tượng được là Thần công tử. Diệp Phàm thản nhiên cười nói, nhìn thấy bên cạnh còn có một người, không phải Nam Cung Phi Thanh thì là ai? Người này là em họ của Nam Cung Cẩm Thần, trước kia thừa dịp Nam Cung Cẩm Thần hôn mê muốn đoạt quyền, cuối cùng Nam Cung Cẩm Thần được chính mình cứu tỉnh. Người này hẳn là ghi hận trong lòng, tuy nhiên buổi tối có chút kỳ lạ, Nam Cung Phi Thanh hình như đã quên chuyện kia, không ngờ vẻ mặt thân thiết, còn mỉm cười kính rượu hắn. Về việc cấp bậc lễ nghĩa dù sao cũng phải làm, cho dù không thể nào thích người này, Diệp Phàm cũng cùng y cùng một ly. Hai bên hàn huyên vài câu lại trở lại bàn của chính mình. Tứ đại tú nữ trên sân khấu biểu diễn tuyệt kỹ sở trường, cũng không mất sự tao nhã. Hơn nữa, tuy nói rất mập mờ nhưng cũng không có trình diễn tình dục trắng trợn. Ví dụ như thoát y hay gì đó. Tề Thiên chắc là nghẹn vì sắp tiến vào cuộc đấu tranh kết hôn. Không ngờ cùng một đội viên tai to mặt lớn có mũ viên ngoại gia giá tú nữ, tranh chính là Yêu Nguyệt, cô bé người Anh. Hiện tại tài tử Tề đã ra giá đến 3 vạn lượng, xin hỏi trương viên ngoại còn muốn tăng giá không? Mụ mụ dưới sự cổ vũ của mọi người nói. Tại đây chữ tiền đã thành hai, nói đến tiền chính là hai ý tứ. Đương nhiên không thể so sánh với tiền trong thời xưa. 5 vạn lượng tính cái rắm, bố mày ra 20 vạn lượng. Trương viên ngoại hình như tức giận, miệng đưa ra giá dọa người. Chính Diệp Phàm cũng phải chớp mắt. Dùng 20 vạn lượng đổi lấy cô bé người Anh thật sự là một khoản kinh phí lớn. Trương viên ngoại thật tinh mắt, Yêu Nguyệt của chúng tôi là một tay chống nóng bỏng của đội nhạc gia của anh. Để cô đến phòng chăm sóc ngài một phen, tình cảm nóng bỏng kia chắc chắn sẽ làm ngài thích thú, ha ha. Mụ mụ cười tủm tỉm nói, sắc mặt khó coi nhìn tài tử Tề một cái, hỏi. Tài tử, còn tăng giá không? Cái này, Tề Thiên nói nhỏ một câu. Còn sờ soạng phía dưới, dáng vẻ rất khó chịu. Chơi không chịu nổi thì không chơi, không có bản lĩnh còn đấu cùng viên ngoại, chơi cái gì? Một tú tài nghèo còn dám gọi là tài tử sẽ nghèo như thế sao? Tất cả đều loại xấu, chỉ có đọc sách, cao cái dám. Trương viên ngoại kia nhìn Tề Thiên như con chim non, không ngờ cao giá, ăn nói ngông cuồng. Ai ở trường hợp này cũng không lưu tình chút nào, cái gì là nho nhã, lịch sử mất hết. Bày ra toàn bộ là sự thật giàu có. Cái muốn đạt được chính là thoải mái mà chơi. Vì chính cái đó mà toàn bộ mặt nạ đều đánh rơi, trở về tự nhiên, trở về trước đây thôi. 50 vạn. Tề Thiên đột nhiên lên tiếng. Tăng giá, viên ngoại sao có thể thua bởi một tài tử nghèo. Dưới khán đài mấy chục người đều điên cuồng la hét. Tiếng chén đĩa vang lên ầm ĩ, trong phòng sôi sục tinh thần quần chúng. Dường như cùng tấu một khúc hòa âm. Trường hợp này, sẽ kích thích nhiệt huyết, sau này người ta sẽ nhớ đến. Diệp Phàm thậm chí nghi ngờ, trong đội ngũ khách này có người của Đào Nguyên Sơn Trang đóng giả. Nếu không, sao có đến 4-50 người đến đây tiêu khiển, chỗ này giá trên trời, có mấy người có thể chịu được. Đương nhiên, không ngoại trừ có thật nhiều đàn ông muốn khoản này. Người này, người ta bỏ cha bỏ quyền, cậu không ngờ bỏ tiền. Không qua được tiền chính là ngu ngốc. Diệp Phàm có chút cảm thán. Lắc lắc đầu, nghĩ đến sáng mai Tề Thiên tỉnh dậy, nghĩ lại chuyện này với bộ dạng hối hận đã muốn cười. Hạ Hải Vĩ sớm nhíu mày, giơ tay lôi tay áo tài tử rộng thùng thình của Tề Thiên, ý nhắc nhở y đừng ham mê. Tuy nhiên, Tề Thiên vẻ mặt hết sức bình tĩnh, căn bản là không thay đổi. Ma ma dáng vẻ thướt tha hô. Cái vị, các tiên sinh cùng hô với tôi. Tuy nhiên vừa mới nói đến đây, khách của bữa tiệc hô lên một hồi, ma ma hơi chuyện. Lập tức thoải mái, thuận tay một cái, áo khoác màu đỏ trên người nhẹ nhàng bay đi. Trời ạ, bên trong không ngờ là một quần tam giác lộ cả những đám cây cỏ rõ ràng, hơn nữa che hai vú là một dải yếm nhỏ màu đỏ thẫm, hai núm dâu tây cũng lộ ra. Các tài tử, thương nhân, cử nhân, chi phủ toàn bộ đều phun huyết. Kỳ thật, trong phòng này đều có điều hòa không khí, nhưng thật ra không lạnh. Bởi vì, đây là thời xưa, nếu xưng hô hiện đại cũng bị phạt. Ma ma vô ý đã nói hai chữ tiên sinh, bị phạt thoát y. Đương nhiên đây cũng không loại trừ ma ma cố ý, tất nhiên là vì để lộ ra thân thể, làm không khí sôi động. Cùng tôi đếm đến 10, nếu trương viên ngoại không tăng giá, tối nay Yêu Nguyệt chính là nô tỳ của tài tử Tề. Ma ma xoay người một cái, khiến cho đỉnh cầu phơi bày hoàn toàn trước toàn thể ánh mắt của khách quan, làm bầu không khí sau đó nóng lên. 2,3 Mọi tình cảm quần chúng đều bị kích thích,
tất cả đứng lên, hét to. Chính Diệp Phàm cũng khó kìm nén, Hạ Hải Vĩ giả đạo học lúc này không ngờ cũng rất hung, hô lớn. Giọng của người trước kia đã làm đội trưởng đội cảnh sát hình sự, thiếu chút nữa làm sập cột nhà. Giọng Lô Vĩ có chút khàn khàn, người này không muốn gọi là câm. Mà Chi Phủ Ngư không ngờ đứng trên ghế, một chân đá ghế nhựa bên cạnh, hét to. Tất cả đều thả lỏng, tất cả đều quên hết mọi thứ, trở về quần xã Nguyên Thủy. Cùng tiếng la như sấm dậy, quần áo ma ma cũng ngày càng ít. Áo ngực bay, quần tam giác cũng làm đạn rồi, một thân thể sinh tươi hiện ra trước mắt mọi người. Hơn nữa, cố tình uốn éo, cổ vũ mọi người đếm số. 51 vạn. Trương Viên Ngoại bỏ thêm 10 ngàn. Mọi ánh mặt đổ dồn về phía Tề Thiên, y mặt đỏ bừng, cắn chặt răng, tài tử Tề rất thiếu lễ độ, đã từ bỏ thân phận tứ đại tài tử, giống như đồ tể bán thịt, một quyền đập lên bàn, hô lớn. Cháu trai, 66 vạn, đến Thuận Thông Sát. Thông Sát, người này thật sự đến chín rồi, khiến mấy người Diệp Phàm hết chỗ nói. Tăng giá, tăng giá. Mọi người trong phòng đều hét lớn, ma ma kích động, cùng hô, tăng giá, tuy nhiên, cô tỉnh rất nhanh, chưa nói xong, không đợi tiếng hét của cả phòng, một mảnh yếm hồng kiểu như khăn tay hồng nhị nhân chuyển bay xuống phía khán giả, may mắn thế nào không ngờ rơi trên mặt Hạ Hải Vĩ. Thủ pháp này, chắc chắn phải trải qua rèn luyện đặc biệt, làm khách hoảng sợ hơn so với người hát kiểu Đông Bắc. Ha ha ha, căn phòng lại cuồng nhiệt. Có người hô, chúng thầu. Chúng thầy, khăn thêu của mụ mụ ném chúng tài tử. Lão Hạ ngượng ngùng cầm khăn trên tay, mụ mụ cười duyên dáng, chậm rãi tới trước mặt Hạ Hải Vĩ, đưa lưỡi liếm nhẹ trên mặt Hạ Hải Vĩ nói. Tài tử, tử hồng tối nay chính là của ngài, tử hồng ẩn giật đã 5 năm, hôm nay lần đầu bắt đầu lại. Thôi vậy, tôi không thích việc này. Hạ Hải Vĩ giơ tay lắc lắc, lập tức tiếng hô vang dậy căn phòng. Ngài thật sự nhẫn tâm để bộ ngực của tử hồng lồ lộ trước bao nhiêu ánh mắt độc địa suốt đêm sao? Ma ma thật ra cũng chưa già, chưa đến 30 tuổi, hơn nữa, vẫn rất xinh đẹp. Ôi! Hạ Hải Vĩ thở dài một tiếng, đem cái yếm cho mụ mụ mặc vào, lão Hạ vẫn là người khác thường. Cảm ơn, buổi tối thiếp sẽ cho ngài biết tử hồng. Mặt ma ma ửng đỏ, làm người ta động lòng, cặp mắt lão Hạ có chút đăm đăm, nuốt nước miếng. Vẻ mặt cười cười đáng khinh. Mà yêu nguyệt cô nương, tất nhiên bị Tề Thiên giữ lấy. Tôi thích thưởng xuân. Diệp Phàm đột nhiên nói ra, đương nhiên là có dự định thăm dò. Thưởng xuân là vai chính, bán nghệ không bán thân. Ma ma cười giải thích. Tôi ra 20 vạn muốn cô ấy, ha ha. Đột nhiên một âm thanh chói tai vang lên. Diệp Phàm quay đầu vừa thấy, đôi mắt ưng phát hiện không ngờ y là tên Hứa Thông. Lần trước vì ngăn cản hắn, Hứa Thông bị xe hắn đâm cho văng lên ven đường, y suýt chết, sau đó còn ăn vài năm cơm tù, tuy nhiên, Hứa Vạn Sơn dù sao cũng là bí thư tỉnh thành, tuy là sau đó bị xui xẻo, Hứa Thông cuối cùng tại ngoại để chữa bệnh, không đến hiện giờ lại ra hoạt động. Y ngày xưa là đại công tử của tỉnh thành, hiện tại là chân phá. Không biết y nhận ra mình không, nói như vậy là không nhận ra. Dù sao đã nhiều năm qua, hơn nữa, hóa trang nếu không nhìn kỹ cũng khó nhận ra. Nhưng không thể chắc là y không nhận ra mình, tuy nói có hóa trang nhưng bản tính con người vẫn có thể trong lúc vô ý thể hiện ra. Hứa Thông hận chính mình như vậy, sẽ chú ý đến mình cũng là bình thường. 50 vạn. Diệp Phàm không nháy mắt chút nào, hừ nói. Chương 1393, ai cũng có tiền. 80 vạn. Hứa Thông tức giận nói, nhìn chằm chằm Diệp Phàm, làm cho Diệp Phàm có cảm giác y chắc chắn nhận ra hắn. Nhìn bên cạnh. Không chỉ có người hầu thân cận của Hứa Thông, chủ nhân của tập đoàn Tinh Quang, Thẩm Khai, còn có mấy người Tào Hồng. Có thiếu gia thần tài Thẩm Khai chống đỡ, thắt lưng của Hứa Thông đương nhiên khỏe mạnh. 100 vạn. Diệp Phàm thuận miệng hô, Ngư Thái đứng bên cạnh không rõ tài sản của Diệp Phàm nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng thật ra Lô Vĩ và Hạ Hải Vĩ, Tề Thiên đều biết lão Diệp có tài sản vài trăm triệu, 100 vạn đối với hắn không đáng gì. Tuy nhiên, vung tay 100 vạn, vẫn làm mọi người giật mình thở gấp, thậm chí có cảm giác không thở nổi. Rất phấn khích. Tăng giá, tăng giá, tăng giá. Tiếng hét không ngừng vang lên. Đêm nay Thưởng Xuân quyết định hiến dâng. Đột nhiên cô nàng Thưởng Xuân lên tiếng, đôi mắt vừa ngước lên của Thưởng Xuân dường như hớp mất hồn của người khác. 120 vạn.
Hứa Thông thiếu chút nữa cắn răng, đôi mắt đỏ ngầu, hai tay nắm chặt, chân cũng như đang đứng tấn, nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Tư thế kia, chính là muốn liều mạng. 120 là cái gì, 200 vạn đi. Diệp Phàm thản nhiên cười nói, mắt không hề nháy cái nào. A, à, chính gia tộc Nam Cung và mọi người đều nhìn chằm chằm Diệp Phàm vẻ mặt kinh ngạc, cảm thấy vị Diệp Phàm này là một khoản kinh phí lớn. Mặc dù gia tộc Nam Cung có tài sản vài tỷ, cũng biết đây là giá rất cao. Thường Xuân, căn bản là không đáng giá. Có số tiền này, các cô gái trên toàn thế giới, cô nàng Hồng Kông, diễn viên hay nữ hoàng ca nhạc đều dễ như trở bàn tay. Cần gì phải lãng phí cho một cô nàng không có tiếng tăm, tuy nói cô nàng này cũng là trêu chọc. Anh, độc. Hứa Thông ngồi chết lặng trên ghế, buồn bã tu bình rượu hồng, mặt đỏ như muốn ăn thịt người. Thẩm Khai nhìn nhìn, cau mày cuối cùng cũng không đặt giá nữa. 200 vạn đối với Thẩm đại công tử mà nói cũng là con số không nhỏ. Mẹ nó, nếu Thường Xuân không phải là gián điệp Nhật Bản thì đêm nay mình cũng không phải thiệt lớn. Trong lòng Diệp Phàm thầm mắng một câu. Đây đương nhiên cũng không tốt để mất một số tiền lớn như vậy, tất nhiên nợ này ghi vào Trấn Đông Hải. Nếu Thường Xuân đến đây có âm mưu, hắn chính là thi hành công vụ. Đến lúc đó một tấm hóa đơn chi trả là xong việc. Như hóa đơn tổ đặc nhiệm A, đó là đủ loại. Không cần báo nhà nước, ví dụ như hóa đơn tìm cô gái, tắm hơi tổ có thể chính thức chi trả. Tài tử Diệp xứng giai nhân, tài tử Tề xứng yêu nguyệt, chi phủ Ngư nhặt một cô gái thanh tú đi về phủ. Nhưng thật ra tài tử tìm về nhà mình, mà cử nhân hạ đương nhiên là dẫn mụ mụ tử Hồng đi. Hứa Thông một hồi đã dùng 50 vạn đem Phong Diễm đi rồi. Ôm hai mỹ nữ, coi như là đỡ tức rồi. Ngắm trăng nghe đàn cổ, tiếng đàn như nước chảy, Diệp Phàm nằm nghiêng trên ghế, một ly rượu đục, đời người còn cần gì nữa. Nhìn qua có vẻ hắn đang nhắm mắt thực ra, thuật xem tướng đã quan sát hết mọi động tác của Thường Xuân. Đã đến 12 giờ, Diệp Phàm đột nhiên cảm giác một bàn tay mềm mại đang xoa đầu mình. Ừ, Diệp Phàm ừ một tiếng, tiếp tục hưởng thụ. Nhẹ nhàng hai điểm đỏ tươi. Dưới ánh trăng có người lưu luyến bên trong núi đồi không biết đường về. Nửa đêm, gà gái thấy thời gian đã rạng sáng. Diệp Phàm đứng dậy, gọi Tề Thiên, dưới ánh trăng mấy người xuống núi. Vì Diệp Phàm phải chạy suốt đêm về nhà, Tề Thiên tuy có tiếc nuối nhưng đại ca lên tiếng, y cũng không dám phản đối. Tề Thiên buổi tối là cậu mời khách. Lô Vĩ cười nói, tôi, mời khách đúng vậy, tuy nhiên, phá lệ không thể tính trên đầu tôi. Tôi chỉ chi phí cơ bản, mỗi người 10.000. Tề Thiên vội vàng nói, mặt kia đã hơi biến thành màu đen, chỉ sợ 200 vạn của đại ca kia bị tính lên đầu mình. Tề công tử thực sự phải phá nhà. Người anh em, thế nào là mời khách cậu còn không hiểu sao? Hạ Hải Vi ép sát lên, đó là không buông tha. Mời đi. Diệp Phàm hừ một tiếng. Đại ca, anh là 200 vạn, toàn bộ tài sản của em đấy. Tề Thiên ngồi trong xe kêu lên, giống như bị con quạ mổ một cái, kêu thảm thiết. Hừ. Diệp Phàm lại hừ nói, Tề Thiên cắn răng, sinh độc ác, nói. Em ra, không được sao đại ca. Tuy nhiên, giọng kia nghe hình như muốn khóc. Ha ha ha. Nên, lần sau đánh chết tôi cũng không mời khách, thế này thật sự là rút ra uống máu người. Tề Thiên mắng. Lần sau tôi mời. Lô đại công tử là người có tiền. Bình tĩnh cười nói. Bố muốn trả thù, lần sau nhất định phải ném đi 500 vạn. Tề Thiên quát lớn. Ai là đại ca? Lô Vĩ hừ nói. Đương nhiên là đại ca Diệp Phàm. Tề Thiên vẫn không quên. Giá của cậu có thể vượt qua đại ca sao? Lô Vĩ cười nói. Không thể. Tề Thiên lập tức cúi đầu, biết đêm nay bị anh hai lừa đùa giỡn. Ha ha, lần sau, có lẽ tôi sẽ hô lên 300 vạn. Diệp Phàm đột nhiên mở miệng, Tề Thiên mừng rỡ, cười ha ha không ngừng, miệng hừ hát vang, cho dù rất khó nghe nhưng Tề Thiên vẫn vênh váo. Anh hai kia cứng đờ, cười khổ giống một cô gái tiếp tân. Càng độc nói, đại ca hô 10 triệu tôi phải bán máu cũng phải ra. Đây mới là anh hai đúng không? Diệp Phàm vỗ vỗ vai Lô Vĩ. Anh Lô, 10 triệu à? Tề Thiên chuyển hướng. Ta đây là mấy người có tiền. Anh hai Lô rất khá, không hồ đồ chút nào. Cậu mạnh miệng nhỉ. Hạ Hải Vĩ nói một câu. Ha ha ha.
Tiếng cười vang dội trong xe. Tuy nhiên Lô Vĩ, đây là địa bàn của cậu. Chỗ của cậu xuất hiện một nơi tình dục xa hoa như vậy, nếu bị điều tra ra cậu cũng không thể giải thích. Lúc này Hạ Hải Vĩ thản nhiên nói, nhưng thật ra là nghiêm túc. Nơi này đã không phải là địa bàn của em, nên nói là địa bàn của Sở Công an tỉnh thì đúng hơn. Lô Vĩ lắc lắc đầu, nhìn mọi người một cái, còn nói thêm. Người có thể đầu tư một khoản tiền lớn như thế, lai lịch chắc chắn không nhỏ. Có lẽ cũng là liên kết với các gia tộc ở Bắc Kinh. Lấy lực lượng của tôi đi diệt trừ họ, tuyệt đối là rước họa vào thân. Ừ, một sơn trang mà đầu tư mấy tỷ, thật sự là một khoản kinh phí lớn. Tề Thiên, tối nay chúng ta đi chơi sẽ không lưu lại cái gì chứ? Diệp Phàm thuận miệng hỏi, mày cũng nhíu lại. Yên tâm, sơn trang không dám loạn chụp. Trước kia em đến đây cũng đã lưu ý, hơn nữa cũng đã điều tra qua. Mặc dù là chụp chúng ta cũng không sợ, tra án thôi. Tề Thiên thật ra bình tĩnh. Tôi muốn nói với mọi người một câu, chuyện đào nguyên sơn trang các cậu không được ai tham gia vào. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói. Đặc biệt lão Hạ, miệng cậu đóng nhanh một chút. Nhúng tay, nhúng tì ký con khỉ, chúng tôi tránh còn không kịp, nơi xa hoa tình dục, cả nước không chỉ một nhà. Anh xem, như khách sạn cao cấp 5 sao chẳng lẽ không phục vụ loại này. Chúng tôi muốn tham gia cũng không quản tới được, chỉ cần không có người bị thương, chúng tôi đều có thể mặc kệ. Có người có nhu cầu thì có nơi, không bao giờ hết. Lô Vĩ thở dài, nhìn mọi người một cái cười nói. Chờ tôi ngồi lên ghế giám đốc Sở Công an tỉnh sẽ trừng trị hắn. Bao giờ? Ngư Thái Khinh bỉ cười nói. Diệp Phàm trở lại Diệp Phủ. Xử lý một chút liền đi ra, mấy người Lô Vĩ tiễn lên đường. Vừa thấy thời gian đã 2 giờ hơn, tuy nhiên, kỹ thuật lái xe của Diệp Phàm mọi người cũng không phải lo lắng gì. Tuy nói có uống một chút rượu, Diệp Phàm lái xe vẫn rất vững vàng. Nghe mẹ nói ba người anh em đều về nhà, hơn nữa đại ca Diệp Cương lần này đem bạn gái về nhà, Diệp Phàm tò mò xem bạn gái của đại ca là ai. Anh vẫn rất bí mật, cũng chưa lộ ra điểm gì. Xe chạy đến đoạn cua. Diệp Phàm giảm tốc độ xuống 50 km. Bởi vì đoạn cua này là khúc cua lớn, gần 2 km. Hơn nữa cua gấp. Đang là sườn núi, mà khúc cua này cao trên 100 m vách đá dựng đứng, phía dưới là khúc sông cuồn cuộn nước chảy. Nghe nói ở đây thường xuyên có xe gặp chuyện không may, ngã từ trên xuống cơ bản không ai còn sống. Cho nên, Diệp Phàm cũng cẩn thận. Xe vừa mới liều lĩnh bắt đầu vào khúc cua. Phát hiện có một chiếc xe tải rất lớn đậu ven đường, ngay một dấu hiệu cảnh giác cũng không có. Diệp Phàm trong lòng thầm mắng một câu, đánh tay lái sang bên phải, giảm tốc độ. Tuy nhiên, vừa mới đến giữa xe tải, không hề có dấu hiệu gì đột nhiên thấy đèn sáng chói mắt, phía dưới sườn núi lù lù đi lên một chiếc xe Việt dã to đùng, hơn nữa, tốc độ như đang chạy trốn. Diệp Phàm vừa thấy vội vàng đánh tay lái sang mép đường bên cạnh, xe khó khăn lắm mới dừng lại sát đường. Tuy nhiên, xe dừng lại, một nửa lốp xe đã nghiêng ra sườn núi có vẻ rất nhẹ. Diệp Phàm đang muốn phản ứng, thì xe Việt dã điên kia dường như đi về bên trái, hung hăng đâm vào xe Diệp Phàm làm xe nghiêng về vách núi. Trên không trung Diệp Phàm đành phải bỏ, cố gắng mở cửa xe nhảy ra vách đá. Tuy nhiên, tốc độ quá nhanh, xe đụng trong nháy mắt, Diệp Phàm mới lao ra khỏi xe. Bùm! Một tiếng nổ lớn vang lên. Diệp Phàm bị sức ép của tiếng nổ làm văng ra xa hơn 10 mét xuống một tảng đá. Khi vẫn chưa hoàn hồn, cảm giác cơ thể đau đến vỡ ra. Cả hai chân sưng vù, hơn nữa, Diệp Phàm hoảng sợ phát hiện, hai mắt mình hình như bị thương, cảnh trước mắt mịt mờ không nhìn rõ lắm. Đang muốn dụi mắt, trên đầu đột nhiên vang lên tiếng nổ, Diệp Phàm vội vàng tránh sang bên cạnh, tuy nhiên, không may lại bị một tảng đá đập vào chân, lập tức cảm thấy rất đau đớn. Kinh ngạc cảm thấy như núi trên đầu đang lở, lập tức đổ ụp xuống mấy tảng đá lớn. Chương 1394, báo săn vây giết. Trong lòng Diệp Phàm chấn động, hình như mọi thứ đều trùng hợp, lập tức hiểu ra, là có người muốn giết mình. Hắn vội vàng nén đau thoát ra bên cạnh, chỉ sợ bị tảng đá đập trúng. Vẫn chạy trốn lung tung 100 mét mới ngừng lại được. Mắt lại không nhìn thấy, xé quần áo băng bó vết thương một chút. Thấy thiết bị di động đặc biệt của tổ đặc nhiệm A còn ở đó, thử một lần, còn có thể dùng. Sờ soạng rút điện thoại, trong điện thoại vang lên một giọng nói. Xin chào, tôi là Nguyễn Thanh, người trực tổng đài của báo săn, xin hỏi cần trợ giúp gì?
Tôi là Diệp Phàm, lập tức thông báo cho đồng chí Trương Cường. Tôi gặp tai nạn xe tải khúc cua rắn cong ở Thủy Châu, xin cứu viện. Diệp Phàm lập tức nói. Xin chờ một lát, tôi lập tức thông báo cho sư trưởng Trương. Nguyễn Thanh nói. Diệp Phàm cúp điện thoại muốn gọi điện thoại cho Tề Thiên, tuy nhiên lại phát hiện nút ấn hình như hỏng rồi. Vừa rồi phím ấn đặc biệt của báo săn may mắn còn có thể dùng. Không lâu sau Nguyễn Thanh điện báo, nói là đã thông báo cho sư trưởng Trương, bọn họ đã xuất phát, hơn 10 phút nữa sẽ đến nơi. Còn nói sư trưởng Trương bảo thủ trưởng chú ý băng bó miệng vết thương. Diệp Phàm thở phào một cái, sửa sang lại đứng lên. Phát hiện thấy mắt nhìn vẫn không tốt, giống như trước mắt bị cái gì đó che khuất. Mặc dù thi triển ưng nhãn nhưng vẫn không nhìn thấy gì, đối với địa hình Diệp Phàm lại không quen, không dám lộn xộn, nếu làm không tốt rơi xuống sông, thì làm mồi cho cá mất. Mười mấy phút sau, điện thoại vang lên, bên trong một giọng đàn ông vang lên, nói. Tôi là Điền Lâm của báo săn, mời thủ trưởng đừng tắt di động, chúng tôi đang dùng phương pháp đặc biệt để xác định vị trí. Trương Cường đâu? Diệp Phàm hỏi. Sư trưởng Trương đang trên đường đi nhận được mệnh lệnh của Tổng bộ, bảo tôi dẫn vài đội viên đến cứu viện. Điền Lâm nói. Diệp Phàm vừa nghe nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng đột nhiên nghi ngờ. Với tính cách của Trương Cường, mặc dù nhiệm vụ quan trọng cũng không thể không tới cứu mình trước. Hơn nữa, nếu có mệnh lệnh Tổng bộ, biết tình hình của mình xong chắc chắn sẽ cứu mình trước. Chẳng lẽ Điền Lâm này có vấn đề? Trong lòng Diệp Phàm mơ hồ cảm giác được cái gì, vội vàng tắt máy, đến pin cũng rút ra. Xoay người sờ soạng đi sang bên phải. Tuy nhiên, hiển nhiên không kịp rồi. Bùm bùm. Tiếng súng vang lên, từ trên mấy viên đạn bay xuống, tiếng đạn găm vào tảng đá đến chói tai. Chó chết, chẳng lẽ là quân khốn khiếp Mã Thượng Chí kia? Diệp Phàm thầm mắng một tiếng, lùi vào bụi cỏ nấp. Một trận súng qua đi, một tiếng nổ lớn vang lên. Đối phương không ngờ dùng lựu đạn tay. May mắn bọn chúng không biết vị trí thật sự của Diệp Phàm, nếu không, một người đường đường cao thủ bát đẳng như Diệp Phàm phải chết dưới đạn của báo săn. Qua đi, chỉ nghe tiếng Điền Lâm. Mọi người chú ý, chùm buôn thuốc phiện vô cùng gian trá, có súng có năng lực đặc biệt, lại tiếp tục một trận hỏa lực đồng loạt. Không lâu sau lại là một hồi tiếng súng vang lên, mấy quả lựu đạn được ném ra. Đội viên phía trên đi xuống đây, tiếng bước chân đi Diệp Phàm tai rơi nghe rất rõ ràng. Đợi cho bước chân lại gần, Diệp Phàm bất thình lình bắn lên không trung, tiểu lý đao từ cổ tay điên cuồng phi ra. Phút phút vài tiếng lập tức ngã xuống hai chiến sĩ. Chỗ nào, Lý Giang, chỗ cây to. Điền Lâm phẫn nộ hô to, viên đạn chết bắn đến, Diệp Phàm cảm giác cánh tay bỏng rát. Biết là mình trúng đạn, chạy trốn nhanh trong bụi cây. Tuy nhiên, người bên kia cũng cẩn thận, phía trước nổ súng yểm hộ, phía sau không tiếng động đánh tới. Diệp Phàm biết đội viên báo săn luôn luôn huấn luyện có quy tắc, lúc này thanh minh đều không được. Lại tung ra phi đao xử lý hai đội viên. Nhằm thẳng phía sau lui rất nhanh, tuy nhiên, bọn họ nhìn trong đêm rất tốt, Diệp Phàm cố chạy trốn cũng không kịp. Biết đám người này đều là tinh anh của báo săn. Biết khi mình mắt không nhìn rõ muốn chạy trốn chẳng khác nào người điên đang mơ. Nghe thấy tiếng nước ở phía trước, không để ý đến, biết là sông, vọt người lên, nhờ sức phá của lựu đạn nhảy thẳng xuống. Kỳ lạ chính là chân vừa mới chạm mặt nước, cổ chân giống như bị roi ra cuốn lấy. Roi truyền đến một lực mạnh mẽ, người lập tức quay cuồng trong không trung, bị ném nhằm thẳng phía sau bay ra. Cơ thể Diệp Phàm chấn động, cảm giác đầu choáng vàng, cuối cùng hôn mê. Có bắt được chùm ma túy lớn không? Phó sư đoàn trưởng quản lý báo săn Mã Thượng Chí nhìn người trung tá có nốt ruồi bên miệng hỏi. Không bắt được, tuy nhiên, chắc là đã chết rồi. Điền Lâm đứng nghiêm, giọng rõ ràng nói. Sống thấy người, chết thấy xác, sao lại thế này? Mã Thượng Chí lạnh giọng hừ nói. Bị chúng tôi lấy lựu đạn cầm tay nổ, phóng ra mấy ngàn phát, một chùm buôn thuốc phiện có thể trốn sao? Chẳng qua địa điểm vùi thân rộng lớn, là dưới sông. Điền Lâm nói nhìn Mã Thượng Chí một cái. Tuy nhiên, một việc khó khăn quan trọng là chúng ta hy sinh 4 gã đội viên, bị thương 3 vị. An táng tử tế một chút, trợ cấp nhiều tiền một chút. Bọn họ là anh hùng, là dũng sĩ, là người hy sinh trong khi đảm bảo an ninh cho đất nước, xứng đáng là tấm gương cho chúng ta học tập. Cậu nghĩ lại xem, một túi thuốc phiện hại bao nhiêu người.
Mã Thượng Chí vừa ca ngợi đến đây hừ nói. Trùm buôn thuốc phiện có nói cái gì không? Miệng núi so với mặt sông cao bao nhiêu? Khúc cua rắn cong cách nơi trùm buôn ma túy ẩn nấp khoảng 200 mét, nơi ẩn nấp đá như cải răng lược. Tuy nhiên trong các hốc đá có rất nhiều bụi cỏ tranh, mỗi bụi cỏ rậm này có những cây nhỏ, không lớn, lớn nhất cũng chỉ bằng cổ tay trẻ con. Chúng tôi chính mắt nhìn thấy trùm buôn thuốc phiện bị lựu đạn nổ người đầy máu tươi, cuối cùng bị nổ văng xuống sông. Mà trùm buôn thuốc phiện ẩn nấp ở chỗ cách mặt nước sông đến 200 mét. Không cần nói đến một người bị thương, chính một người bình thường bị bỏ lại cũng khó có cơ hội sống sót. Nước sông cuồn cuộn chạy ra biển, muốn tìm xác một người cũng khó. Điền Lâm vẻ mặt nghiêm túc, báo cáo. Chú ý giải quyết tốt hậu quả, bí mật tìm thi thể. Mã Thượng Chí dặn dò, Điền Lâm gật gật đầu đi ra ngoài. Diệp Phàm có một giấc mơ kỳ lạ, có người hầu hạ hắn. Một cô gái xinh đẹp, trên mặt che một tấm khăn voan mỏng. Người con gái hình như xoa hai tay lên người hắn vỗ về, làm toàn thân nóng không chịu nổi. Giấc mơ thứ hai chính là tấm voan mỏng của cô gái kia bay đi, lộ ra một cơ thể làm người ta khiếp sợ, nõn nà như ngọc, da trắng như xương, ngọn núi như kẹp người, cũng không biết vì sao, Diệp Phàm cảm giác vết thương của mình nóng bỏng lên, đầu nứt ra đau đớn. Trong đó giống như một tướng quân, Diệp Phàm tiến quân dũng mãnh, giống như thuồng luồng ra đến biến, tiến lên liều mạng. Càng kỳ lạ chính là chiến trường kia, chiến trường không giống như trong mơ, mà trên một hồ nước màu xanh, dường như có một mùi hương tỏa ra thấm vào gan ruột. Trở về chỗ cũ, Diệp Phàm kinh ngạc kêu lên trong mơ. Đây không phải là mùi hương của âm dương sâm sao? Quái, hồ nước này sao lại có hương vị này? Về sau, giấc mơ thứ ba rất thảm. Diệp Phàm mơ chính là quanh cơ thể mình, phía sau có một cô gái cầm roi ra, chút lên chính mình. Chỉ cần bước chân hơi chậm, roi kia chắc chắn không lưu tình chút nào quật lên người. Một roi quật xuống, lập tức đau đến tận xương cốt, so với viên đạn còn đau hơn nhiều. Không có cách nào, vì không bị roi, Diệp Phàm đành phải liều mạng, chạy vào đường đầy cỏ tranh vây quanh. Một ngày, Diệp Phàm không dừng lại, đi thẳng đến cuối cùng mệt muốn chết, cố đến chút sức lực cuối cùng mới ngã xuống bụi cỏ. Nhìn roi chút xuống, hắn đành nhắm mắt chờ đau. Nhưng không đau đớn như dự tính, lại là một phen uyên ương nô đùa dưới nước. Lập tức, trong mơ Diệp Phàm có cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái tuân lệnh, làm cho người ta run sợ. Liên tiếp vài giấc mơ đều như nhau, chỉ có thể mệt đến chết mới có thể hưởng thụ được sự ấm áp, mềm mại, dịu dàng như nước. Cứ thế lặp lại, không biết giấc mơ nào là cuối. Diệp Phàm vừa chờ mong lại vừa sợ hãi, qua lửa nóng đến nơi mềm mại. Ấm áp như nước với sữa hòa với nhau làm Diệp Phàm không muốn tỉnh lại. Chỉ tới giấc mơ cuối cùng, Diệp Phàm phát hiện mặt hồ từ xanh biến thành trắng mới nghe được một tiếng thở dài nói. Cậu cũng nên tỉnh, thuốc này đều tẩy sạch cho cậu. Sư phụ tích lũy mấy chục năm, bị cậu vài ngày dùng hết sạch, ôi! Một tiếng đau nhức, cuối cùng làm Diệp Phàm tỉnh dậy. Ngẩng đầu thấy sofa, quầy rượu, giường lớn xa hoa cái gì cũng có. Diệp Phàm day day mắt thấy quầy rượu còn đặt một bình Remy Martin, hắn cười khổ nói. Mẹ nó, vài giấc mơ trước là chui vào chỗ dịu dàng, hiện tại không ngờ tỉnh dậy chui vào khách sạn. Mặc kệ, trong mộng uống trước nói sau. Hắn xuống giường, lấy một chai Remy Martin ngửa đầu lên uống. Không còn cảm giác trong mơ, có vẻ giấc mơ này rất thật. Hắn thử say, ngồi đầu giường chờ bóng dáng mờ ảo kia đến, ném mình vào hồ nước xanh. Tuy nhiên cuối cùng không đợi được cô đó. Ôi, tỉnh giấc mơ vẫn phải gọi điện thoại cho thủ trưởng Trấn đi, dám đánh lén bố, bố rút ra. Diệp Phàm gọi điện thoại đến chỗ của Trấn Đông Hải, nhận điện thoại không ngờ không phải Trấn Đông Hải mà là Lý Khiếu Phong. Diệp Phàm, cậu đi chỗ nào, đã nửa tháng. Chúng tôi tìm cậu khắp nơi, nếu cậu không điện báo, Đông Hải đã quyết định cử tập đoàn quân thứ 2 Thủy Châu điều tra. Tuy nhiên, Đông Hải không được. Lý Khiếu Phong giọng có chút khàn khàn, không ngờ nghẹn ngào nói, Lý Khiếu Phong từng là lãnh đạo tổ đặc nhiệm A, một người đàn ông kiên cười. Mặc dù trong trận chiến ở đảo Răn Ưng, sắp chết cũng chưa từng rơi lệ. Không được, sao lại thế? Diệp Phàm trong lòng kinh ngạc, vội vàng hỏi. Ngày 5 tháng 2, phát hiện cậu mất tích, báo săn bí mật xuất động lục soát tìm vài ngày cũng chưa có tung tích. Hôm đó Trấn Đông Hải không ngồi yên ở Bắc Kinh, tự mình đến Thủy Châu. Tuy nhiên, xử lý xong việc ở Thủy Châu, vừa lúc Hồng Kông có việc,
y đi một chuyến. Tuy nhiên, khi đi ngang qua ngân hàng Á Đông ở phố Cửu Long đã xảy ra việc có kẻ cướp ngân hàng. Đông Hải cho dừng xe, chạy ra, vì cứu mấy chục nhân viên cùng người đến giao dịch. Đông Hải bất hạnh bị lựu đạn nổ làm bị thương. Tuy rằng bệnh viện tổng quân y đã lập ra tổ chuyên gia, nhưng vẫn không thể cứu vãn. Tuy nhiên, Đông Hải nói với tôi, chỉ cần là chuyện có lợi cho dân cho nước, y đều làm, chết không hối hận. Nhưng y muốn gặp cậu, cậu không trở về y không chịu rời đi. Lý Khiếu Phong nghẹn ngào nói. Chương 1395, bổ nhiệm chính soái tổ thứ 8. Tướng quân Trấn hiện giờ ở đâu? Diệp Phàm đau lòng, không thể tưởng tượng được, tướng quân Trấn Oai Phong cả đời không ngã được, lại ngã xuống vì một việc nhỏ như vậy. Đời người là thế, thật sự mọi việc khó liệu. Văn phòng tổng bộ, Đông Hải nói rồi, y muốn thấy cậu đến, tự tay giao cho cậu đồ vật gì đó, mới có thể an tâm đi. Lý Khiếu Phong nói. Diệp Phàm lập tức kiểm tra chỗ đang ở, mới biết mình đã tới khách sạn ở thành phố Phổ Hải. Lập tức đem việc này nói cho Lý Khiếu Phong. Hơn nữa, chuyện mình bị hại cũng nói. Lý Khiếu Phong mắng. Coi trời bằng vung, ai làm vậy? Không ngờ sai khiến đội viên báo săn hại chính lãnh đạo của mình. Lần trước Mã Thượng Chí nói là vì bắt gã trùm buôn thuốc phiện đã chết 4 gã dũng sĩ, còn bị thương nặng xuất ngũ 3 người. Không ngờ là như vậy, Diệp Phàm cậu lập tức bí mật đến Bắc Kinh, tôi sẽ cho người lập tức điều tra, mặc kệ liên quan đến người nào, tôi cũng đòi công bằng cho cậu. Tôi nghi ngờ chính là Mã Thượng Chí. Diệp Phàm sau khi nói xong đi nhanh ra cửa, gọi đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố Phổ Hải Chu Khải đến, sắp xếp một chiếc xe đặc chủng chạy về hướng Bắc Kinh. Bởi vì máy bay là mục tiêu lớn, nếu thật sự là Mã Thượng Chí làm, y chắc chắn đang theo dõi sát sao. Không ai có thể cam đoan Mã Thượng Chí không có người bao che ở tổng bộ tổ đặc nhiệm A. Chỉ cần hơi lộ ra một chút tin tức, Mã Thượng Chí rất có khả năng cuốn gói chạy trốn. Diệp Phàm bí mật vào văn phòng của Trấn Đông Hải, trong đó đứng vài vị tướng quân. Trấn Đông Hải nằm trong gian phòng bên trong, đang truyền nước biển. Sau khi Diệp Phàm đến gần, thấy Trấn Đông Hải đang nhắm mắt, hơi thở yếu ớt. Sau nghe được tiếng động, không ngờ cố gắng mở mắt, giọng khàn khàn hỏi. Con át chủ bài của tôi về có phải không? Tướng quân, tôi đã trở về. Diệp Phàm giọng khàn khàn, chào theo nghi thức quân đội. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Trấn Đông Hải miệng vẫn lặp lại những lời này. Ánh mắt chợt sáng lên một tia. Gọi. Trung Lương, đỡ tôi ngồi dậy. Con trai của Trấn Đông Hải Trấn Lương cả người rung lên, vẻ mặt nghiêm trọng, nhẹ nhàng nâng Trấn Đông Hải dậy. Trung Lương, hôm nay tổng bộ nể mặt ba đặc biệt phê chuẩn con gia nhập đội. Tuy nhiên, đẳng cấp của con chưa đến tứ đẳng, tuy nói là tam đẳng đỉnh bậc nhưng vẫn không hợp quy định. Phê duyệt đặc biệt của chủ tịch bị ba từ chối, con hận ba sao? Trấn Đông Hải nhìn chằm chằm con trai. Ba, chính con vô dụng, con không hối hận. Trấn Lương mắt đầy nước quỳ xuống. Tuy nhiên, quân ủy điều một bậc, con từ thượng tá lên tới đại tá, hiện đã là tham mưu trưởng khu cảnh vệ. Việc này ba không cản, đứng lên, lau khô nước mắt, con trai của Trấn Đông Hải không phải đồ vô tích sự. Da ngựa bọc thây như thế nào, quân nhân nên chết trên chiến trường. Trấn Đông Hải đột nhiên tràn đầy sức lực nói. Vâng. Trấn Lương đứng nghiêm lên, lau khô nước mắt. Con có muốn một ngày sẽ đi vào tổ, trở thành thành viên chính thức? Trấn Đông Hải hỏi. Đó là giấc mơ, là mong muốn. Trấn Lương nói. Quỳ xuống trước mặt hắn. Trấn Đông Hải chỉ Diệp Phàm nói. Trấn Lương không chút do dự, quay mặt quỳ trước Diệp Phàm, hơn nữa là quỳ hết xuống đất. Đừng! Diệp Phàm vội vàng giơ tay đỡ, tuy nhiên, Trấn Lương không đứng lên, hai mắt kiên định nhìn Diệp Phàm. Đại ca, nhận tôi cúi đầu. Tôi biết rồi, cậu sẽ trở thành thành viên chính thức. Diệp Phàm gật đầu kiên quyết, vỗ vỗ vai Trấn Lương, nói. Đứng lên, chúng ta là anh em tốt. Nghe nói cậu bị người đánh lén. Trấn Đông Hải hỏi. Hẳn là thế. Diệp Phàm đáp, nhìn Lý Khiếu Phong một cái còn tưởng ông ấy nói cho Trấn Đông Hải. Không phải tướng quân Lý, tôi nghe trong điện thoại, ông ấy tưởng tôi đã ngủ. Trấn Đông Hải nói, tướng quân, tôi đã cho người bí mật xuống điều tra. Một người cao gầy bước đến, chào theo nghi thức quân đội, nói. Diệp Phàm chưa gặp qua người này, y đeo quân hàm trung tướng. Lòng lang dạ thú, điều tra.
bất kể liên quan đến ai, phải điều tra đến cuối cùng. Có kết quả rồi thì đốt hương thông báo trước mộ phần cho tôi, phải kể lại tỉ mỉ, tôi ở đó cũng có thể thấy. Trấn Đông Hải hừ nói. Vâng. Mọi người trong phòng đều đáp. Chuyển điện thoại đến chủ tịch cho tôi. Mí mắt Trấn Đông Hải cúi một chút, xem ra không chống đỡ nổi. Không cần, Đông Hải, tôi đến đây. Ngoài cửa vang lên một giọng quen thuộc, chủ tịch bước chân nặng nề đến. Chủ tịch, toàn thể mọi người đều nghiêm, chào theo nghi thức quân đội. Ôi, ông bạn, ông qua bên kia trước, vài năm nữa tôi đến với ông. Chủ tịch ngồi bên mép giường, khẽ sờ tay Trấn Đông Hải thở dài. Tôi hy vọng tối nay gặp ông, việc quốc gia nhiều, ông bận, tôi đi trước thăm dò đường, chúng ta trước tiên xây tòa biệt thự, ông tới sẽ thoải mái, ha ha. Trấn Đông Hải thản nhiên ký ơi, hai vị lãnh đạo đang nói về cái chê không nháy mắt chút nào. Đột nhiên chủ tịch đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc nói. Đồng chí Diệp Phàm, sau khi tổ đặc nhiệm A nghiên cứu, phê chuẩn đề cử của đồng chí Trấn Đông Hải, quân ủy làm việc đặc biệt, bổ nhiệm đồng chí làm tổng tư lệnh tổ số 8. Tôi, Diệp Phàm hơi sửng sốt, ngạc nhiên. Lúc này, một thiếu tướng tiến lên, bê một khay nhỏ bày một thẻ đặc biệt. Toàn bộ các đồng chí đều kinh ngạc. Phải biết rằng, thẻ tổ đặc nhiệm A chia 5 cấp bậc, là tượng trưng cho thân phận các thành viên chính thức. Thẻ này còn có thể làm chi phiếu sử dụng, có thể gửi tiền và rút tiền ở rất nhiều ngân hàng trên thế giới. Hạn ngạch do cấp bậc thẻ, kém nhất là thẻ sắt, cũng có thể bội chi 200.000 đô la. Đó không phải là điều mọi người kinh ngạc, chủ yếu là mặc dù Diệp Phàm là tổng tư lệnh tổ nòng cốt thứ 8 cũng có tư cách sử dụng thẻ vàng. Thẻ bạch kim là tượng trưng cho nhóm phó tổng bộ, nói như vậy, ít nhất là quân hàm trung tướng trở lên, cấp bậc lãnh đạo lớn mới có thể cầm. Mà lần này Diệp Phàm không ngờ là thẻ bạch kim, không thể không làm người ta kinh ngạc không ngừng. Tôi nghĩ cuối cùng cũng gặp cậu, hy vọng cậu có thể nhận lấy nó. Tuy rằng nó đại diện cho quyền lực, đại diện cho vinh quang nhưng... Trấn Đông Hải nhìn mọi người một cái, nói. Nó cũng đại diện cho trách nhiệm nặng nề. Tôi biết cậu có suy nghĩ của chính mình, kỳ thật, thân phận tổng tư lệnh cậu có thể không cần xen vào công việc, ở báo săn, cậu chọn một người vừa ý thay cậu xử lý là được. Tin tưởng, khi đất nước cần, cậu sẽ đứng ra có phải không? Vâng. Diệp Phàm chào theo nghi thức quân đội, tiếp nhận thẻ của tổ đặc nhiệm A. Cảm giác tay tuy nhẹ nhàng nhưng trong lòng cảm thấy rất nặng nề. Tốt, tốt, tốt. Trấn Đông Hải nói liên tiếp ba từ tốt, yên tâm nhắm hai mắt. Tướng quân, mọi người trong phòng giàn giụa nước mắt kêu lên, chính chủ tịch mắt cũng đầy nước. Ông bạn, chủ tịch thì thào, thật lâu im lặng, thư ký thúc giục vài lần xem ra có hoạt động quan trọng, tuy nhiên chủ tịch không hề đi. Suốt một giờ, thở dài, xoay người đi. Buổi tối, tin tức truyền ra mọi đảng viên của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tướng quân Trấn Đông Hải hy sinh. Hơn 1 tỷ dân chúng Trung Quốc cũng không có bao nhiêu người biết vị tướng quân đã dành hết nhiệt huyết cho đất nước này. Trên truyền hình, báo chí, thân phận của ông ấy chính là ủy viên quân ủy, cố vấn quân ủy. Còn tổ đặc nhiệm A thì chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, kỳ lạ chính là, chủ tịch nước Trấn Sơn Hà ra lệnh cả nước treo cờ rủ một ngày để tang tướng quân Trấn. Đây chính là quốc lễ, là đãi ngộ đặc thù đối với một lãnh đạo cấp cao của đất nước qua đời. Không thể tưởng tượng được một tướng quân không có tiếng tăm gì lại được đãi ngộ cao như vậy. Chỉ có các phân trạm của tổ đặc nhiệm A đều kéo cờ rủ, toàn thể quân tướng đều buồn. Đương nhiên, thân phận của Trấn Đông Hải đối với các tổ chức bí mật nước ngoài cũng không có gì là bí mật, bọn họ đều biết thân phận của ông ấy. Người Trung Quốc đau lòng, các tổ chức bí mật nước ngoài phản ứng không giống nhau. Nước Mỹ, tổ trưởng tổ hành động đặc biệt của Mỹ, Brown ngậm tẩu thuốc. Trên mặt không lộ ra tia vui vẻ, mà im lặng nhìn đến phương đông thần bí kia, Brown vẻ mặt nghiêm trọng, thật lâu sau, gõ gõ tẩu thở dài. Một tướng lớn lại ngã xuống như vậy, y không chết trên chiến trường, nhưng chết trong một lần cướp bóc bình thường, thật sự là thế sự khó liệu. Y là anh hùng vô danh, tôi rất phục. Phó tổ trưởng Rohde Gris cầm trên tay điếu Marlboro, dáng vẻ có chút khó chịu nói. Ừ, lão đối thủ của chúng ta. Tuy nói chúng ta âm thầm đấu mười mấy năm. Nhưng, y có thể nói là đối thủ của chúng ta. Brown gật đầu nói. Không biết tổ trưởng mới sẽ là ai. Thời gian này chắc là vẫn để chống, tổ chắc chắn có chút thay đổi. Chúng ta có nên làm việc gì đó không,
Trận chiến ở đảo Rắn Ưng trước đây, chúng ta tổn thất nghiêm trọng, thê thảm. Cuối cùng, thiên thạch thần bí lúc đó không rõ tung tích. Tuy nhiên, gần đây nhận được tin tức tin cậy, thiên thạch đã bị người Trung Quốc mang đi rồi. Ôi, các quốc gia đấu thời gian dài như vậy, hy sinh nhiều tinh anh, không thể tưởng tượng được lại chiếm được ưu thế. Không biết bọn họ có nghiên cứu được cái gì từ tảng đá đó không? Gần đây một số chất liệu cho hàng không tôi nghi ngờ được làm từ khối thiên thạch đó. Rohde Gris có chút buồn bực nói. Nói như người Trung Quốc thì đó là mệnh trời trở về, thôi vậy, đã bị người ta thu vào túi muốn đào ra cũng không có khả năng. Còn phải làm điều gì không, cứ để một thời gian đi. Coi như là chia buồn với y, nói với người cầm cờ một tiếng, treo cờ rủ. Anh hùng không phân biệt biên giới, ôi! Vẻ mặt Brown nghiêm túc nói. Cũng tốt. Rohde thận trọng gật đầu. Một nơi bí mật ở Tokyo, Nhật Bản. Trấn Đông Hải đã chết, là lúc chúng ta quật khởi. Tổ chức của Trung Quốc nhất định trong khoảng thời gian này vì quyền lực mà không khống chế được. Thông báo cho cánh rừng Mỹ Sa tăng cường hoạt động, mau chóng làm rõ xuất xứ của chìa khóa. Đây là do các anh hùng Quan Đông lưu lại, chúng tôi nhất định phải lấy nó về nước. Tổ trưởng Tổ thần đạo Nhật Bản, Fujiwa Astoria vẻ mặt lo lắng. Chương 1396, Tổng tư lệnh mới của Tổ đặc nhiệm A nhậm chức. Tốc độ của người Trung Quốc cho đến nay vẫn rất chậm, chờ bọn họ quyết định người lãnh đạo mới, chắc phải đến nửa năm. Đối với vị trí Tổng tư lệnh Tổ đặc nhiệm A, người Trung Quốc khắp nơi đều muốn tranh giành. Nhìn Trấn Sơn Hà ra lệnh treo cờ rủ có thể thấy được mức độ coi trọng của họ đối với Tổ đặc nhiệm A. Cánh rừng Mỹ Sa ở Trung Quốc, thường xuân là cái đinh sắc bén mà tổ thần đạo chúng ta chôn ở đó. Cô lớn lên từ nhỏ ở Trung Quốc, căn bản là người Trung Quốc. Chắc chắn báo săn ở Thủy Châu cũng nghe ngóng ra mùi vị gì đó. Phó tổ trưởng tổ thần đạo vẻ mặt hào hứng cười nói. Ừ, chỉ cần có một tin tức, lập tức hành động. Phải làm xong việc này trước khi tổ đặc nhiệm A quyết định lãnh đạo mới. Và khi người Trung Quốc kịp phản ứng lại, chúng ta đã đem vật bí mật mà cha ông để lại về. Con cháu của Xuyên Đảo có tìm được không? Có lẽ y là người cuối cùng biết bí mật này. Có lẽ, con cháu của y biết được bí mật này, hoặc là có manh mối nào lưu lại. Fujiwara Astoria nói. Tìm được rồi, đời sau của y tên là Xuyên Đảo Tam Lang, trước mắt ở đội tự vệ, tôi đã gọi người bí mật đưa y trở về Tokyo. Tổ phó Yamamoto nói. Tình hình Hồng Á Đao Lưu Hội phải điều tra rõ, hai bút cùng vẽ, hơn nữa thưởng xuân bí mật phối hợp tác chiến. Tôi nghĩ mấy phương cùng nhau ra tay, tiến độ cũng nhanh hơn, nhất định phải bí mật lấy về. Fujiwara nói. Nghe nói Akiyama Lifu chuẩn bị đi Trung Quốc, đến lúc đó tất sẽ có trò hay để xem. Tốt nhất dùng y che giấu một chút, để thu hút toàn bộ ánh mắt các cao thủ đến đó, chúng ta sẽ bí mật làm việc. Chúng ta vẫn khuyên Akiyama Lifu gia nhập tổ thần đạo chúng ta, chính y không chịu. Tuy nhiên, chuyện lần này y vô tình đã giúp chúng ta một đại ân. Chúng ta có phải là nên giúp y một hồi, mau chóng thúc đẩy y đến Trung Quốc khiêu chiến với gia tộc Trần Thị? Yamamoto nói. Ha ha, Trần Vô Ba lần này không biết là có thể thoải mái bắt Akiyama Lifu không? Fujiwara Astoria cười nói. Khó nói, nghe nói Thu Sơn đã gần đến cửu đẳng, còn Trần Vô Ba thì theo nguồn tin đáng tin cậy thì người này mới đến giai đoạn thứ 8 trình tự thứ 3. Thực lực so với Akiyama Lifu yếu hơn một chút. Thu Sơn trẻ tuổi hơn so với Trần Vô Ba, đây là chỗ tốt của tuổi trẻ. Yamamoto cười nói, hơi lộ vẻ đắc ý. Nếu Trần Vô Ba thua, Trung Quốc sẽ có nhiều cao thủ xuất hiện. Nghe nói một trong lục tôn phí Thanh Sơn một thời gian trước đây đã xuất hiện ở thành phố Phổ Hải. Theo truyền thuyết người này đã đột phá đến cửu đẳng. May mắn người này không khác Thu Sơn lắm, không thích tham gia vào việc đất nước. Nếu không thì nhất định là kình địch lớn. Fujiwara nói nhìn Yamamoto nói, lại hỏi. Điều tra ra người lần đó giết chết đội viên tổ thần đạo của chúng ta không? Chỉ biết người này tuổi không quá lớn, ước chừng 30 mấy tuổi, đã là cao thủ thất đẳng. Tổ chức an ninh của các nước đều gọi người này là thần chết, có thể thấy người này thật sự đáng sợ. Trận chiến ở đảo Rắn Ưng lần trước, không riêng gì đội viên của chúng ta mà Mỹ, Anh đều có người bị thương nặng. Yamamoto vẻ mặt trở nên khó chịu nói. Tổ đặc nhiệm A có một cao thủ trẻ tuổi đáng sợ như vậy thật sự là bất hạnh cho các tổ chức bí mật của các quốc gia khác. Đến nay cũng không điều tra là một chút chuyện gì của hắn.
hắn so với thần chết còn đáng sợ hơn. Fujiwara gật gật đầu, lấy một điếu thuốc, rút ra không ngờ là gấu mèo, của Trung Quốc mà Yamamoto thích hút thuốc Trung Quốc. Tổ trưởng không cần khiêm tốn quá mức, tổ thần đạo chúng ta cũng có cao thủ thất đẳng trẻ tuổi, cũng không bại bởi thần chết của Trung Quốc. Hơn nữa, y đã đột phá đến tầng an thứ ba thất đẳng, nếu có thể tiến thêm một bước nữa chính là cao thủ vi siêu cấp bát đẳng. So sánh với thần chết không biết ai cao ai thấp, lần này đem y đi Trung Quốc, cùng Thường Xuân thu hồi vật bí mật của cha ông. Yamamoto nói, chỉ mong là thế. Fujiwara thản nhiên nói, ba ngày qua đi, tổng bộ tổ đặc nhiệm A, tổ trưởng tướng quân Đới Thành vội vã vào văn phòng nguyên là văn phòng của Trấn Đông Hải. Tuy nói vẫn là gian phòng này nhưng người đã thay đổi. Giờ phút này ngồi ở vị trí của Trấn Đông Hải chính là một người gầy, má hóp, vẻ mặt nghiêm trọng. Lão nhân đeo quân hàm thượng tướng, ngồi bên cạnh là Lý Khiếu Phong, thượng tướng này là Lỗ Tiến, là người Trấn Đông Hải đề cử nối nghiệp. Tạm thời quản lý công việc của tổ đặc nhiệm A, phải trải qua bổ nhiệm chính thức, còn trải qua hội nghị quân ủy, bộ chính trị thảo luận mới thông qua được. Đối với vị trí tổng tư lệnh tổ đặc nhiệm A, 9 người trong bộ chính trị đều chú ý. Đương nhiên, ý kiến chủ tịch chiếm một nửa, ý kiến của 8 đồng chí khác chiếm 3 phần, ý kiến quân ủy chiếm 1 phần, ý kiến đề cử của tổ đặc nhiệm A chiếm 1 phần. Tổng tư lệnh tổ đặc nhiệm A quyền lực quá lớn, so với các tư lệnh các quân khu còn muốn lớn hơn. Nhà nước đương nhiên cũng thận trọng hơn nữa. Có kết quả rồi sao? Lý Khiếu Phong không kìm nổi lên tiếng hỏi trước. Có kết quả bước đầu. Đới Thành lau mồ hôi gật gật đầu nói. Ngồi đi, uống nước đã. Lý Khiếu Phong tự mình pha cho Đới Thành một chén trà nhìn Lỗ Tiến một cái hỏi. Hay là gọi Diệp Phàm đến cùng nhau nghe một chút. Đúng là nên cho hắn biết nếu không trong lòng hắn chắc chắn không phục. Đây là di mệnh của tướng quân Trấn, mặc kệ đề cập đến người nào đều phải điều tra đến cuối. Lỗ Tiến vẻ mặt nghiêm túc nói. Ừ, chủ tịch rất coi trọng Diệp Phàm. Thẻ bài kim của tổ đặc nhiệm A chính là trong chóng đo chiều gió. Lý Khiếu Phong tất nhiên muốn nói cho Diệp Phàm một chút. Dù sao Lỗ Tiến cũng không phải là Trấn Đông Hải, y có quan điểm riêng của mình. Xem ra Diệp Phàm còn muốn được ưu ái như trong tay Trấn Đông Hải là không có khả năng. Nếu không phải có lời chăn chối của Trấn Đông Hải hơn nữa lúc đó có chủ tịch ở đây, Lỗ Tiến có ra sức điều tra rõ việc này không cũng khó nói. Những gút mắc bên trong tổ đặc nhiệm A cũng như sợi đay đang trà sát, cũng thật sự rất phức tạp. Không lâu Diệp Phàm tới rồi. Theo bước đầu điều tra rõ, lúc ấy phó soái Diệp gọi điện thoại, người nối mạch là điện thoại viên Nguyễn Thanh. Đã điều tra rõ. Người này là cấp dưới thân thiết của Mã Thượng Chí. Nguyễn Thanh cũng không đem việc này báo cho Phó Sư trưởng Trương Cường, mà trực tiếp báo cáo người phụ trách báo săn Mã Thượng Chí. Mã Thượng Chí bí mật đưa đến những người rảnh rỗi trong rừng, gạt Tề Thiên và Trương Cường là cử ra một phân đội nhỏ những người cũ, nói là hỗ trợ Bộ Công an bắt giữ chùm ma túy lớn. Việc này ở báo săn cũng không phải việc gì mới mẻ, trước kia đã trải qua nhiều lần, hơn nữa đã một năm qua đi, cũng không làm cho ai nghi ngờ. 10 tên trong rừng đều là thân tín của Mã Thượng Chí, kỳ thật, đội viên này rất oan, họ thực sự tưởng rằng Phó Soái Diệp chính là chùm ma túy lớn, cho nên ra tay không lưu tình chút nào. Trong khi chiến đây, bị Phó Soái Diệp dùng phi đao giết chết 4 chiến sĩ, bị thương 3 người. 3 đồng chí này đã không tiếp tục ở lại báo săn. Khi 3 đồng chí chưa hoàn toàn khỏi bệnh, Mã Thượng Chí đã giúp họ thủ tục chuyển nghề về địa phương, 3 đồng chí hiện đã rời khỏi báo săn. Tuy nhiên, trong đó có một điểm đáng ngờ tương đối lớn. Lúc trước người dùng xe Việt dã va vào xe Diệp Phàm không phải người do Mã Thượng Chí sai khiến. Chỉ sau khi nhận được điện thoại của Phó Soái Diệp Mã Thượng Chí mới di chuyển đến. Đới Thành nói, đã khống chế được Mã Thượng Chí đúng không? Hai vị cao thủ của Tổng Bộ đang bí mật theo dõi y. Tin rằng y muốn chạy trốn cũng không trốn được, không có mệnh lệnh của Tổng Bộ. Mã Thượng Chí dù sao cũng là thủ trưởng tối cao của báo săn, hơn nữa là cao thủ tiếp cận lục đẳng, là phó tổ trưởng tổ nòng cốt thứ tam, tôi không tùy tiện ra tay. Và Tổng tư lệnh Diệp có dặn dò, nói việc này hắn muốn tự mình xử lý. Đới Thành nói xong liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái. Việc này tôi giao cho tổ trưởng Đới, Mã Thượng Chí thật sự rất đáng giận. Đối với đồng nghiệp ra tay nặng như thế, Diệp Phàm tôi cũng tự hỏi tôi đã phạm vào điều gì của y. Diệp Phàm gật gật đầu. Người lòng lang dạ sói như thế, bắt chết vẫn chưa hết giận, quân khốn khiếp.
Lý Khiếu Phong ra một quyền trên bàn trà, nói chuyện vì Diệp Phàm. Việc này vốn Diệp Phàm là đương sự, cậu đi xử lý không thích hợp. Tuy nhiên, xét đến tình huống đặc thù, nếu cậu muốn đích thân đi xử lý, vậy cho cậu và Đới Thành đi xử lý tốt. Tuy nhiên, tôi hy vọng cậu không cần làm bị thương người vô tội, có một số việc nếu đã xảy ra thì không thể cứu vãn. Kẻ cầm đầu tất nhiên bị trừng phạt, tổ đặc nhiệm A chúng ta tất nhiên không thể để chuyện làm tổn thương đồng đội xảy ra. Một đội ngũ đoàn kết mới có sức mạnh, đối với tổ đặc nhiệm A chúng ta càng quan trọng. Lỗ Tiến quyết định, cũng ủng hộ quyết định của Diệp Phàm. Tổ trưởng Đới có điều tra đến chỗ tảng đá lớn không? Diệp Phàm nói. Đã điều tra qua, không thể tưởng tượng được, người mang tảng đá đến là con ruột của em trai chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Nam Cung Hồng Công, Nam Cung Hồng Hoa, Nam Cung Phi Thanh sai người làm. Xem ra việc này chính là Nam Cung Phi Thanh làm, tư lệnh Diệp, không biết gia tộc Nam Cung đối với ngài có ân oán gì. Đới Thành có chút khó hiểu. Ân oán nhà quyền quý. Trước kia tôi cung cấp manh mối về anh họ Nam Cung Cẩm Thần của Nam Cung Phi Thanh, liên quan đến tranh quyền đoạt lợi của gia tộc. Cho nên, Nam Cung Hồng Hoa tất nhiên là rất hận tôi. Lần trước về Thủy Châu, trong lúc vô ý phát hiện ra nơi tình dục xa hoa, gọi là Đào Nguyên Sơn Trang. Người đứng sau nghe nói xưng là Bát Gia, nơi đó làm khá tuyệt. Trong Sơn Trang, Nam Cung Cẩm Thần nhận ra tôi đến đó, mang theo Nam Cung Thanh Phi đến kính rượu. Xem ra lúc đó người này có âm mưu đánh lén tôi. Mà ở Sơn Trang tôi phát hiện ra một cô gái thần bí, tên là Thưởng Xuân, là vai chính ở Sơn Trang. Tuy nhiên, tôi cuối cùng có cảm giác cô này có chút lạ, quá giống người lần trước tôi đi chấp hành nhiệm vụ gặp, Saudi Clara. Tôi nghi ngờ hai cô có phải có liên quan, Saudi Clara là đặc công bí mật của tổ chức thần đạo Nhật Bản, sau bị tôi giết chết, cô không có khả năng sống lại. Cho nên, tổ đặc nhiệm A nhất định phải cử người đến Sơn Trang điều tra Thưởng Xuân. Vài năm trước, vì chuyện hội Hồng Á Đao Lưu, thủ trưởng tối cao của báo săn lúc đó Thiết Chiêm Hùng đã từng nói là ở núi Sương Bối Việt Đông có một chỗ rất khả nghi. Tôi nghĩ, tổ thần đạo có phải là hướng đến chỗ này? Nghe nói chỗ này chôn giấu một ít bí mật của quân Quan Đông. Tuy nhiên, chúng ta cũng gần tìm được chìa khóa, nghe nói còn có một người anh. Diệp Phàm nói. Chương 1397, Diệp Soái nhậm chức. Việc này ngược lại làm Lỗ Tiến và Lý Khiếu Phong coi trọng. Theo dõi Sương Bối có người qua lại đấy không? Lỗ Tiến hỏi. Không rõ lắm, việc này hỏi người của báo săn chắc Trương Cường biết việc này. Diệp Phàm nói. Đồng chí Diệp Phàm, cậu lần này xuống xử lý tốt chuyện Mã Thượng Chí sau đó lập tức nhậm chức. Phải đem chuyện Sương Bối trở thành chuyện quan trọng. Tuy nói cậu ở chính quyền có nhiều việc phải làm, tuy nhiên, vừa lúc cậu ở Việt Đông có thể bảo đại căn cứ Hùng Sơn phối hợp theo dõi núi Sương Bối. Chuyện bên Đào Nguyên Sơn Trang sắp xếp cho người đi tìm hiểu rõ. Nói tới đây Lỗ Tiến đưa mắt nhìn Diệp Phàm một cái, vẻ thận trọng nói. Sau khi Mã Thượng Chí bị xử lý, cậu lại không thể chính thức quản lý báo săn. Cậu dù sao cũng phải tuyển chọn một người thay mặt quản lý báo săn. Cậu xem có ai thích hợp. Lỗ Tiến cũng rất hài hòa, đầu tiên đã cho Diệp Phàm một quyền lực sắp xếp. Lỗ Tiến muốn ngồi ổn định ở vị trí lãnh đạo tổ đặc nhiệm A. Người phụ trách 8 tổ bên dưới chính là người mà y cần lấy lòng đầu tiên. Như Diệp Phàm là đại soái của tổ nòng cốt thứ 8, là người mà chủ tịch cấp thẻ bạch kim đặc biệt. Lỗ Tiến biết, trong lòng chủ tịch Diệp Phàm rất có phân lượng. Nếu không, các tổ trưởng khác là thẻ vàng, vì sao Diệp Phàm là thẻ bạch kim? Hơn nữa Diệp Phàm đã là cao thủ bát đẳng vi siêu cấp, Lỗ Tiến cũng phải đo lường một chút phân lượng của hắn. Cho nên, đầu tiên muốn kéo Diệp Phàm đến, để hắn thừa nhận địa vị của mình mới được. Và trong 8 tổ, tổ nòng cốt là tổ tiến công quan trọng nhất. Trong số 50 đội viên chính thức, tổ nòng cốt thứ 8 đã chiếm 3 phần lớn, bởi vậy có thể thấy được uy lực của tổ nòng cốt thứ 8. Tôi thấy Trương Cường cũng được, còn có đồng chí Tề Thiên mấy sự kiện đều có biểu hiện. Trương Cường có thể quản lý vị trí của Mã Thượng Chí, mà Tề Thiên có thể nâng lên một bậc. Diệp Phàm không nhường ai việc nhân đức, rõ ràng vì chức vụ của anh em mình. Hắn biết, chuyện Mã Thượng Chí làm lần này tổn thương rất lớn đến mình, tổ nhất định sẽ bồi thường cho mình. Vị trí đại soái tổ nòng cốt số 8 chính là tổ bồi thường cho hắn. Nếu không, hắn còn quá trẻ, không có khả năng ngồi lên vị trí đại soái. Trong 8 tổ, chỉ có tổ trưởng tổ nòng cốt thứ 8 mới có thể xưng là đại soái, những tổ khác,
Như Lang Phá Thiên chỉ có thể gọi là tổ trưởng mà không phải là đại soái. Và lại, Lô Tiến hiện tại chỉ là quyền tổng chỉ huy, y dù sao cũng phải nghe một chút ý kiến của hắn. Đặc biệt là lúc mấu chốt này, Lô Tiến không có khả năng gạt bỏ quyết định của hắn. Chờ sau khi y ngồi ổn định, đề nghị của hắn liền suy giảm nhiều. Có quyền không cần quá thời hạn trở thành đồ bỏ đi. Cho nên Diệp Phàm cũng mặt dày đùa giỡn một lần. Đồng chí Trương Cường không tồi, Tề Thiên tuy là chưa đến 30 nhưng tiến bộ rất nhiều, nghe nói đã đột phá đến đoạn thứ 4 đỉnh bậc, có hy vọng trong vài năm có thể đột phá lên ngũ đẳng chi nhóm hiện tại y chỉ quân hàm trung tá, có phải là thấp một chút. Lý Khiếu Phong cũng vì Diệp Phàm mà nói. Đồng chí Diệp Phàm, trước tiên cậu có thể nói về quan điểm của cậu, tổng bộ sẽ thảo luận xem xét. Lô Tiến xin ý kiến của Diệp Phàm, cũng là thầm tỏ thiện ý. Ý kiến của tôi là Trương Cường là nhân tài hiếm có, cậu ấy có thể phụ trách thay Mã Thượng Chí giúp tôi xử lý công việc của báo săn. Tề Thiên có thể thăng lên quân hàm thượng tá, chức vụ có thể bổ nhiệm làm tham mưu trưởng kiêm đoàn trưởng đoàn một báo săn. Bởi vì Mai Diệp Thu đã đề xuất chuyển nghề, tổng bộ đã phê chuẩn. Đoàn một là cột mốc của báo săn, không thể qua loa. Diệp Phàm nói. Lão Lý, ông thấy thế nào? Lô Tiến cư xử thật sự khiêm tốn, hỏi Lý Khiếu Phong. Tôi thấy cũng được. Lý Khiếu Phong gật gật đầu. Đới Thành cũng tỏ vẻ đồng ý. Mấy người có phân lượng đều gật đầu, Lô Tiến cũng không muốn nghĩ thêm nữa, nói thẳng. Việc này tôi nói với Cố Toàn một chút, không lâu sẽ có quyết định. Quay người nói với Diệp Phàm. Cậu ngày mai xuống đi, tướng quân Cố Toàn mai cũng xuống với cậu, quyết định bổ nhiệm của tổng bộ cũng mang đi cùng. Trước mắt là thời kỳ đặc biệt, các quốc gia khác đều đang theo dõi sát sao. Tổng bộ xác định cậu là quân bài chủ lực, cho nên, quyết định bổ nhiệm cậu chỉ có thể một số người trong phạm vi nhỏ được biết. Ví dụ như Trương Cường, Tề Thiên và mấy phó sư trưởng của tổ số 8, tin tưởng với lý tưởng của bọn họ sẽ không tiết lộ bí mật thân phận của cậu. Còn nữa, án lớn ở Việt Đông nghi ngờ là có lãnh đạo liên quan, cậu có thể chỉ thị Trương Hùng cùng các đồng chí ở căn cứ Hùng Sơn tạo thành tổ điều tra đặc biệt. Điều tra rõ hoàn toàn vụ án này, còn điều tra án như thế nào, cậu tự sắp xếp. Có kết quả báo cáo tổng bộ là được. Không thể không nói, Lô Tiến làm lãnh đạo cho Diệp Phàm không gian quyền lực và tự do rất lớn. Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Phàm đứng lên chào theo nghi thức quân đội. Ngày hôm sau, Cố Toàn và Đới Thành cùng đi xuống, mấy người Diệp Phàm bí mật tới Thủy Châu. Theo người theo dõi báo cáo, Mã Thượng Chí công tác bình thường. Xem ra, thủ đoạn của Đới Thành rất cao, không ngờ không làm cho y cảnh giác. Có lẽ, lão Mã cho rằng Diệp Phàm hẳn là đã chết, cho nên, buông lỏng cảnh giác. Tổng bộ có mệnh lệnh truyền đến, nói là tướng quân Cố Toàn đến, có nhiệm vụ khẩn cấp cần giao. Cho nên, Phó Sư trưởng Mã Thượng Chí thông báo xuống. Chỉ một lát sau, chính ủy báo săn Tần Đại Hòa, phó sư trưởng đại tá Lưu Hạo Bằng, phó sư trưởng đại tá Khương Yến, phó sư trưởng thượng tá Trương Cường vào phòng họp bí mật. Báo săn có hai phòng họp, bên ngoài là phòng họp báo săn dùng khi có hội nghị. Qua một hang núi lớn mới là nơi dừng chân của tổ nòng cốt thứ 8, bên trong là nơi ở của mấy người đội viên chính thức Mã Thượng Chí. Vì thân phận của Diệp Phàm bị giới hạn trong vài vị lãnh đạo của tổ nòng cốt số 8 biết được. Chính là Mã Thượng Chí, chính ủy Tần Đại Hòa vùng với ba vị phó sư trưởng khác. Đương nhiên, quân đoàn trưởng tập đoàn quân thứ 2 quân khu lĩnh Nam cũng không nằm ngoài số đó. Báo săn có ba đoàn, ba vị đoàn trưởng đều là thành viên chính thức của tổ, đoàn trưởng đoàn 1 Mai Diệp Thu, trung đoàn trưởng trung đoàn số 2 Tống Sư Kiệt, đoàn trưởng đoàn thứ 3 Tề Thiên. Mai Diệp Thu vì đã được phê chuẩn chuyển nghe, cho nên, Mai Diệp Thu đã rời báo săn, đến tỉnh Nam Phúc nhậm chức. Tề Thiên và Tống Sư Kiệt đều được gọi vào phòng họp tuyệt mật, cùng bốn vị lãnh đạo ngồi ở ghế, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm bức tường đối diện. Cửa chính của phòng họp mở ra, có Trương Cường đi cùng tướng quân Cố Toàn, tướng quân Đới Thành vững vàng bước vào. Mã Thượng Chí lập tức hô. Đứng dậy, cúi chào. Dập một tiếng, toàn thể tướng quân đứng dậy, hô. Thủ trưởng khỏe. Kỳ lạ là trung tướng Cố Toàn không nói gì mà nghiêng mình. Tướng quân Đới Thành cũng chuyển qua bên kia, ở giữa một thiếu tượng đội mũ kepi đang chậm rãi bỏ mũ ra. Diệp Phàm xuất hiện, mắt Mã Thượng Chí mở to hết cỡ, da mặt cơ giật mạnh. Khuôn mặt nghiêm túc lập tức trở nên tái nhợt như tờ giấy. Diệp Phàm không nói gì, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mã Thượng Chí.
Các đồng chí khác cho dù rất kinh ngạc, nhưng cũng chưa lên tiếng. Bởi vì trường hợp kỳ lạ chắc chắn có vấn đề. Bởi vì lãnh đạo tối cao ở đây cố toàn không lên tiếng, cho nên tất cả mọi người đều giống nhau. Khóe miệng Mã Thượng Chí co giật càng ngày càng rõ ràng, vẻ mặt run sợ như trúng gió. Các đồng chí ở đây cũng chú ý đến việc này, tuy nhiên, mọi người đều mắt nhắm mắt mở, nhưng chăm chú nhìn Diệp Phàm và Mã Thượng Chí. Diệp Phàm bước từng bước về phía Mã Thượng Chí. Giết! Một tiếng hét chói tai vang lên, Mã Thượng Chí rốt cục không chịu nổi uy nghiêm thật lớn của Diệp Phàm, ngồi lên ghế đại diện cho thủ trưởng tối cao của báo săn. Cả người giống như người bệnh trúng gió, đầu hơi buông xuống, hai mắt đăm đăm như sốt. Tôi biết, điều nên đến sẽ phải đến, đây là báo ứng. Ông trời, sao ông bất công đối với Mã Thượng Chí tôi như vậy? Đã sinh du, sao lại sinh sáng? Mã Thượng Chí đột nhiên hét to một tiếng. Anh cũng xứng để so sánh với Chu Công trong Tam Quốc, hừ. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng. Bụp, một khẩu súng được để trước mặt Mã Thượng Chí. Tôi cho anh cơ hội quyết đấu công bằng, anh rút súng tôi dùng đao, ai chết dưới tay ai không cần oán trách người khác. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Tư lệnh Diệp, không thể. Cố Toàn vội vàng bước lên trước muốn ngăn cản, tuy nhiên, chậm rồi, Mã Thượng Chí đã nhanh chóng cầm lấy súng lên đạn. Tề Thiên, Trương Cường và Đới Thành toàn bộ đưa mắt về phái Mã Thượng Chí. Bùm! Một tiếng súng ròng tan vang lên, hội nghị ồn ào thật lâu. Bùm! Một tiếng nổ nữa, súng lục đen xì từ tay Mã Thượng Chí rơi xuống đất. Cùng tiếng vang cả người Mã Thượng Chí ngã ngửa, chỗ ngực đỏ thẫm máu tươi. Xin cậu đừng làm khó người nhà tôi, bọn họ hoàn toàn không biết chuyện gì, đó là thỉnh cầu cuối cùng của tôi. Cả đời này, sai lầm một lần rồi, chỉ sai lầm một lần, ôi! Mã Thượng Chí nói xong những lời này thở dài một tiếng, trừng ánh mắt đi. Mã Thượng Chí cầm lấy súng không phải bắt về phía Diệp Phàm mà bắn vào ngực mình. Hơn nữa, tính rất chuẩn, sau khi trúng đạn còn có thể nói mấy câu nữa, thật sự là cao thủ dùng súng. Tuy nhiên, y không may gặp khắc tinh là Diệp Phàm. Phòng họp lại yên lặng, toàn bộ ngơ ngác nhìn thi thể Mã Thượng Chí cũng chưa lên tiếng. Trước đây một thời gian, báo săn chúng ta phạm một tội lỗi không thể tha thứ. Đồng chí Diệp Phàm. Đới Thành đau đớn kể rõ về hành vi phạm tội của Mã Thượng Chí. Khốn khiếp, mẹ nó. Tề Thiên và Trương Cường đồng thời quát, mắng một lời thô tục. Mà mấy người Tần Đại Hào và Lưu Hạo bằng như gà gỗ, ngơ ngác nhìn thi thể Mã Thượng Chí, không nói nên lời nào. Bọn họ nhìn Diệp Phàm ánh mắt là sự sợ hãi. Hai đội viên tiến vào, đưa xác Mã Thượng Chí ra ngoài, rửa sàn nhà, thay toàn bộ ghế. Thông báo nhân sự của Tổng bộ. Tổng bộ Bắc Kinh đề cử, quân ủy bàn bạc, thông qua hội nghị thường vụ bộ chính trị thảo luận, quyết định bổ nhiệm có chữ ký của chủ tịch. Bổ nhiệm nguyên phó tư lệnh tổ nòng cốt số 8 đồng chí Diệp Phàm chính thức thành đại soái, quân hàm thiếu tướng không thay đổi. Chỉ huy tổ nòng cốt thứ 8 và lực lượng quân đội báo săn, trong tình huống khẩn cấp dưới sự đồng ý của quân ủy có thể điều động tập đoàn quân thứ 2 tuy nhiên để bảo vệ. Chủ tịch đã trao tặng riêng đồng chí Diệp Phàm thẻ bạch kim đặc biệt. Hy vọng các đồng chí ở tổ số 8 có thể đoàn kết lấy đồng chí lãnh đạo Diệp Phàm làm trung tâm. Đoàn kết hướng về phía trước, dũng cảm tiến tới, vì sự nghiệp bảo vệ đất nước. Cố Toàn nói, Diệp Phàm ngồi lên vị trí đại soái của tổ nòng cốt số 8. Chương 1398, thanh trừ Mã Hệ. Sau đó, Diệp Phàm đọc quyết định bổ nhiệm của Tổng bộ, thăng quân hàm Trương Cường lên đại tá, bổ nhiệm Trương Cường phó sư đoàn trưởng thường trực. Ngày thường giải quyết toàn bộ công việc của báo săn. Tề Thiên và Tông Sư Kiệt thăng quân hàm thượng tá, Tề Thiên đề bạt tham mưu trưởng báo săn, hai người một được đề bạt trung đoàn trưởng trung đoàn số 1 và trung đoàn trưởng trung đoàn số 2. Trung đoàn số 3 tạm thời chưa bổ nhiệm người, phó trung đoàn trưởng quản lý tạm thời. Trương Cường ánh mắt vui mừng bất ngờ chợt lóe lên rồi biến mất, lập tức đứng nghiêm, vẻ mặt nghiêm túc. Tề Thiên thì không thể giả bộ trang nghiêm được như Trương Cường. Trên mặt lộ ra tia tươi cười đắc ý, chỉ có điều không dám cất tiếng cười to, đến mức khó chịu. Tiếp đó, Diệp Phàm triệu tập hội nghị bộ máy tổ nòng cốt số 8. Sắp xếp Trương Cường xử lý tốt thành viên sau sự kiện Mã Thượng Chí. Sắp xếp nhân sự bí mật điều tra rõ Thường Xuân ở Đào Nguyên Sơn Trang. Tăng cường điều tra rõ hội Hồng Á Đao Lưu, tăng số người theo dõi núi Sương Bối ở Việt Đông. Cuối cùng mọi người dự một bữa tiệc thăng chức đơn giản.
Buổi sáng ngày hôm sau, Trương Cường đến báo cáo công việc. Người của Mã Thượng Chí đã dọn dẹp xong, chỉ có điều vì thế, cao thủ nhị tam đẳng của báo săn chúng ta lập tức phải ra đi gần 30 người. Nhân viên khan hiếm, phải gia tăng chiêu mộ các thủ ở các nơi một lần nữa. Nhân tài khó tìm, việc này cậu cố gắng làm. Diệp Phàm gật gật đầu. Đại soái, cố gắng làm là đúng. Tuy nhiên không có nơi đến. Mọi gia tộc lớn đều có đệ tử nhị tam đẳng, nhưng lần trước chúng ta đã cướp đoạt một lần. Lần đó gia tộc còn có ý kiến, nói chúng ta chiêu mộ quân hơi giống bắt lính trong xã hội cũ, ảnh hưởng không tốt. Lần này nếu lại đi, bọn họ không nhiều lắm lại lấy đi vài cái, có thể làm cho họ phản ứng mãnh liệt. Người của những gia tộc này trong đất nước rộng lớn của chúng ta không phải chiếm đa số. Nhưng bọn họ khống chế tài nguyên cũng vượt qua tổng số 1 tỷ dân. Hơn nữa, những gia tộc có trình độ này đều có chút hút mắc, giống như nhà họ Đỗ ở Phổ Hải có phó thủ trưởng theo dõi sát sao. Báo săn chúng ta cơ bản là không có biện pháp ra tay. Mà nhà họ Phí ở Bắc Kinh lại có Phí Nhất Hoàn là một trong 9 lãnh đạo tối cao của đất nước nhìn chằm chằm, chúng ta chẳng lẽ có thể ép người của nhà họ Phí nhập ngũ, phiền toái. Trương Cường thật sự nhăn mày, vẻ mặt buồn bực. Không nhà nào không biết củi gạo quý, ngay cả tuyển người cũng lạc lên đầu chúng ta. Thật đúng là có chút phiền phức, bọn họ nói giống như bắt lính cũng có lý, nói cũng đúng. Diệp Phàm thản nhiên nói xong, nghĩ thoáng qua trong đầu. Diệp soái, còn nữa, Mã Thượng Chí đã đến lục đẳng cao thủ, y chết khiến cho tổ nòng cốt số 8 chúng ta mất đi một người có năng lực. Cho nên, về thành viên chính thức có phải là nên bổ sung thêm nhân sự? Cao thủ ngũ đẳng càng khó tìm, trên cơ bản những gia tộc lớn cũng không có máy. Không cần nói bọn họ, chính võ đang thiếu lâm và các môn phái lớn hiện giờ cũng là nhân tài suy tàn, không có người. Trương Cường còn nói thêm, nhà giam Việt Đông thật ra có một vị, thân thủ ngũ đẳng, có thể xem xét chuyển y sang phục vụ đất nước. Diệp Phàm nghĩ đến thang lang của tập đoàn Dương Điền, người này có thân thủ ngũ đẳng, vẫn là đệ tử thiếu lâm. Tuy nói lúc đó có phạm vào chút tội, nhưng cũng không giết người. Thật ra có thể phục vụ đất nước. Người đó là ai? Trương Cường hứng thú, chỉ cần là cao thủ, đồng ý phục vụ đất nước. Không cần nói làm bị thương vài người, chính là tội giết người cũng có thể bàn bạc. Thang lang. Diệp Phàm nói qua tình hình một lần. Ngày mai tôi bảo Tề Thiên đến Việt Đông làm công tác thuyết phục, tin tưởng so sánh với tự do thang lang hẳn là sẽ lựa chọn phục vụ đất nước. Trên mặt Trương Cường cuối cùng cũng lộ ra tia cười. Hẳn là như thế, nếu y không chịu đi ra, so với mười mấy năm trong ngục thì cái nào có lợi hơn. Hơn nữa. Các cậu có thể cho y một chút điều kiện mở để y động lòng ví dụ như từ từ sắp xếp công việc tốt cho người nhà y, ha ha. Tin tưởng không cần tôi dạy, các cậu đã làm từ trước rồi. Diệp Phàm cười nói. Ha ha. Trương Cường cũng cười một tiếng, hiểu ra. Nhìn Diệp Phàm có vẻ muốn nói nhưng lại thôi. Có chuyện gì, nói chuyện cứ nói thẳng. Cậu sẽ không càng ngày càng thàn bà chứ. Diệp Phàm hừ một tiếng. Việc này, thải soái. Tôi thấy Trần Quân rất khá, Trần Lão đã già rồi thì thôi, nhưng Trần Quân đang tuổi lớn, hình như có thân thủ ngũ đẳng, so với thân thủ của tôi còn mạnh hơn một ít. Trương Cường cười gượng, ấp a ấp úng cuối cùng cũng nói ra được những lời này. Diệp Phàm thiếu chút nữa đánh hắn một cái bạt tai, mắng. Cậu lợi hại thật, đào ở góc tường không ngờ đào đến tôi, không muốn sống nữa phải không? Việc này, đại soái là thủ trưởng tối cao của tổ nòng cốt số 8 chúng tôi. Khi tổ số 8 gặp nạn có phải là quảng cáo dùm beng một chút phong cách đại soái? Và lại năng lực của Trần Quân phục vụ đất nước là phúc của y. Đại soái còn giữ y làm gì? Có toàn bộ chúng ta ở tổ số 8, đại soái muốn dùng ai chỉ cần nói một câu không cần làm. Trương Cường nghiêm mặt nói. Việc này không cần phải nói, Trần Quân tôi đã có sắp xếp, y không thể nhập ngũ. Cậu nghĩ cách đến các gia tộc khác. Diệp Phàm khoát tay giọng quyết định. Đại soái, Trần Quân có thể không nhập ngũ. Tuy nhiên, đại soái dù sao cũng phải chọn một nhân tài cho tổ nòng cốt số 8 đúng không? Trương Cường không ngờ xấu tính, Diệp Phàm hết chỗ nói, chỉ vào Trương Cường nói. Cậu, đây chính là ép cung cậu biết không? Mất công tôi để bà trọng dụng cậu, không ngờ nuôi dưỡng sói mắt trắng. Vì đất nước tôi không từ thủ đoạn, nhưng chuyện làm tổn thương anh tôi tuyệt đối không làm. Tôi một con chó trung thành của Diệp soái. Không phải người xấu. Trương Cường không ngờ bướng bỉnh. Thôi vậy,
Thôi vậy, sợ cậu rồi. Tôi đi hỏi thăm một chút, xem chỗ nào thích hợp để chọn người. Lại chọn toàn bộ ngũ đẳng cao thủ vào tổ nòng cốt số 8. Cậu nữa, tôi coi như là ăn xong cậu, không ngờ còn uy hiếp lãnh đạo, như thế này là thế nào? Diệp Phàm vừa bực mình vừa buồn cười, nói. Trương Cường, đừng nó là chó. Ở đây tôi là lãnh đạo của cậu nhưng về cá nhân, tất cả mọi người là bạn bè có phải không? Cậu phải nhớ kỹ điều này. Tôi hiểu rồi, cảm ơn đại soái quan tâm. Trương Cường đứng nghiêm, chào theo nghi thức quân đội rồi đi. Trở lại ban tổ chức cán bộ Việt Đông đi làm đã 3 tháng. May mắn tổ đặc nhiệm A đã có cách xin nghỉ phép, cũng không làm cho ai nghi ngờ. Ngày 2 tháng 3 năm 2001 đúng vào thứ Sáu, Diệp Phàm đến chỗ trưởng ban cổ. Lần này hỗ trợ ủy ban kỷ luật phá án có thuận lợi không? Cổ Hoài mỉm cười hỏi. Cũng được, coi như là tốt đẹp đi. Diệp Phàm gật gật đầu, nhìn co một cái nói. Đầu tiên đã bị gọi đi, sang năm mới muốn đến nhà trưởng ban cổ chúc Tết cũng chưa có thời gian. Hiện tại cho phép được chúc anh. Cây to đón gió to, ha ha, thảm án 88 làm cho cậu thành anh hùng phá án. Cho nên, nhà nước có hồ sơ khi cần đều điều động cậu đi. Tuy rằng hiện tại cậu đã làm công tác tổ chức, nhưng quầng sáng trước kia của cậu không thể đánh tan. Tuy nhiên, đây cũng là đất nước và lãnh đạo cấp trên coi trọng cậu, chỉ cần làm tốt, cơ hội không phải càng nhiều sao. Ban đầu cậu vừa trở về, cần phải cho cậu nghỉ ngơi vài ngày. Tuy nhiên, gần đây phòng cậu nhiều việc, đành phải cần cậu. Cổ Hoài thản nhiên nói, cũng có vẻ hơi thân thiết, khiến Diệp Phàm hoài nghi có phải hôm nay Cổ Hoài uống nhầm thuốc không. Cảm ơn trưởng ban quan tâm, tôi vẫn làm được, không có việc gì. Diệp Phàm tỏ vẻ cảm tạ. Phòng cán bộ 3 là phòng sát hạch cán bộ cấp phó giám đốc sở chuyên môn thành phố cấp 3, đối tượng so với cán bộ chung quanh cũng liên quan về trường học và đơn vị sự nghiệp. Cậu chuẩn bị trước một chút, hôm nay thứ 6 tuần tới đi xuống, đến 3 thành phố cấp 3 Ngư Đồng, Triều Châu và Cổ Đình kiểm tra một vòng. Công việc cụ thể cậu tìm trưởng ban Phượng để y có sắp xếp. Cổ Hoài nói. Sẽ không phải là nhân sự 3 địa phương này biến động mạnh chứ. Diệp Phàm vừa nghĩ vừa đi đến phòng của Phượng Quốc Hưng. Đến, đến, ngồi đi. Diệp Phàm vừa mới bước vào văn phòng Phượng Quốc Hưng, y nhiệt tình tiếp đón. Trưởng ban Phượng, cho tôi chúc sức khỏe anh. Lễ mừng năm mới vì công việc không thể phân thân, ngại quá. Diệp Phàm cười nói. Nói chi vậy, cậu là do Ủy ban Kỷ luật Trung ương gọi đi hỗ trợ phá án. Là vinh hạnh của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Định đến nhà cậu thăm hai bác một chút, nhưng không làm được, mọi người không có cách nào tìm cậu. Sau khi nghe ngóng mới biết được Ủy ban Kỷ luật Trung ương tạm thời điều đi rồi, ha ha. Phượng Quốc Hưng vẻ mặt thân thiết cười. Trong lòng Diệp Phàm giật mình, cảm thấy mọi người đều nghĩ hắn được lãnh đạo Ủy ban Kỷ luật Trung ương chú ý cho nên, lập tức thân thiết. Ông nội Phượng Quốc Hưng Phượng Bảo Sơn vì bệnh tình vô cùng nghiêm trọng không thể đảm nhiệm công việc đất nước, cho nên đề xuất về hưu, đã phê chuẩn. Tuy nhiên, vì hết nhiệm kỳ năm 2002 còn hơn một năm nữa. Cho nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy ban Kỷ luật Trung ương Phí Nhất Hoàn tạm thời thay thế công tác thường trực, tiếp nhận công việc và quản lý Ủy ban Kỷ luật. Người đi trà lạnh, Phượng Quốc Hưng cũng biết rõ điểm này. Quan trọng nhất là bệnh tình của Phượng Bảo Sơn vô cùng nghiêm trọng, cây cột chống trời của nhà họ Phượng đã ngã, Phượng Quốc Hưng còn có thể kiêu ngạo bao nhiêu. Đối với một ngôi sao mới nổi như Diệp Phàm, Phượng Quốc Hưng cũng không thể coi thường như trước. Đây có lẽ cũng là một trong những nguyên nhân làm Cổ Hoài thay đổi thái độ. Trưởng ban Phượng, trưởng ban Cổ bảo tôi đi kiểm tra 3 thành phố cấp 3 Ngư Đồng, Triều Châu và Cổ Đình. Nói là anh có công việc cụ thể dặn dò. Diệp Phàm chuyển vào chủ đề chính. Ừ, cậu đi hỗ trợ phá án không biết, từ cuối năm trước, đồng chí Lưu Chí Hòa ở địa ủy Cổ Đình đã nằm trên giường gần nửa năm. Theo chuẩn đoán của bác sĩ là bị trúng gió, không có khả năng khôi phục hoàn toàn. Lưu Chí Hòa cả đời công tác vì dân, gần già lại bị bệnh này, thật sự là đáng tiếc. Mà hai thành phố Ngư Đồng và Triều Châu cũng phải điều chỉnh một số cán bộ. Ý của ban là cậu đi xuống trước một lần, nghe phản ứng trước. Bí mật làm công tác thăm dò, làm bước đệm cho việc tuyển người của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Phượng Quốc Hưng nói. Được, thứ hai tôi sẽ xuống, Diệp Phàm gật đầu. Buổi tối, một tổ điều tra đặc biệt được thành lập trong một ngôi nhà dân ở thành phố Việt Châu. Chương 1399,
theo dõi Vu Thăng. Tổ điều tra có tổ trưởng Diệp Phàm, đặc phái viên của Thủ tướng Trần Hằng Phong, đặc phái viên báo săn Tề Thiên, phó giám đốc sở giám sát Túc Nhất Tiêu, đại căn cứ Hùng Sơn ở Ngư Đồng cử thượng tá Mã Hán. Đồng chí Vương Triều vì có vụ án quan trọng cho nên vắng họp. Mà người mới gia nhập là giám đốc sở an ninh quốc gia Khổng Đông Vọng. Các đồng chí, hôm nay có mặt ở văn phòng đơn sơ này tất cả đều là tinh anh của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Có Trần Hằng Phong đặc phái viên của Thủ tướng, có đặc phái viên của báo săn tham mưu trưởng Tề Thiên. Chúng ta mang trọng trách nặng nề trên vai. Thảm án ở Việt Đông đã phá xong nhưng sau đó còn rất nhiều điểm đáng ngờ. Vừa rồi mọi người đều có tài liệu, tôi nghĩ mọi người hiểu được một chút. Đó là tập đoàn Dương Điền có vấn đề quan trọng, mà lại liên quan đến bí mật trong hang của núi Sương Bối. Cho nên, gọi riêng giám đốc sở an ninh quốc gia Khổng Đông Vọng và thượng tá Mã Hán của căn cứ Hùng Sơn đến. Tiếp theo các vị biết cái gì thì nói cái đó, cố gắng kể lại tỉ mỉ một chút, chúng ta phải tranh thủ trong nửa năm kết thúc thảm án 88. Cho nhân dân Việt Đông và nhân dân cả nước một lời giải thích. Còn về bí mật của núi Sương Bối, chỉ có thể theo dõi chặt chẽ, tùy cơ ứng biến. Chúng ta phải có kiên nhẫn, nhiều việc nhỏ, mỗi đồng chí đều phải xốc lại tinh thần hoàn toàn. Diệp Phàm nghiêm túc dặn dò. Hoạt động của tập đoàn Dương Điền gần đây đều do tôi theo dõi từ sau khi quản phi bị thương trở về coi như là rất thành thật. Căn bản là không có biểu hiện gì khác thường. Tào Dục cũng rất quy củ. Dương Điền ngoài một số hoạt động buôn bán quặng ngọc thạch và một số hoạt động buôn bán bình thường khác cũng không có biểu hiện gì lạ. Kỳ lạ chính là điều hóa thạch kia không có một chút manh mối nào. Chẳng lẽ tập đoàn Dương Điền kia gần đây ngừng tìm kiếm, hay là bọn họ đã tìm xong rồi? Túc Nhất Tiêu nói. Thảm án 88 rắc rối phức tạp, trí dã hành tung bí ẩn. Căn bản là khó tìm một người như vậy, y giống một âm hồn. Trần Hằng Phong nhăn mặt. Vậy theo dõi Vu Thăng. Tề Thiên lạnh lùng hừ nói. Theo dõi Vu Thăng nói dễ hơn làm. Người ta thân phận như thế nào, đường đường tư lệnh quân khu tỉnh Việt Đông, thiếu tướng, là một trong những lãnh đạo cấp cao của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Nếu thảm án 88 thật sự do y bày ra, thì lòng y khó lường. Chúng ta theo dõi y, không khác nào nói cho y chúng ta đang điều tra y. Tôi sợ y chó cùng rứt dậu, tiêu hủy toàn bộ chứng cứ, cuối cùng không điều tra ra cái gì. Trần Hằng Phong vẻ mặt lo lắng nói. Ừ, sức ảnh hưởng của Vu Thăng ở Việt Đông chúng ta quá lớn. Nếu bảo các đồng chí an ninh quốc gia đi theo dõi y, phương pháp này y càng quen thuộc. Hạ mệnh lệnh dễ dàng, nhưng sự thật thì khác khó, chỉ sợ rút dây động rừng. Khổng Đông Vọng trong lòng cả kinh, miệng nói. Anh ta vừa biết tin tức này, đương nhiên khiếp sợ tột đỉnh. Quan trọng nhất chính là tung tích trí dã không rõ. Người này thân thủ rất cao. Nếu chúng ta theo dõi Vu Thăng, chỉ sợ người này sẽ ở một nơi bí mật theo dõi. Diệp Phàm khoát tay áo nói, trầm ngâm trong chốc lát nói. Việc này giao cho Tề Thiên của báo săn theo dõi, tin tưởng người xuất sắc chưa chắc làm cho Vu Thăng phát hiện. Trước mắt chỉ có một cách này, chí dã nếu có liên hệ với Vu Thăng chúng ta theo dõi có thể phát hiện điểm này. Cũng tốt, báo săn là quân đội, bọn họ ra mặt cũng có độ mạnh yếu một ít. Khổng Đông Vọng nói. Nhìn Diệp Phàm một cái nói. Rõ ràng an ninh quốc gia chúng tôi theo dõi núi Sương Bối và khai thác mỏ của Dương Điền. Được, hai chuyện này liền giao cho các anh. Núi Sương Bối có bộ đội người của báo săn, an ninh quốc gia các anh cùng với đồng chí Mã Hán của Hùng Sơn phối hợp với bọn họ. Diệp Phàm giải thích. Nghe nói quản nhất mình có khả năng thăng chức. Lúc này Túc Nhất Tiêu đột nhiên nói ra một bí mật. Thăng chức, quản nhất mình ở tỉnh đã ngồi một trong ba chiếc ghế quan trọng. Nếu thăng chức nữa ít nhất cũng phải là chủ tịch tỉnh. Đồng chí Túc Nhất Tiêu, tin tức này của cậu có đáng tin cậy không? Trong lòng Diệp Phàm cũng chấn động, hỏi. Có 5 phần khả năng, được truyền có bài bản hẳn hoi. Việc này, tốt nhất để tổ trưởng Diệp thông qua ban tổ chức cán bộ trung ương bí mật hỏi một chút. Túc Nhất Tiêu nói. Ừ, tôi hỏi một chút. Diệp Phàm cũng không trốn tránh. Lập tức lấy điện thoại ra gọi cho phó trưởng ban tổ chức cán bộ Ninh Chí Hòa. Trưởng ban Ninh, chào ông, tôi là Diệp Phàm, cho phép được chúc sức khỏe ông. Diệp Phàm chào hỏi. Tiểu Diệp, ha ha, chúc mừng năm mới. Ninh Chí Hòa thân thiết cười nói. Quay người cũng cười nói. Ngày hôm qua Điệp Vũ còn nhắc vài câu đến cậu, thế nào, lễ mừng năm mới cũng không đến một chuyến. Ôi, bị giữ đóng đinh.
Diệp Phàm thở dài. Bắt lính, thế thì sang năm mới đủ vất vả. Ninh Chí Hòa cũng không hỏi vì sao, cười cười. Trưởng ban Ninh, gần đây bộ máy tỉnh ủy Việt Đông, ha ha. Diệp Phàm cười nói. Bộ máy tỉnh Việt Đông các cậu vẫn khá vững vàng, tuy nhiên, có đồng chí cá biệt sẽ điều chỉnh một chút. Trước mắt có mấy tỉnh thiếu, phỏng chừng sẽ điều chỉnh vài vị trí chủ tịch tỉnh, ví dụ như tỉnh Nam Phúc. Ninh Chí Hòa nói, cũng là không giấu giếm. Biết mình gọi đến chính là muốn nghe tin tức này, còn nói thêm. Sao, chẳng lẽ cậu có bạn bè muốn tranh thủ? Ghế chủ tịch trống, không biết đồng chí Tề Chấn Đào của tỉnh Nam Phúc có phải có hy vọng không? Diệp Phàm nhỏ giọng hỏi. Tuy nhiên Tề Thiên ngồi bên cạnh Diệp Phàm, cũng nghe trộm được, lập tức tinh thần hoạt bát hẳn lên. Ha ha, tốt lắm, cứ như vậy. Ninh Chí Hòa không đáp, cúp điện thoại, làm Diệp Phàm không hiểu ra sao. Không biết cáo giả này có ý gì, tuy nhiên, suy nghĩ trong chốc lát, cảm thấy Tề Chấn Đào phỏng chừng hy vọng không nhiều. Nếu không, chuyện tốt như vậy, Ninh Chí Hòa hẳn sẽ cho mình một chút tin tức trước. Tuy chỉ là một tin tức nhưng là tin tức hữu ích. Xem ra quản nhất mình có lẽ thật sự có khả năng điều chuyển đến địa phương khác đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh. Sau khi buông điện thoại Diệp Phàm nói. Việc này đã chắc chắn, nếu để một sâu mọt như vậy thượng vị mới bắt thì phiền toái. Trần Hằng Phong hừ lạnh nói, có chút nóng này. Giải quyết tận gốc. Diệp Phàm cắn răng hừ nói. Làm thế nào? Tề Thiên không kìm nổi hỏi, mọi người đều chú ý đến việc này. Nghe nói Quản Phi là con riêng của Quản Nhất Minh, chúng ta đem thân thích của y làm tới. Diệp Phàm nói. Giám định thân nhân. Túc Nhất Tiêu thốt ra. Nói rất hay, giám định thân nhân. Bằng chứng như núi, xem Quản Nhất Minh làm thế nào thăng chức. Tuy nhiên, việc này căn bản không thể ngăn cản Quản Nhất Minh thăng chức. Điều này có chút lông bông như chuyện trẻ con. Lúc đó Quản Nhất Minh chưa kết hôn sinh con riêng là bình thường, làm náo động là gây rèm pha thôi. Diệp Phàm chợt lắc đầu, nhìn mọi người một cái, giải thích. Bất luận thế nào, giám định trước rồi nói sau. Còn chứng cứ có thật hay không bàn sau. Được, tôi làm cũng khá thích hợp. Dù sao ở Việt Đông cũng không ai quen tôi, chuyện Quản Nhất Minh có con hẳn phải làm. Bệnh viện hẳn là còn lưu lại cái gì? Trần Hằng Phong cười nói. Ngày hôm sau là thứ sáu, Diệp Phàm cũng không được thoải mái. Định đưa Kiều Viên Viên đau khổ đi dạo. Đương nhiên đau khổ cũng phải thêm ngoặc kép, đau nhưng vui sướng. Tuy nhiên, đáng tiếc chính là Kiều Viên Viên nói trường học phải tham gia đại hội thi đấu nhảy múa, cô là giáo viên âm nhạc cũng phải đàn cho nên, nói Diệp Phàm tùy tiện ra đường kéo một người đi dạo cùng là được. Anh đi thật. Đến lúc đó em đừng bảo anh ba đạo. Diệp Phàm cười gượng. Anh có bản lĩnh đi kéo, em nhắm mắt mặc kệ. Anh là lãnh đạo, ai quản được anh, hừ hừ. Kiều Viên Viên hừ hai tiếng, đột nhiên nói. Lần trước đi Hàn Quốc, nghe nói Thiên Kim tiểu thư nhà họ Mai thân thiết với anh, hai người vui vẻ, đừng cho là em ở Bắc Kinh không biết. Chuyện đó không phải đã nói cùng em, chuyện từ năm trước em lại lôi ra. Diệp Phàm lập tức trợn tròn mắt. Này có liên quan gì đến năm trước, có phải Mai Diệp Thu thích anh? Kiều Viên Viên hừ nói. Đừng nói lung tung, Viên Viên thật ra, Thiên Kim nhà họ Mai là có người khác anh chỉ là bóng đèn lớn, ngày hôm đó rất thảm. Diệp Phàm kêu khổ nói. Có người, ai, lừa em cũng không phải, anh nói cho em đi, em sẽ lắng nghe. Kiều Viên Viên chăm chú lắng nghe, Kiều Viên Viên căn bản là không tin. Ha ha, điều này em sẽ không biết. Tôi sẽ làm ông Mai. Diệp Phàm cảm thấy nhất thời thắt lưng rất thẳng. Thầm nói may mà Tề Thiên giúp mình, nếu không. Ông Mai, anh làm ông Mai, cười chết mất. Đường đường siêu sao Diệp Phàm đi làm ông Mai. Kiều Viên Viên cười khanh khách giống như gà mái đẻ trứng. Là nhà ai có khả năng mời anh làm ông Mai, không phải là cô bé Phượng xuất giá chứ. Không phải cô, Mai Diệp Thu cùng Tề Thiên, việc này vốn Tết âm lịch đi làm. Nhà họ Tề nhờ anh đi thưa chuyện, tuy nhiên, gần đây bận làm lỡ, hôm nay em nhắc đến mới nhớ ra, anh phải hỏi chú Tề đã. Nếu không, ai được gậy? Diệp Phàm trong lòng cả kinh, quả thực đã quên chuyện đại sự nhà họ Tề nhờ. Tề Thiên cùng Mai Diệp Thu, không tồi, rất xứng đôi. Kiều Viên Viên lập tức thả lỏng, cười nói. Không nói nữa, anh gọi cho chú Tề đã. Diệp Phàm nói xong cúp điện thoại, lập tức gọi đến cho Tề Thiên hỏi. Người anh em,
chuyện cậu cùng Diệp Thu như thế nào? Việc này, cũng không tệ lắm, vững vàng tiến lên. Tề Thiên đắc ý cười. Tiến lên đến mức nào, ví dụ như sờ soạng chưa, hôn chưa, hay là lên giường chưa? Diệp Phàm hỏi. Lên giường, mạng nhỏ của em còn muốn giữ. Tề Thiên nói. Ha ha, xem ra đồng chí Tề Thiên cũng không được tốt lắm. Một người con gái không ngờ không bắt được. Diệp Phàm châm chọc nói. Ai nói, tôi. Tề Thiên nghẹn họng, ngừng một chút nói. Nụ hôn đầu tiên là em đoạt, thế nào lão đại, tốc độ này không chậm chứ? Không tồi, có tiến bộ. Diệp Phàm khen. Chuyện lão Mai các cậu làm xong chưa? Làm cái gì, ông Mai anh chưa lên tiếng, chúng tôi lo lắng suông cũng không được. Lần trước anh mất tích, sau lại biết anh bị thương, chúng tôi không dám nhắc chuyện này. Đều là lão Mã kia cản chuyện tốt của tôi, mẹ nó. Nếu không chết bố rút ra làm chống đập. Tề Thiên nói. Cha cậu có ý gì? Diệp Phàm hỏi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1400, đến nhà họ Mai làm mối. Cha em vẻ ngoài bình tĩnh, không thể hiện gì, về nhà uống rượu giải sầu, xem ra vội muốn chết. Nghe nói chuyện phí Mã Thiên đã quyết định xuống dưới. Tỉnh ủy Nam Phúc có phải không? Diệp Phàm hỏi. Ừ, 80% khả năng. Việc này ai có thể bỏ qua y, phí Nhất Hoàn đường đường là lãnh đạo quốc gia. Em trai y ai có thể tranh giành với y, đây không phải tìm chỗ ra. Tề Thiên giọng có chút chua xót, có thể nghe thấy trong điện thoại. Không phải là chưa quyết định chính thức sao? Diệp Phàm nói. Quyết định chính thức, còn nói thể được sao? Năm mới lục đại đã họp. Không phải là thành sao. Thể chế cán bộ của chúng ta, đều là tiến lên, không ai lui về phía sau. Trừ anh phạm tội hoặc bị đối thủ ám hại. Tề Thiên nói. Diệp Phàm gật gật đầu. Chủ tịch tỉnh Nam Phúc không phải là chống sao. Chống cái rắm, ở nước ta muốn làm chủ tịch tỉnh không đến 500 cũng có 50 người. Tề Thiên mắng một câu, nói sang chuyện khác. Nghe nói Quản Nhất Minh liền có khả năng đến tỉnh Nam Phúc đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh. Người cạnh tranh cho hắn tiếng nói khá lớn. Lão Quản tìm được ông chủ tốt. Diệp Phàm trong lòng cả kinh hỏi. Lão này rất may mắn, hình như chiếm được sự ưu ái của Phó Thủ tướng Nguyệt Linh. Tề Thiên chua xót 10 phần, nói, cảm thấy Lão Quản đoạt vị trí của cha cậu ta. Không phải nghe nói Phượng Bảo Sơn muốn đẩy Phó của Nam Phúc thăng chức, quân Nguyệt Linh hẳn là không dám chạm vào râu hùm của Phượng Lão ở Ủy ban kỷ luật kia chứ, tuy nói là y đã nghỉ. Diệp Phàm có chút kinh ngạc. Một lão già gần chết thì có uy lực gì, tuy nhiên, nghe nói lần này chuyện Nam Phúc đang trong cuộc đua, thái độ của Phượng lão không rõ ràng, chỉ an tâm an dưỡng ở bệnh viện. Tề Thiên ngược lại biết rất nhiều. Việc này thật sự có chút lạ, chẳng lẽ Quản Nhất Minh cấu kết với nhà họ Đỗ ở Phổ Hải. Diệp Phàm hừ nói. Đúng rồi, đại ca không nói đến em không nghĩ ra. Theo tin tức theo dõi. Quản Phi từng đến thành phố Phổ Hải chỉ để chào hội trưởng Đỗ Tử Nguyệt. Nghe nói tập đoàn Dương Điền đang cùng tập đoàn Đỗ Thị đàm phán cái gì đó. Có phải Quản Phi dùng tiền đi gõ cửa nhà họ Đỗ, chiếm được sự ưu ái của Phó Thủ tướng quân? Tề Thiên phân tích. Việc này có chút phức tạp, nói vậy hẳn là còn có nguyên nhân khác. Cậu theo dõi chặt chẽ. Diệp Phàm nói. Em sẽ theo dõi. Tề Thiên đáp. Có muốn làm cho chuyện lão Quản thất bại? Diệp Phàm đột nhiên nghiêm túc lên. Tôi sẽ chờ lão đại lên tiếng, mẹ nó, người nào lên chức cũng được nhưng không thể để loại sâu mọt như Quản Nhất Minh lên chức, đó không phải là gây hại lớn sao. Tề Thiên hung hăng nói. Chúng ta lập tức đi Bắc Kinh, tôi đã quyết định làm ông Mai rồi. Cậu hỏi ý kiến của chú Tề một chút, ý ông ấy thế nào? Diệp Phàm nói. Tốt, em lập tức hỏi một chút. Tề Thiên nói xong. Không lâu sau gọi điện thoại đến nói cha cậu rất vui. Tề Thiên cũng đã thông báo cho Mai Diệp Thu, cô đang ở Bắc Kinh. Nói là hai ông trời vừa lúc ở nhà, hình như nghe nói mọi người trong nhà đã trở về để chúc mừng bà nội Ngô Chân Nguyệt một chút. Có phải là chúc thọ không? Diệp Phàm hỏi. Bà nội Diệp Thu Ngô Nguyệt Chân mới 68 tuổi, cũng không phải ngày chính xác, vì Mai Diệp Thu nói không rõ. Diệp Phàm gọi điện thoại cho Mai Phán Nhi, hỏi. Nghe nói nhà em đang chuẩn bị tiệc mừng thọ có phải không? Không phải, mẹ em không đến 70, mọi người trở về lần này chủ yếu là người trong nhà gặp mặt. Mai Phán Nhi nói,
Ha ha, tôi định tối cùng đến chơi, có hoan nghênh không? Diệp Phàm cười gượng một tiếng. Cáo lại đi chúc Tết gà. Mai Phán Nhi hừ một tiếng. Oan cho tôi chưa, tôi là thật tâm đến. Cho dù là không chào đón nhưng tôi là người ngoài cũng không có cách nào. Diệp Phàm nói. Ai nói không chào đón? Anh là sư phụ của Thiên Kiệt, đến thăm nhà hoàn toàn chính đáng. Ban đầu Thiên Kiệt nói phải mời anh nhưng ông cụ cảm thấy đừng nên phiền anh quá, cho nên, mới không mời. Mai Phán Nhi nói rất thực, nói dối cũng phải đạt tiêu chuẩn như vậy. Tiệc lớn của nhà họ Mai không có khả năng mời Diệp Phàm biết, phân lượng của mình rất nhẹ. Vậy thì tôi đến đây, một người đến không có ý nghĩa, nhân tiện mang Tề Thiên đến. Diệp Phàm mặt dày nói. Biết lòng anh không tốt, đây mới là mục đích chính của anh. Mai Phán Nhi không ngờ có chút chua xót. Ha ha, tiện thể thôi. Phán Nhi, em nói một chút, chuyện hai người bọn họ có hy vọng thành không? Diệp Phàm hỏi. Chuyện này, tôi không rõ lắm. Thái độ của Diệp Thu rất mấu chốt, nhưng gia tộc chúng tôi như vậy. Diệp Thu và em nói cũng không có ý nghĩa. Tuy nhiên, các anh có thể thử xem. Mai Phán Nhi nói. Diệp Phàm có vẻ không hài lòng cúp điện thoại. Xem ra, chuyện Tề Thiên cũng không phải tốt giải quyết như vậy, thái độ nhà họ Mai mới quan trọng. Xã hội là như vậy. Từ xã hội nô lệ, đến xã hội phong kiến, đến chủ nghĩa tư bản hoặc là xã hội chủ nghĩa, bất luận thời đại nào cũng không thay đổi. Nhà ai có sức mạnh phải lấy nhà đấy làm chính, một nhà khác chỉ có là yếu thế. Nhà họ Tề tuy nói là gia tộc lớn ở Nam Phúc nhưng so sánh với nhà họ Mai ở Bắc Kinh thì yếu hơn không ít. Cho nên, nếu muốn chuyện của Tề Thiên và Mai Diệp Thu, nhà họ Tề bị đặt vào hoàn cảnh phải nghe thái độ nhà họ. Diệp Phàm đại diện nhà họ Tề đi, phải chuẩn bị tâm lý. Tuy nhiên, ông cụ nhà họ Mai tại vị thời gian không còn dài. Thời kỳ đặc biệt, về lý thuyết, nhà họ Mai càng cần tìm một nhà thông gia có thế mạnh làm đồng minh. Diệp Phàm suy nghĩ một hồ, cảm thấy lần này hành trình đến nhà họ Mai lần này không dễ dàng. Buổi chiều, Diệp Phàm và Tề Thiên đến Bắc Kinh. Nhà họ Mai vì có công ty riêng nên cung thuộc tầng lớp có tiền. Nghe nói tài sản có đến mấy trăm triệu, tất nhiên, sẽ sống ở một nơi xa hoa, cảnh đều hào đình hoa viên ở Bắc Kinh. Cảnh đều hào đình hoa viên là nơi sang trọng giàu có nhất Bắc Kinh, tất cả đều là biệt thự. May mắn có Mai Diệp Thu dẫn đường nếu không, Diệp Phàm và Tề Thiên có đi vào được đến nơi không cũng khó nói. Vẻ mặt Tề Thiên đứng đắn, yên lặng đi phía sau Diệp Phàm. Trong lòng y hẳn bồn chồn lo lắng, Diệp Phàm cũng nhìn thấy, trời đang lạnh nhưng trên trán y có vài giọt mồ hôi. Tâm trạng Mai Diệp Thu khác phức tạp, im lặng đi trước dẫn đường. Dù xe có thể đi thẳng đến biệt thự nhà họ Mai, nhưng Tề Thiên nói muốn nhìn phong cảnh ở đây một chút, đề nghị đi bộ. Diệp Phàm biết y thiếu tự tin nên cũng y đi bộ. Diệp Thu, đã thích ứng với công việc mới chưa? Diệp Phàm không biết nói gì hỏi. Cũng được, bây là Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Tỉnh. Cũng không có việc gì làm, mỗi ngày pha trà đọc báo. Nhất thời chưa quen, em nghĩ lâu sẽ thành thói quen. Mai Diệp Thu nhìn Tề Thiên liếc mắt một cái nói. Cô đối với Tề Thiên thật tốt, từ bỏ chính công việc mà mình yêu thích. Quyết định đến Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Tỉnh, chắc để sau này có thời gian chăm sóc Tề Thiên, ha ha. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Em mặc kệ anh ấy. Mai Diệp Thu chu chu miệng nói. Nói chuyện đến biệt thự nhà họ Mai, ngoài cửa có hai cảnh sát có vũ trang đứng canh. Có Mai Diệp Thu dẫn đường, cũng không ngăn họ lại. Vừa bước vào cửa chính, thấy Mai Thiên Kiệt vẻ mặt nghiêm túc, đứng phía sau cha Mai Trường Phong đón khách. Diệp Phàm vừa thấy, vội mỉm cười bước lên trước. Xin chào Tư lệnh Mai. Không thể tưởng được ngài tự mình ra đây, ngại quá. Nhà họ Mai đối xử với Diệp Phàm vẫn rất long trọng, vì sao nhà họ Mai đối với Diệp Phàm như vậy? Cũng không phải thân phận đại soái tổ nòng cốt số 8 của Diệp Phàm bị nhà họ Mai biết được. Việc này, nhà họ Mai cũng không cảm kích. Ông cụ nhà họ Mai biết một thân phận khác của Diệp Phàm đó là phó trưởng ban quân vụ bộ tổng tham mưu. Cho nên, Mai Trường Phong là tư lệnh viên quân khu lĩnh Nam cũng không dễ chịu, tự mình ra đón. Trưởng ban Diệp là sư phụ của Thiên Kiệt, hôm nay lần đầu tiên đến nhà họ Mai, gió lớn đến đón tiếp một chút cũng nên thế. Mai Trường Phong trên mặt tươi như hoa xuân, cười nói, một tay cũng nắm chặt tay Diệp Phàm. Từ tư thế bắt tay có thể thấy. Mai Trường Phong có vẻ coi Diệp Phàm ngang hàng. Cho nên, chỉ bắt một tay,
Diệp Phàm đương nhiên cũng giống thế. Dù sao, mặc dù Diệp Phàm có một thân phận khác là phó trưởng ban quân vụ bộ tổng tham mưu. Chỉ có thể nói người thanh niên này tiền đồ thênh thang, nhà họ Diệp cũng không được tốt lắm. Mà thân phận của Diệp Phàm trong tổ đặc nhiệm A kỳ thật trong quân ủy chỉ có vài nhân vật có năng lượng biết, như vài vị phó chủ tịch. Hai bên nói chuyện và đi vào phòng khách nhà họ Mai. Thấy đã rất nhiều người ngồi ở đây, nam nữ, già trẻ đều có. Tất cả đang uống trà nói chuyện phiếm. Diệp Phàm đưa mắt nhìn một cái, thấy phó khu ủy Triều Dương Mai Tùng Vân đang ngồi tán gẫu với Mai Công Lượng. Hai người có vẻ cùng cảnh ngộ, Mai Tùng Vân chỉ là bà con xa của nhà họ Mai, bình thường nhà họ Mai có chuyện lớn mời khách, Mai Tùng Vân cũng có thể nhận được thiệp mời. Đương nhiên, chỉ có thể là một nhân vật nhỏ, có thể không. Mà thân phận của Mai Công Lượng ở nhà họ Mai cũng không khác gì, chẳng qua là một người công tác trong chính quyền, một người công tác trong quân đội mà thôi. Ông cụ nhà họ Mai Mai Chân Hào ngồi trên ghế một giám đốc sở, đang cùng một ông lão nói chuyện hăng say. Diệp Phàm nhìn vài lần, thấy lão già này mình không biết. Tuy nhiên, có thể cùng Mai Chân Hào nói chuyện như thế thân phận không tầm thường. Thấy mình bước vào cùng Mai Trường Phong, mọi người đều quay lại nhìn. Có thể để Mai Trường Phong tự mình ra đón, cũng là người khá có phân lượng. Tuy nhiên, mọi người vừa thấy Diệp Phàm mặt rất trẻ, một nửa số khách và bạn bè đều ngạc nhiên. Còn tưởng rằng Diệp Phàm là một công tử của một gia tộc lớn ở Bắc Kinh, có thể làm Mai Trường Phong tự mình ra đón, ít nhất gia tộc này cũng phải lãnh đạo cấp bộ trưởng. Mai Công Lượng bước nhanh đến, từ xa đã vươn tay, cười nói. Là trưởng ban Diệp đến, Công Lượng thất lễ. Anh Công Lượng, ha ha, tôi cũng mới đến. Diệp Phàm mỉm cười, bắt tay Công Lượng. Trước mặt Mai Công Lượng Diệp Phàm tự thấy mình có thể, bởi vì chức tư lệnh của Mai Công Lượng là hắn cho. Trưởng ban Diệp, đây là anh trai tôi, Mai Bình Quốc. Mai Trường Phong chỉ vào một người trung niên dáng khá cao lớn giới thiệu. Diệp Phàm biết Mai Bình Quốc, đương nhiệm phó chủ tịch tỉnh An Đông. Ông cụ nhà họ Mai không đem nhìn Diệp Phàm, vẫn cùng lão già kia nói chuyện. Tề Thiên cũng không dám lên tiếng. Chương 1401, sự kiên cường của Diệp Phàm. Xin chào. Mai Bình Quốc bắt tay Diệp Phàm, hơi khách sáo một chút, thái độ tương đối lạnh lùng. Trưởng ban Diệp, mời ngồi uống chén trà trước. Mai Trường Phong gọi Diệp Phàm đến ngồi chiếc ghế bên cạnh giám đốc sở. Từ đầu đến cuối, nhà họ Mai chẳng hề để ý đến Tề Thiên. Chứng tỏ một thái độ coi thường. Diệp Phàm muốn tìm một cơ hội làm quen với ông cụ Mai, hiện tại gặp tình huống này, gần như không có khả năng gặp lão gia nhà họ Mai, chứ đừng nói làm quen. Bởi vì, Mai Trường Phong cũng không cho Diệp Phàm đến bên cạnh ông cụ Mai. Tuy nhiên, Diệp Phàm quyết định kết giao với Mai Trường Phong trước. Dù sao, Mai Diệp Thu cũng là con gái Mai Trường Phong, thái độ của người cha này cũng rất quan trọng. Thiên Kiệt gần đây tiến bộ rất nhiều. Diệp Phàm mở đầu câu chuyện trước. Ừ, cái này tôi thực sự cảm ơn Diệp tiên sinh. Nó theo tiên sinh mấy tháng, chẳng những khiến tiểu tử này thân thể cường tráng không ít, hơn nữa, tính xấu trước kia cũng kiềm chế được nhiều. Trưởng ban Diệp là người thầy tốt. Mai Trường Phong mỉm cười, liếc mắt nhìn con trai một cái. Ba, con vốn hiểu chuyện mà. Mai Thiên Kiệt bất mãn hừ nói. Con biết cái gì, đừng tưởng rằng bao nhiêu việc lẳng lơ cô con dập lửa cho con rồi thì ba không biết. Lần này hãy nhớ kỹ, chớ có phạm lại, hừ. Mai Trường Phong nghiêm mặt, phát ra uy nghiêm của một quân nhân, thật là có chút dọa người. Mai Thiên Kiệt táp táp miệng, co cổ, không dám giải thích nữa. Thiên Kiệt đúng là hiểu chuyện không ít, tư lệnh Mai, việc này cũng phải có quá trình tiến lên có phải hay không. Hơn nữa, Thiên Kiệt tuổi còn chưa lớn, từ từ gọt rũa vài năm sẽ hiểu biết ngay thôi. Diệp Phàm lên tiếng bênh vực. Hy vọng vậy. Mai Trường Phong gật gật đầu. Ông thấy đấy tư lệnh Mai, Diệp Thu cũng chuyển nghề rồi. Trước kia, Diệp Thu cứ phải đứng ở báo săn. Một cô gái, làm ở báo săn quả thực có chút không thích hợp. Thay đổi này, công lao của Tề Thiên không ít đâu. Diệp Phàm lôi Tề Thiên vào. Việc này và Tề Thiên có quan hệ gì? Mai Trường Phong hiển nhiên giả ngu, chuyện lúc trước con gái cùng Tề Thiên Mai Phán Nhi hẳn là đã nói cho ông ta biết, không thể không biết chút nào được. Ha ha, tư lệnh Mai, ông làm gia trưởng như vậy có chút không thích hợp. Diệp Phàm cười nói. Không thích hợp, nói vậy là sao? Mai Trường Phong có vẻ kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Phàm,
Diệp Thu cùng Tề Thiên tương đối xứng đôi, hai người đã yêu thương nhau hơn một năm. Chẳng lẽ, ông không biết một chút gì? Diệp Phàm nhân cơ hội nói ra việc này, kỳ thật, bộ dáng có chút kiên trì. Diệp Thu yêu Tề Thiên, lão Mai à, chuyện này là chuyện khi nào, giấu cũng kín đó. Ngay cả người yêu cũng không nói một tiếng, nếu hôm nay tôi không nghe được, thật đúng là. Đột nhiên, lão già uống trà cùng ông cụ Mai quay đầu nói, nhìn như đang nói đùa với Mai Chân Hào. Tuy nhiên, lão già kia nói nửa câu liền câm miệng. Không thể nào. Vẻ mặt tươi cười của ông cụ Mai trong nháy mắt liền biến mất, rất đứng đắn nói. Trong lòng Diệp Phàm trầm xuống, cảm giác trong chuyện này chắc chắn có vấn đề. Không có, thực không có sao. Lông mi lão già này rất sâu, bộ dáng giống như không tin còn muốn truy vấn thêm. Tuy nhiên, ông ta cười hỏi. Đương nhiên không có. Mai Chân Hào ngẩn ra, sắc mặt càng nghiêm túc. Diệp Phàm trong lòng chợt lạnh, có chút phẫn nộ. Liếc mắt nhìn bộ dáng Tề Thiên một cái, quyết định đập nồi dìm thuyền, chợt nói. Lão Mai, nghe Diệp Thu nói đã cùng Tề Thiên yêu thương hơn một năm. Việc này, hai người bọn họ ngượng mở miệng, cho nên, các ông còn không biết việc này cũng là bình thường. Hôm nay nhân ngày vui, tôi thấy bọn họ hai tuổi cũng không cách nhau nhiều lắm, Tề Thiên 28, Diệp Thu cũng 26, cho nên muốn. Diệp Phàm vừa nói đến đây, lông mày rậm lão gia này lạnh lùng hừ nói. Cậu là ai, sao cứ lãi nhải không thôi vậy, chỗ này là chỗ nào, chàng trai trẻ, muốn nói thì ra bên ngoài mà nói, đất rộng lắm, đi mà nói chuyện với người ta đi. Lão gia này sau khi nói xong, trong nháy mắt mặt trầm xuống nói với Mai Chân Hào nói. Ông anh à, cậu ta hẳn không phải là khách các anh mời chứ. Bằng không, sao lại có cái loại này. Lão gia này rõ ràng muốn bắt chẹt Diệp Phàm, biết rõ Diệp Phàm là Mai Trường Phong mời vào. Không ngờ lại có bộ dáng như thế, cố ý chơi chiêu với Diệp Phàm. Diệp Phàm, cậu đến đây là khách, nhà họ Mai chúng ta chào đón cậu. Nếu lại nói rông dài xin mời cứ tự nhiên. Mai Chân Hào quả nhiên bị chọc giận, lời nói tương đối khó nghe. Ông nội, ông nói vậy ý gì? Mai Diệp Thu nói. Ha ha, nhà họ Mai ra giáo quá. Lão già mày rậm lại mở miệng, rõ ràng châm chọc nhà họ Mai không ra giáo. Ủy viên Trương, tôi chỉ muốn trò chuyện cùng ông cụ. Mai Diệp Thu có chút uất ức, bĩu môi nói. Còn không đi xuống. Ông cụ Mai tức giận, hừ nói. Mai Diệp Thu chu mồm thẻ lưỡi, cuối cùng không dám hé răng nữa. Ông cụ Mai, Tư lệnh Mai, xin tạm biệt. Diệp Phàm đứng lên, lạnh lùng quay sang ông cụ Mai hừ một tiếng xoay người đi. Vẻ mặt Tề Thiên phẫn nộ trừng mắt nhìn người nhà họ Mai một cái, cũng đi theo sau Diệp Phàm. Về phần Mai Tùng Vân, tuy nói vẻ mặt nghiêm túc, thằng nhãi này trong lòng sớm đã vui như hoa rồi. Mai Công Lượng vẻ mặt lo lắng, nhìn nhìn ông cụ Mai, lại nhìn nhìn Diệp Phàm. Sắc mặt Mai Trường Phong cũng không tốt, vẻ mặt phức tạp chỉ có điều gật gật đầu, cũng không hé răng. Mai Bình Quốc thản nhiên liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, ngay cả đầu cũng chẳng thèm gật một chút. Ha ha ha, lão gia này, khách đến đây cũng không ra ngoài nghênh đón một chút. Đột nhiên một giọng hùng hậu vang lên, không lâu, ở cửa hiện ra một dáng người cao gầy. Diệp Phàm vừa thấy, không phải đồng chí Trần Khải Việt Tư lệnh viên quân khu Lam Kinh còn là ai. Nghe giọng điệu tùy tiện của ông ta, có vẻ như quan hệ với nhà họ Mai không tồi lắm. Trần Khải Việt nhìn lướt qua, thấy lão gia mày rậm kia, cười nói. Không thể tưởng tượng được ủy viên Trương ở đây, ông toàn là chạy trước nhỉ. Ủy viên Trương. Lão già này rốt cuộc là ủy viên ở đâu? Nếu là ủy viên trung ương, người bình thường sẽ không nói ra tên quan. Có thể xưng được tên chính thức ủy viên, chẳng lẽ là ủy viên quốc hội? Diệp Phàm trong lòng suy nghĩ một hồi, cuối cùng đã nghĩ ra, lão già mày rậm này chính là ủy viên quốc hội Trương Hướng Đông vừa mới nhận chức. Ha ha, Tư lệnh Trần đại giá quang lâm, Hướng Đông thất lễ. Trương Hướng Đông và Mai Chân Hào đều cười tiến lên. Ý tứ một chút xem như nghênh đón. Về phần Mai Trường Phong và Mai Bình Quốc cũng theo sát phía sau hai lão già này. Diệp Phàm, cậu cũng đến đây à? Trần Khải Việt kỳ thật đã sớm thấy Diệp Phàm đứng ở giữa đại sảnh. Tuy nhiên, Trần Khải Việt vẫn là theo cấp bậc mà chào hỏi trước. Nhưng Trần Khải Việt phát hiện sắc mặt Diệp Phàm có chút khó coi, tuy rằng buồn bực, nhưng không có hỏi. Tư lệnh Trần, tôi đi trước. Diệp Phàm chào hỏi. Hướng cửa chính đi đến.
Còn chưa ăn cơm đã đi, chuyện gì mà vội như vậy? Trần Khải Việt trong lòng hiểu ra, người này phỏng chừng cùng nhà họ Mai náo loạn cái gì đó không vui, cho nên, cố ý nói. Không được, rảnh lại đến thăm hỏi tư lệnh Trần. Diệp Phàm gật gật đầu, rời đi. Đại ca, anh cũng tới rồi à? Ồ, còn có ông em Tề Thiên. Phía sau không ngờ lại có một người tới, không phải đại công tử nhà họ Phí Phí Nhất Độ thì còn là ai? Cậu ta cùng tới với tư lệnh Trần, vừa mới phát hiện sắc mặt Diệp Phàm có chút khó coi, cho nên, quan sát riêng một chút mới nói. Phát hiện Tề Thiên cũng tức giận, trong lòng cân nhắc, cũng liền đoán ra một chút gì đó. Phí Nhất Hoàn phải chờ sau đại hội hội lần 60 năm sau mới có thể xem như chính thức là một trong cửu thường bộ chính trị. Tạm thời vẫn là thay mặt Phượng Bảo Sơn làm việc, cho nên, trong khoảng thời gian này cố gắng kết giao, tạo mối quan hệ tốt với các phái hệ ở Bắc Kinh. Nhà họ Mai cùng nhà họ Phí quan hệ chỉ tốt hơn bình thường một chút. Lần này Phí Nhất Hoàn bảo Phí Nhất Độ đến coi như là nể mặt mũi nhà họ Mai. Nhà họ Mai không thể so sánh cùng nhà họ Phí. Nhà họ Phí là một trong mười mấy đại gia tộc của nước Cộng Hòa, cũng là một người cầm lái tập đoàn đảng phái. Là Nhất Độ à, tôi có việc đi trước. Diệp Phàm bắt tay Phí Nhất Độ, phải đi rồi. Đại ca, ông cụ gọi anh đến đấy, ông nói có việc tìm anh. Phí Nhất Độ nói, đôi mắt ưng Diệp Phàm phát hiện mí mắt Phí Nhất Độ nháy nháy một chút, nháy mắt đã hiểu. Cảm ơn người này đã nói dối, đơn giản là lấy lão thái gia Phí để tạo thế cho chính mình. Quả nhiên, ánh mắt mọi người trong sảnh toàn bộ nhìn chằm chằm Diệp Phàm hầu hết đều lộ vẻ mặt hâm mộ. Có thể được ông cụ nhà họ Phí tiếp đón, đó là vận tốt cỡ nào. Ngay cả ủy viên Trương và ông cụ Mai vẻ mặt cũng đều dịu đi, có chút xấu hổ. Diệp Phàm trong lòng còn có chút cảm động, cố ý nhíu nhíu mày nói. Việc này, tôi phải chạy về Việt Đông, hôm nay chỉ sợ không được, buổi tối bay rồi. Nhờ cậu nói với lão thái gia một câu, xin thứ cho Diệp Phàm vô lễ, tuy nhiên, lần sau đến Bắc Kinh nhất định thăm hỏi lão thái gia. Chuyện gì vội vậy, ông cụ thực bảo tôi gọi điện thoại cho anh, gọi anh bảo cần phải đến nhà một chuyến, ông có chuyện quan trọng cần thương lượng với anh. Vẻ mặt Phí Nhất Độ thận trọng nói, bốn chữ cần phải thương lượng có vẻ lôi cuốn người, đường đương ông cụ nhà họ Phí còn muốn cùng người thanh niên này thương lượng. Chẳng phải họ Diệp kia phân lượng tràn đầy sao? Vậy đi, tôi lập tức đi xem thế nào, hẳn là còn kịp. Diệp Phàm cố ý nhìn nhìn thời gian, gật gật đầu rồi đi. Người nhà họ Mai tuy trong lòng muốn giữ Diệp Phàm, tuy nhiên, lời nói như bát nước tạt đi, đành phải trơ mắt nhìn Diệp Phàm và Tề Thiên rời đi. Hơn nữa, điều khiến mọi người trong sảnh suy nghĩ trăm lần vẫn không lời giải đáp chính là đường đường đại công tử Phí Nhất Độ như thế nào lại gọi Diệp Phàm là đại ca, hơn nữa, gọi rất tự nhiên, thân thiết. Kỳ thật, ông cụ nhà họ Phí đúng là có việc tìm Diệp Phàm, chỉ có điều Phí Nhất Độ tạm thời không biết thôi. Buổi tối, sau khi khách và bạn đều đi rồi, Mai Thiên Kiệt và Mai Diệ Thu bị gọi vào trước mặt ông cụ Mai, ông cụ phải mở cuộc họp gia đình. Không phải đã nói với cháu. Việc này không cần vội. Nhà họ Tề cấp bách như vậy, còn không phải vì chuyện Tề Trấn Đào. Ông cụ Mai hướng Mai Diệp Thu hừ giọng nói. Cháu biết mọi người chướng mắt nhà họ Tề, tuy nhiên, ngoại trừ nhà họ Tề, những người khác cháu cũng chướng mắt. Nếu mọi người cứng rắn bức cháu, tôi dứt khoát không trở lại. Mai Diệp Thu nói câu quyết định. Cô bé, con nói cái gì vậy, nói chuyện với ông nội vậy đó hả? Hôn nhân đại sự. Có thể tự con càn quấy phải không? Kỳ cục. Mai Trường Phong lớn tiếng quát. Chương 1402, Sư đoàn đặc chủng A. Anh, tuy nói hôn nhân đại sự ý kiến cha mẹ rất quan trọng. Nhưng, chúng ta dù sao cũng phải nghe ý kiến Diệp Thu một chút. Tính tình Diệp Thu các anh cũng không phải không hiểu, cứng đầu đến tám đầu trâu đều không kéo trở lại được. Diệp Thu cũng không nhỏ, cũng tới lúc xuất giá rồi. Trước kia cháu ấy không tìm được người thích hợp, hiện tại nếu hợp ý tiểu tử nhà họ Tề, việc này có phải cũng có thể thương lượng một chút đúng không nào? Hôm nay Diệp Phàm đến đây, phỏng chừng chính là nhà họ Tề ủy thác đến trước Bắc Cầu. Tuy nhiên, nhà chúng ta hôm nay chẳng nể mặt anh ta gì cả. Nhà họ Tề tuy nói ở trong kinh không có thế lực gì, nhưng lực ảnh hưởng ở địa phương cũng không nhỏ. Các anh cũng thấy được, đại công tử nhà họ Phí còn gọi Diệp Phàm là đại ca. Chứng tỏ Diệp Phàm quan hệ rất tốt với nhà họ Phí. Mai Phán Nhi nói, việc này cô quản ít thôi. Mai Trường Phong khoát tay áo, lạnh giọng nói,
Tôi biết, không phải các anh muốn đem Diệp Thu Hứa gả cho con trai Trương Hướng Đông là Trương Vĩ sao? Đừng cho là tôi và Diệp Thu là đồ ngốc, bằng không, Trương Hướng Đông làm sao lại nhiệt tình như vậy? Trước kia chưa từng thấy ông ta vô cùng thân thiết cùng ông cụ Mai chúng ta. Mai Phán Nhi hừ nói, cũng không sợ anh hai Mai Trường Phong. Mọi người đừng có mơ. Một bên Mai Diệp Thu vỉnh miệng lên cao, vẻ mặt phẫn nộ. Con thật muốn bắt đi có phải hay không? Mai Trường Phong cảm thấy quyền uy của cha mẹ bị khiêu khích. Mai Phán Nhi là em gái của mình, trước mặt ông cụ mình không tiện lớn tiếng giáo huấn cô. Mai Diệp Thu thì không phải vậy, nó là con gái của mình, bàn tay Mai Trường Phong giơ lên. Thôi đi, bỏ xuống. Ông cụ Mai nhíu nhíu mày, hừ nói với con trai. Trầm mặc trong chốc lát hỏi. Phí Nhất Độ như thế nào gọi Diệp Phàm là đại ca, rốt cuộc sao lại thế này, Thiên Kiệt, cháu không phải ở cùng một chỗ với Diệp Phàm một thời gian dài, hãy nói những điều cháu nghe thấy nhìn thấy. Người sư phụ này, lúc đầu cháu còn không thể nào phục hắn. Tuổi không hơn cháu nhiều lắm, tuy nhiên, sau đó, cháu cảm giác hắn càng ngày càng thần bí. Ông nói xem, hắn làm cán bộ phó giám đốc sở địa phương, sao nhiều quan lớn ở Bắc Kinh đều biết. Hơn nữa, không chỉ đơn giản là biết, hình như giao tình rất tốt. Như Lang Phá Thiên mà nói, sau này cháu mới biết, anh ta đường đường là vệ sĩ đầu lĩnh Trung Nam Hải, nghe nói đảm nhiệm chức cục trưởng cục cảnh vệ văn phòng Trung ương, Mai Thiên Kiệt vừa mới nói đến đây. Mai Trường Phong không kìm nổi hỏi. Tiểu tử, con không nhìn lầm đó chứ, cục trưởng Lang như thế nào có khả năng để ý đến Diệp Phàm? Nghe nói người kia luôn luôn ác nghiệt, rất ít có bạn bè. Trước kia không phải đã nghe nói, chính là người nhà của Phó Thủ tướng, người ta sao nể mặt được? Không lầm, con tận mắt nhìn thấy cục trưởng Lang cùng Phó trưởng Ban Thiết Chiêm Hùng đi theo sư phụ cùng đến nhà họ Phí. Còn cùng mấy người cao thủ nhà họ Phí so công phu quyền cước. Kết quả là sư phụ thắng, nhà họ Phí bị đánh cho rối tinh rối mù. Mai Thiên Kiệt tương đối đắc ý. Thiết Chiêm Hùng tôi biết, là lãnh đạo của Diệp Thu. Xem ra thật sự là cục trưởng Lang, ngoại trừ anh ta còn có người nào. Mai Trường Phong gật gật đầu. Có phân lượng, con nghĩ đã. Mai Thiên Kiệt ngẫm nghĩ một chút, nói. Còn có cảnh vệ khu chúng ta Trấn Trung Lương, người này con vốn không biết anh ta có bối cảnh gì. Tuy nhiên. Thời gian trước không phải treo cờ rủ trí sao? Người này cùng hắn có quan hệ gì? Đó là ủy viên Trấn. Mai Bình Quốc hừ nói. Đương nhiên là có quan hệ, cháu thấy chủ tịch và bọn người thủ tướng đến nhà họ Trấn tưởng niệm. Sau đó mới nhận ra Trấn Trung Lương chính là đại công tử của ủy viên Trấn Đông Hải. Anh ta đứng ở đầu hàng người nhà, lúc ấy chủ tịch và thủ tướng đều bắt tay anh ta. Mà Trấn Trung Lương gọi sư phụ là đại ca. Ông và bố xem có kỳ là không, không ngờ anh ta cũng gọi sư phụ là đại ca. Sư phụ thật lợi hại, khắp nơi đều có huynh đệ. Mai Thiên Kiệt nói, Trấn Đông Hải, người này đích thực là tâm phúc của chủ tịch, đáng tiếc. Tuy nhiên, còn ông ta Trấn Trung Lương, chủ tịch cũng không bạc đãi cậu ta, quân hàm lập tức tăng lên một bậc, đã chuẩn bị đảm nhiệm sư trưởng quân đoàn thứ hai mới thành lập ở căn cứ Vịnh Lam Nguyệt Thủy Châu. Đây là binh chủng mới, hợp thành tác chiến. Cậu ta mới 30 tuổi à? Chắc hẳn chỉ vài năm nữa, cậu ta sẽ là tướng quân. Ông cụ Mai thở dài một tiếng, liếc mắt nhìn Mai Trường Phong một cái. Người này thật là có chút không nhìn thấu. Mai Bình Quốc có chút nghi hoặc. Ông đương nhiên không hiểu được hắn. Mai Diệp Thu bĩu môi hừ nói. Diệp Thu, nói thật cho ông, cháu thực sự thích Tề Thiên. Vẻ mặt ông cụ Mai nghiêm túc hỏi. Cháu thích. Mai Diệp Thu đỏ mặt, nhưng vẫn dũng cảm nói ra. Liếc mắt nhìn mọi người một cái, nói. Lần này là chú Tề bảo Diệp Phàm tới, nói là nhờ hắn làm bà mối. Tề Trấn Đào làm như thế, chắc chắn là biết một chút về Diệp Phàm. Rất đơn giản, chỉ nhờ một cán bộ cấp phó giám đốc sở như Diệp Phàm, chẳng lẽ nhà họ Tề tìm không ra người thích hợp làm bà mối. Điều này rất kỳ lạ. Mai Trường Phong nói. Điều đó đương nhiên không có khả năng. Tề Phóng Hùng là chủ tịch tỉnh Giang Đô, Tề Trấn Đào là phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Nam Phúc. Nhà họ Tề họ hàng với Phong Thanh Lục ở Bắc Kinh. Tìm một chủ tịch tỉnh làm bà mối hẳn là không khó. Tuy nhiên, Tề Phóng Hùng tuổi đã lớn, chắc hẳn chức chủ tịch tỉnh là địa vị cao nhất của ông ta. Tề Trấn Đào mới đến 50, nhưng thật ra rất có không gian bay cao lên. Lần này ông ta vội vã bảo Diệp Phàm làm bà mối,
chắc chắn là muốn mượn một chút ảnh hưởng của nhà họ Mai chúng ta, gần đây có 3 địa phương còn chống chức chủ tịch tỉnh. Mục đích của Tề Chấn Đào chính là đây. Mai Bình Quốc phân tích tương đối thấu tận. Ông ấy ngồi không yên, lần này chỗ nhà họ Phượng, cả tập đoàn phải nghiêng toàn bộ lực giúp đỡ Phượng Triều Phong đổi địa bàn tiến vào danh sách chuẩn bị làm ủy viên Bộ Chính trị. Mà chỉ dựa vào mạng lưới quan hệ nhà họ Tề không có khả năng đẩy Tề Chấn Đào ngồi vào vị trí chủ tịch tỉnh. Ông cụ Mai nhắc nhở nói. Buổi tối, Diệp Phàm cùng Tề Thiên đặt bàn ăn ở Hồng Diệp Quán, gọi Lão Thiết và Lão Lang cùng Trấn Trung Lương và Phí Nhất Độ lại uống vài chén, hai người đều có chút buồn bực. Đại ca, có lẽ tôi sẽ đến Nam Phúc. Trấn Trung Lương đột nhiên nói. Nam Phúc, hoan nghênh nhé. Diệp Phàm cười nói. Không phải đến chơi, tôi nói là đến quân đoàn thứ hai Thủy Châu. Vẻ mặt Trấn Trung Lương chân thật, nói. Từ ngày ba cậu ta Trấn Đông Hải mất đi, Trấn Trung Lương cố gắng quan hệ tốt với Diệp Phàm. Bởi vì, thân phận của Diệp Phàm Trấn Trung Lương lúc ấy cũng biết. Lúc đó Trấn Trung Lương tương đối khiếp sợ. Không thể tưởng tượng người thanh niên này tuổi còn nhỏ hơn mình đã là thiếu tướng, hơn nữa lại là đại soái thứ 8 tổ nòng cốt, chiếm được thẻ tổ đặc nhiệm A. Đây là chủ tịch đích thân cho hắn vinh quang, Trấn Trung Lương thiếu chút nữa phục sát đất. Phải biết rằng, trước kia ba anh ta là thủ trưởng tối cao, nhưng bởi vì đẳng cấp mình không đủ muốn đi vào cũng không được. Mà Diệp Phàm, người ta đã có thẻ bên người, tấm kim bài này toàn bộ tổ cũng không có mấy cái, thẻ này đại biểu cho quyền lực. Cho nên, Trấn Trung Lương gọi đại ca cũng rất thuận miệng. Hơn nữa, hiện tại Trấn Trung Lương đã rõ dụng tâm của ông cụ. Ông cụ trước khi chết đã nhắc nhở, ám chỉ, người thanh niên họ Diệp này, tương lai nhất định tiền đồ vô lượng. Chính mình đi theo hắn sẽ không bị thiệt. Có lẽ Diệp Phàm đã được Trấn Hệ coi trọng, coi là người bồi dưỡng. Chẳng qua hiện tại tầng trên chưa biểu lộ ý tứ, Diệp Phàm đang nằm trong sự giám sát của một hệ cầm quyền. Điều qua đó à, tốt. Thiết Chiêm Hùng cười nói. Bọn họ cho cậu chức phụ gì? Nghe nói thống soái một tổ mới thành lập, đa binh chủng hợp thành tác chiến kiểu binh chủng mới, là quân khu chúng tôi muốn làm thí điểm. Trấn Trung Lương không còn như trước, đã đem chính mình thành quan quân khu lĩnh Nam, người này đổi khẩu vị nhanh thật. Ông em, làm tốt đi. Đa binh chủng cho tới bây giờ chính là một đề tài mới trong quân đội, có thể đảm nhiệm sư trưởng một binh chủng hợp thành như vậy. Về sau phương diện đề bạt, thăng tiến sẽ đều ở vị trí chính trị quan trọng. Thiết Chiêm Hùng nói. Anh Thiết, việc này, nếu em thực sự đi, anh hãy giúp tôi. Trấn Trung Lương giấu đầu lòi đuôi. Tôi biết tiểu tử cậu sẽ không có gì lòng tốt, chính là muốn kéo Lão Thiết tôi xuống nước. Thôi vậy, nói đi, gấp cái gì? Thiết Chiêm Hùng đoán được một ít. Giúp em huấn luyện một đám quan quân trung tầng. Trấn Trung Lương không khách khí. Ha ha, Diệp Phàm đại nhân đang ở đây, cậu tìm tôi làm chi? Thiết Chiêm Hùng liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái cười nói. Anh ấy bận quá, không rảnh. Hơn nữa, nói thật, về phương diện quả đấm em khâm phục anh ấy, tuy nhiên, ở phương diện tác chiến cụ thể, anh ấy không bằng anh Thiết của em. Trấn Trung Lương nói thẳng không hối. Lão Thiết, còn muốn đẩy sao? Diệp Phàm đắc ý liếc mắt quét Thiết Chiêm Hùng một cái, tuyệt không tức giận. Trấn Trung Lương nói chính là sự thật, đích thân mình mang vài người đi làm công tác đặc thù còn được, nếu nói tác chiến trên diện rộng, bản thân mình đúng là chim non. Căn bản không có kinh nghiệm phương diện này, lý luận suông thôi thì không được. Thôi vậy, đến lúc đó gọi điện cho tôi một tiếng là được. Thiết Chiêm Hùng khoát tay, Trấn Trung Lương lập tức đứng lên kính ba chén. Nhất Độ, có rảnh có thể nói cùng Phí Nhất Thanh hay không? Diệp Phàm hỏi. Chuyện gì đại ca, anh nói đi. Phí Nhất Độ bộ dáng rất tôn kính. Anh của anh Thiết là Thiết Thác trước kia ở Nam Phúc rất chiếu cố tôi, nếu có cơ hội có thể nói một tiếng với Phí Nhất Thanh không? Bí thư Thiết một lòng vì dân là quan tốt như vậy thật không còn nhiều nữa. Hơn nữa, có năng lực, lập trường kiên định, trí tuệ rộng lớn, là người có thể làm đại sự. Diệp Phàm cười nói, Thiết Chiêm Hùng trong lòng âm thầm cảm kích, tuy nói mình quan hệ tốt với Diệp Phàm. Nhưng cũng không có nghĩa là nhà họ Phí sẽ để ý tới mình. Việc này, có cơ hội tôi sẽ xem sao. Phí Nhất Độ nói chuyện khá rõ ràng, đương nhiên, cũng không khẳng định. Trong thể chế, có thể nói mơ hồ đương nhiên sẽ nói mơ hồ. Tuy nhiên, Diệp Phàm nói, Phí Nhất Độ nể mặt, cho nên, nói rõ ràng hơn một chút. Cảm ơn Phí công tử,
tôi kính cậu một ly. Thiết Chiêm Hùng giơ chén rượu lên. Cùng kính đi, đại ca đã nói, tôi sẽ không quên. Phí Nhất Độ thản nhiên cười nói, đại ca đương nhiên là nói Diệp Phàm. Chính khi đang uống rượu sướng, Mai Thiên Kiệt gọi điện thoại đến. Người này ấp a ấp úng nói không đâu ra đâu. Cuối cùng bị Diệp Phàm hừ một cái, cuống quýt nói là muốn mời sư phụ uống rượu, không lâu sau trực tiếp tới quán Hồng Diệp. Chuyện gì ấp a ấp úng, cậu sẽ không càng sống càng giống đàn bà chứ? Diệp Phàm tức giận, hừ nói. Hôm nay bị tức ở nhà họ Mai, đương nhiên tìm cách trả lên người tiểu tử này. Chương 1403, sư tử Hà Đông là ai? Chị tôi vừa rồi cùng ông già ầm ĩ một trận. Mai Thiên Kiệt nói. Chị cụ à cậu, cô ấy dám sao? Lang Phá Thiên hừ nói, quét mắt liếc người này một cái, trong mắt đầy vẻ khinh thường. Là thật, sao cô Phán Nhi xin hộ? Ông cụ hỏi rõ tình hình rồi thương lượng cùng người trong nhà một chút, cảm thấy con người anh tề không tồi. Mai Thiên Kiệt nói, thằng nhãi này nói lời dối trá tuyệt không đỏ mặt. Sốt của cậu muốn nói cái gì? Diệp Phàm nhíu nhíu mày, tự nhiên cố ý buộc cậu ta. Ý ông cụ là việc này có thể nói chuyện trước, buổi sáng ngày mai cô Phán Nhi phải trở về Thủy Châu. Mai Thiên Kiệt rốt cục tung ra mục đích việc này. Thật sao? Thằng nhãi Tề Thiên này lập tức kích động đứng lên, sỉ nhục lúc trước lập tức quên hết toàn bộ. Diệp Phàm liếc mắt nhìn một cái, thầm than ma lực của phụ nữ. Là thật anh rể. Mai Thiên Kiệt này miệng kêu thật ngọt, không ngờ ngay cả tiếng anh rể cũng gọi lên. Làm Tề Thiên kia vui mừng, đi qua vỗ vai Mai Thiên Kiệt rất thân thiết uống rượu. Diệp Phàm liếc mắt cùng đám Lang Phá Thiên một cái, trong lòng cười thầm, hiểu mà không nói. Biết ông cụ Mai kỳ thật cũng có ý vậy. Sau đó Tề Chấn Đào nhận được điện thoại cũng khá là hài lòng, nói là ngày mai ở nhà tiếp chủ tịch Mai Phán Nhi đến chơi. Buổi sáng ngày hôm sau, ba người Diệp Phàm, Tề Thiên, Mai Phán Nhi bay thẳng tới Thủy Châu, xuống máy bay lập tức đi đến nhà họ Tề. Nói chuyện rất thuận lợi, hai bên tiện thể chọn ngày lành, quyết định đính hôn trước. Diệp Phàm suốt đêm chạy về Việt Đông, di chuyển qua lại như vậy, hắn cũng mệt. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phàm dẫn theo cán bộ phòng cán bộ 3 và phòng 4 đi điều tra nghiên cứu. Trạm thứ nhất chính là nơi xa xôi nhất Việt Đông, địa khu Cổ Đình. Bởi vì Vương Triều ở Cổ Đình, Diệp Phàm cũng muốn đi thăm cậu ta, trong lòng có chút băn khoăn. Bộ máy địa ủy Cổ Đình long trọng tiếp đãi cán bộ ban tổ chức tỉnh ủy, người tâm phúc mới, người phát ngôn của Triệu Sương Sơn. Đồng chí Lưu địa ủy Cổ Đình bị bệnh, cho nên là do chủ tịch địa khu Trương Vận Lai, chủ tịch địa khu một vai gánh vác chọn. Vóc dáng Trương Vận Lai không cao, thậm chí có vẻ hơi thấp. Vẻ mặt thân và chỉ cười, làm người ta cảm giác rất thoải mái. Đương nhiên, Diệp Phàm sẽ không bị anh ta mê hoặc. Có thể ngồi ở vị trí này cho đến hôm nay, làm gì có người thật thà chất phác. Có người nói lần này Diệp Phàm dò xét trước, tin đồn tỉnh ủy phải điều chỉnh bộ phận lãnh đạo bộ máy ba thành phố cấp địa sớm đã truyền ra. Mà Diệp Phàm phân công quản lý phòng cán bộ ba đối tượng khảo sát chính là cán bộ thành phố cấp địa. Có lực uy hiếp rất lớn đối với cán bộ cấp phó giám đốc sở ở thành phố cấp 3. Trương Vận Lai biết đồng chí cục trưởng Vương Triều quan hệ tốt với Diệp Phàm, cho nên, gọi riêng Vương Triều đến cùng nhau tiếp đón đoàn Diệp Phàm. Kỳ thật, nói là điều tra nghiên cứu, cũng như cưỡi ngựa xem hoa nhìn một chút. Ngay cả chính Diệp Phàm cũng chưa muốn làm rõ ràng mục đích xuống dưới lần này. Trưởng ban Cổ Hoài nói là có mấy người ở vị trí phó giám đốc sở cần Diệp Phàm đi xuống quan sát trước một chút. Diệp Phàm cân nhắc sau đó cảm thấy không có khả năng, chỉ vài cấp phó giám đốc sở Cổ Hoài làm gì lại điều động binh lực như thế. Đối với tỉnh ủy phải điều chỉnh ba thành phố cấp địa là Ngư Đồng, Triều Châu, Cổ Đình, Diệp Phàm cũng luôn luôn cân nhắc rốt cuộc tin tức này độ tin cậy bao nhiêu. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng gọi người đưa danh sách tình hình tất cả các cán bộ cấp cục trưởng đến. Buổi tối, Vương Triều cầm hai bình rượu sái, đóng gói hai con gà tới phòng Diệp Phàm. Vương Triều, ở Cổ Đình đã quen chưa? Diệp Phàm nhiệt tình tiếp đón. Có gì không quen, nhớ hồi bé có lúc bị đói đến độ hoa mắt chóng mặt, phải cùng với đám Mã Hán đi ăn mày. So với đoạn thời gian đó, những khó khăn nhỏ bây giờ chẳng thấm vào đâu. Dù nói như thế nào tôi cũng là nhân vật số một của Cổ Đình, dưới tay có một đám người lớn gào to. Hơn nữa, muốn uống rượu, thì ngày nào cũng được. Vương Triều cười nói. Uống ít thôi, uống nhiều hỏng việc. Diệp Phàm nói.
Điều này tôi hiểu, nên uống thì uống, không nên uống miệng này tôi đóng ngay. Phó trưởng Ban Diệp, địa khu cổ đình tuy nói kinh tế kém phát triển. Tuy nhiên, nơi này dân chúng với phong cách cổ xưa. Những nơi phong cảnh đẹp cũng tương đối nhiều, Tĩnh An Tự cũng là một chỗ không tồi. Xếp Diệp hiếm khi đến đây một lần, ngày mai đi một chút thế nào? Vương Triều nói, Tĩnh An Tự, có cái gì đặc biệt, nói trước cho tôi nghe một chút được không? Diệp Phàm giật mình, cảm thấy lời này của Vương Triều là có ý khác. Cổ đình từng có một vị trạng nguyên, tên là Tằng Triệu, người này sau làm tới quan tổng đốc Lưỡng Giang. Nghe nói tuổi trẻ trạng nguyên Tằng nghèo rất mồng tơi, lão phương trưởng Tĩnh An Tự đại sư Thỏa Viên có đôi mắt tinh tường, không muốn Tằng Triệu mai một trong cõi hồng trần. Cho nên, dư Tằng Triệu, nói là có thể cung cấp thức ăn để Tằng Triệu đến tự đọc sách. Tằng Triệu đương nhiên cảm kích, từ đó về sau tĩnh tâm đọc sách, cuối cùng mới thành danh. Đương nhiên sau khi làm quan bỏ ra số tiền lớn trùng tư Tĩnh An Tự, trong đó, Tằng Triệu cùng Tĩnh An Tự đối diện một am hồng cực trên một ngọn núi của một người tên là Nữ Ni Yến Tu, còn có một giai thoại truyền lại đời sau. Vương Triều hơi có vẻ mờ ám, thản nhiên cười nói. Hồng cực tự. Diệp Phàm miệng nhắc tới, trong đầu lóe lên một ý nghĩ quái dị. Từng nghe ông cụ Phí nói qua, nhân vật lợi hại thứ hai trong ngũ cực Trung Hoa tên là Hồng Cực Yên Phi Phi. Mà am kia là, Hồng Cực Am, Nữ Ni lại tên là Yến Tu, liệu có sự trùng hợp như thế? Nói chuyện xưa của bọn họ đi. Diệp Phàm hỏi. Việc này tôi không rõ lắm. Vương Triều lắc lắc đầu. Ai biết giai thoại này? Diệp Phàm hỏi. Hiện giờ hẳn chủ trì Tĩnh An Tự đại sư Viên Minh có biết một chút. Vương Triều nói. Ngày mai phải đi. Diệp Phàm gật gật đầu. Phó trưởng Ban Diệp, chuyện gia tộc Nam Cung Hồng Công giải quyết xong chưa? Đám con cháu nhà rùa kia dám đánh xếp Diệp, cứ để tôi đi Hồng Công một chuyến đem Nam Cung Phi Thanh bí mật bắt về đây, thế nào? Chúng ta dạy dỗ thằng nhóc này một chút, mẹ nó, dám vuốt râu hùm, chán sống rồi có phải không? Vương Triều vẻ mặt phẫn nộ. Không cần, nó chạy không thoát, tôi đã bảo phân trại Hồng Công giám sát nó. Một khi thời cơ chín muồi đến, tôi nghĩ, chủ tịch Nam Cung hẳn sẽ không phản đối. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói. Không lâu, Trương Vận Lai thay mặt địa ủy cổ đình đến hỏi thăm Diệp Phàm. Hai người đều nói việc nhà, Trương Vận Lai mịt mờ nói chuyện vài đồng chí. Diệp Phàm trong lòng sớm hiểu, thì ra đến chính là vì biện hộ cho mấy người này. Bởi vì, Trương Vận Lai nói vài đồng chí đều là đối tượng Diệp Phàm hiểu rõ. Tuy nhiên, Diệp Phàm khẩu phong rất nhanh, về mấy vấn đề này nói mơ hồ. Đôi mắt ưng phát hiện trên mặt Trương Vận Lai hiện lên vẻ thất vọng. Buổi sáng ngày hôm sau, Diệp Phàm sau khi giao một số công việc cho các đồng chí phòng cán bộ ba tự đi điều tra nghiên cứu. Diệp Phàm cùng Vương Triều nhằm hướng Tĩnh An Tự thẳng đi, xe đi hồi lâu mới đến một quốc lộ nhỏ. Xếp Diệp, đường này nhỏ, trước là đường xe ngựa đi, chính là Tằng Triệu rút tiền tu sửa, cũng gọi là đường Trạng Nguyên. Tuy nhiên, nghe nói phía trước sạt lở, cho nên, phải đi bộ. Vương Triều nói, không có sao, tôi không quý giá như vậy, cũng là xuất thân nghèo khổ. Diệp Phàm cười nói, thư ký Trương ôm một túi rất to ở sau người. Cảnh trí xe ngựa hai bên đường vẫn khá tốt, cổ thụ che trời, làm cho người ta một cảm giác rất tĩnh mịch, thanh thản. Trên đường còn đi qua một dòng suối nhỏ, tiểu bộc, Diệp Phàm mỗi chỗ đều dừng lại xem một chút, cũng rất thích thú. Con đường này không tồi. Diệp Phàm cười nói. Đúng là không tồi, có người nói đường Trạng Nguyên này còn có chút căn nguyên. Năm kia một đại gia ở cổ đình là ông chủ Trần nói là muốn bỏ vốn 5 triệu để giải tiếp mặt con đường này. Tuy nhiên, điều kiện là con đường này phải lấy tên gia tộc của ông ta. Kết quả, bị đại sư Viên Minh kiên quyết từ chối. Đại sư nói, đừng nói dùng tên gia tộc của ông ta, mà ngay cả không đặt tên con đường này cũng không sửa. Quốc gia không phải thường xuyên nói đến di vật văn hóa, kỳ thật, đường Trạng Nguyên này cũng là di vật văn hóa trời sinh. Chúng ta không nên phá hủy thần tủy của con đường. Vương Triều nói, đại sư nói đúng, đường này cũng có thần tủy. Diệp Phàm thở dài, đột nhiên đứng bất động, dừng lại nghe, một tiếng đàn cổ mơ hồ truyền đến. Nghe thấy gì không Vương Triều? Diệp Phàm hỏi. Tiếng chim hót. Vương Triều thuận miệng nói, Diệp Phàm thật sự hết chỗ nói rồi. Không phải, cậu lắng nghe lại xem, phía dưới hẳn là có âm thanh truyền đến.
Diệp Phàm duỗi tay chỉ xuống hướng chỗ dòng suối. Vương Triều lắng nghe, vẫn không nghe thấy cái gì, lắc lắc đầu. Diệp Phàm hoảng hốt, bởi vì mình có tai rơi, đương nhiên có thể nghe được. Vì thế dẫn theo Vương Triều men theo một bụi cỏ dại mọc thành đường nhỏ đi xuống. Tai của xếp Diệp tốt quá, hình như là âm thanh đàn cổ. Đến gần, Vương Triều quả nhiên nghe thấy được, vẻ mặt thằng nhãi rất khâm phục. Ha ha, đúng rồi. Diệp Phàm cười nói, ba người đi đến một khối nhô ra một tảng đá lớn, đi xuống nhìn lại. Phát hiện phía dưới 10 mét, có một cái đầm nhỏ thanh tịnh, cỏ dại bên cạnh mọc thành bụi. Đầm nhỏ có một tảng đá hình chứng thật là lớn, một bóng dáng nữ đạo làm chính mình đắm chìm trong tiếng đàn. Đôi tay kia như mưa loạn, làm người ta có chút vội mắt. Ba người nhìn, nghe xong một trận, nữ đạo kia cũng không xoay người lại. Chúng ta xuống xem đi. Vương Triều đề nghị. Thôi đi, đừng quấy rầy nhã hứng người ta. Diệp Phàm khoát tay, nghĩ lại tưởng tượng, hỏi. Đạo cô này có lẽ là ở Hồng Cực Am. Hẳn là ở đó, gần chỗ này cũng không có Am Ni cô thứ hai. Vương Triều gật gật đầu. Đầm ban ở Tây Tây Sơn, nước này chảy từ phía nam, đến núi đá, dòng chặn chảy về phía đông. Diệp Phàm đột nhiên ngâm bài nhớ đầm bàn của Liễu Đại Sư, thanh âm hùng hậu vừa phải, nhưng truyền được tương đối xa. Khiến Vương Triều là hòa thượng không kịp vuốt ý nghĩ. Kỳ thật, Diệp Phàm đã dùng một chút nội công. Tuy nhiên, lúc Vương Triều phát hiện nữ đạo cô xoay người lại mới phát hiện dụng ý của Diệp Phàm, trong lòng âm thầm khâm phục chiêu ném hoàng dẫn phượng cao minh này. Lông mày lá liễu, khuôn mặt trái xoan, cả người lộ ra một cảm giác xuất trần. Hơi có vẻ đạo cô từng trải, tuổi phỏng chừng 20 mấy. Tướng mạo không phải cực xinh, chỉ có thể coi là ưa nhìn. Tuy nhiên, cặp mắt kia lộ ra một vẻ phẫn nộ. Mơ hồ có hình dáng sư tử Hà Đông. Ai cưới cô ta, xác định chắc chắn suy.